chương 226, thiên diện quan âm thiên biến thủ một tiếng, đinh, giòn tan. Côn kiếm giao nhau. Thân hình mềm mại của uyển thiên thiên giống như thuyền lá nhỏ trong sóng dữ bị mạnh mẽ thổi đi, lượn mèo nhẹ nhàng và khéo léo trong không chung, sau đó đứng ở cách đó mấy thước, động tác rất tự nhiên phóng khoáng. Được, yên chi kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ bân tán thưởng một tiếng. Tuy rằng một chiêu này chỉ giúp ả đàn bà kia giải vây, nhưng trong chiến lược giải vây còn mang vài phần thử ý, không đánh hết toàn lực. Quyền Thiên Thiên khinh địch vậy mà vẫn hóa giải được, quả có chút ngoài dữ liệu của Chỉ Bân. "Chú trì, đây không phải côn pháp, hay đúng ra là gậy mà?" Lang Nha bổng. Quyền Thiên Thiên cười hì hì nói, mang theo ý châm chọc rõ ràng, nghe giọng điệu cực kỳ thoải mái, nhưng lại ngầm cắn chặt răng. Chỉ Bân xuất lực vào côn không hề nhỏ, vừa rồi giao thủ, cánh tay phải cầm kiếm của Uyển Thiên Thiên thiếu chút nữa chết lặng ngực mơ hồ đau. Cũng do Uyển Thiên Thiên đã bị thương từ trước, côn pháp của Chỉ Bân quả thật cũng khó có thể ngăn cản. Để cháu chê cười rồi, chú chỉ vốn không phải cao nhân nhã sĩ, sẽ không dườm già gì đó đâu. Chú nói thật, Thiên Thiên, chú không chiếm tiện nghi của cháu, vừa rồi coi như là chiêu thứ nhất đi. Chú ý, đây là chiêu thứ hai. Chỉ Bân chậm rãi nói, tề mi đoàn côn lại dương lên, một tiếng, ha, vang lên, hướng thẳng tới đầu của Uyển Thiên Thiên. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải côn pháp mà là bổng pháp. Lang nha bổng. Audio điện tử võ tấn bền. Bình thường, côn pháp rất nhẹ nhàng phóng khoáng, rất ít khi uy mãnh bá đạo như này. Đấu pháp hiện tại của Chỉ Bân chính là cứng đối cứng, không muốn cho Uyển Thiên Thiên con đường sống. Nói về công phu tiểu xảo, Chỉ Bân làm sao có thể sánh với Tiểu Linh Lung Uyển Thiên Thiên được. Chú trì, coi như chú lợi hại. Uyển Thiên Thiên hừ lạnh, đoàn kiếm đáp trả tề mi côn cả người lại mượn lực nhẹ nhàng ra ngoài từ đầu đến cuối không dám chấp nhận sự thực chỉ bân lực lớn chiêu nặng cứng đối cứng việc uyển thiên thiên không bị thương cũng khó có thể cản lại được Chiêu thứ ba chỉ bân buồn bực giống lên lại một côn đập tới trong khoảnh khắc chỉ thấy một côn ảnh thật mạnh dưới ánh trăng cuồng phong gào thét uyển thiên thiên là lướt xinh đẹp thân hình nhỏ nhắn yểu điệu trong sóng giữ quay cuồng tận lực trốn tránh ngay lúc này, có hai ngọn đèn sáng như tuyết từ xa tiến lại, có xe tới. Nhưng lại không ai để ý. Giữa đêm hôm khuya khoắt, bình thường những người lái xe tới trốn hoang vu này phát hiện điều gì khác thường nào dám dừng xe lại xía vào việc người khác. Cho dù dám dừng xe, dám chõ mõm vào, dù muốn quản cũng chẳng quản nổi. Được, chiêu thứ 10. Trong giây lát, chỉ bân lại giống to một tiếng. Hừ, côn ảnh đầy trời không còn nữa, mà là trăm cành cây gậy gộc lập tức hợp thành một, mạnh mẽ quét qua. Hoành tảo thiên quân như quyển tịch. Sắc mặt uyển thiên thiên rốt cuộc thay đổi, đôi mắt to ngập nước bắt đầu nhắm lại. Chiêu này của chỉ bân tưởng đơn giản mà lại phức tạp, mấy chiêu phía trước nhịp nhàng ăn khớp, liên kết chặt chẽ. Tuy chỉ là nhất côn, nhưng có thể che hết đường lui của uyển thiên thiên. Ngoại trừ cứng đối cứng, không cho đối phương bất kỳ né tránh nào để mưu lợi đường sống. Mười chiêu làm hạn định. Chỉ bân sớm đã đoán chắc rồi. Nếu huyền thiên thiên trước đó không bị thương, thì cũng không phải là không có cách nào hóa giải. Cứ coi như là cứng đối cứng, nhưng cũng không thể thua được. Nhưng lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không phải do huyền thiên thiên trần trừ, mà là tề mi côn đã quét tới trước mặt, huyền thiên thiên khẽ quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, toàn lực đỡ lấy. Đinh! Hồng mang kinh thiên, màu đỏ của yên chi kiếm bỗng hóa thành một đạo sao băng, như ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng cắt qua, bay về phía xa. Thân hình xinh đẹp của Uyển Thiên Thiên cũng bay lên, giống như con diều đứt dây, cùng Yên Chi Kiếm giống nhau ở trong không trung xẹt thành một đường cong tuyệt đẹp, phun ra một trận mưa máu. Ngay lúc ấy, đèn xe đột nhiên ngừng lại, một bóng người cao ngất nhảy ra, vươn một tay ôm thân hình non mềm của Uyển Thiên Thiên vững vàng trong mưa xe, chân dưới vững vàng không có nửa phần lay động. Con người chỉ bân bóng dưng co rút. Chỉ có lão mới rõ, vừa rồi là chiêu thứ 10, mang theo kình lực kinh khủng. Biết huyền thiên thiên rất khó đối phó, nên chỉ bân không dám khinh thường, vừa ra tay liền suốt toàn lực. Người trong xe này trước khi Uyển thiên thiên rơi xuống đất, trong nháy mắt đã bắt được Uyển thiên thiên, dù sao thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, mặc dù rất khó đoán nhưng cũng không làm chỉ bân kinh ngạc nhiều lắm. Nhưng thoải mái mà đón được Uyển thiên thiên mà không có chút lay động nào, thì thật sự đã chân áp chỉ bân. Đây là công phu thật sự, không có nửa điểm giả dối nội công người này rất cao, quả làm người ta khó có thể tưởng tượng. Tuy chỉ bân rất không vui thừa nhận, nhưng lý trí nói cho lão biết rằng, người có thể thoải mái đón được huyền thiên thiên, lại có thể dễ dàng hóa giải kinh lực của lão, nội công của người này rất có thể hơn cả lão ta. Tuy nhiên chỉ bân vẫn chưa cây ếch yêu ta ép sợ đến mức đứng im một chỗ, lúc đèn xe sáng như tuyết kia quét tới, lão đã lắc mình né sang một bên, trong thời gian ngắn nhất trốn ra ngoài phạm vi đèn chiếu. Trong đêm tối, Bị ngọn đèn sáng chói mắt kia chiếu trực tiếp vào, bất kể là ai cũng đều là mục tiêu sống. Chỉ Bân là người từng trải, làm sao có thể không cảnh giác cho được. Cũng may đèn xe rất nhanh tắt đi, đối phương không có ý công kích, thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không. Một người ôm Uyển Thiên Thiên, một người nhặt chiếc hộp đen lên, còn một người khác thì nhặt yên chi kiếm của Uyển Thiên Thiên, xoay người đi về xe. Đứng lại. Chỉ Bân gào to một tiếng. Mấy người này cũng thực quá trâu bò đấy chứ. Chư xe tiếp đem chỉ bân thành trong suốt, ở ngay trước mắt lão cứu người chưa tính, ngay cả chiếc hộp đen cũng muốn mang đi, có phải là muốn chỉ bân đẹp mặt không hừng? Tại hạ là chỉ bân, các vị từ đâu tới? Sưng hô thế nào bây giờ? Chỉ bân trầm giọng, sớm đã nhìn thấu chiếc xe trên đường chính là một chiếc sa jeep lớn Cherokee, từ cao tới thấp là hai nam hai nữ. Mặc dù trong bóng tối mờ mịt, nhưng với nhãn thần âm dương nhãn, lão thấy rõ ràng bốn người này đều rất trẻ tuổi. Trì tiên sinh, xin chào, tôi họ tiêu, tiêu nhất hành. Người ôm huyền thiên thiên đúng là tiêu phàm, nghe vậy liền dừng bước, nhẹ giọng đáp lại một câu. Trì bân ngây ra một lúc. Nghe qua, tiêu phàm trả lời rất có quy củ, không có bất kỳ chỗ nào không thích đáng. Nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút vấn đề. Trong giây lát, trì bân phục hồi tinh thần, tiêu phàm thực sự rất bình thản, không có chút sợ hãi nào trong hoàn cảnh lộn xộn này, một chút cũng không ăn nhập. Đêm hôm khuya khoát, ở nơi hoang vu lạnh lẽo này, một đám người liều mạng ở đây động đao động thương, tiêu phàm mạc danh kỳ hiệu mà xông vào, mạc danh kỳ hiệu ở giữa không chung đón được uyển thiên thiên, cũng không hỏi nguyên nhân, không hỏi đúng sai, không nói lấy một tiếng liền xoay người bỏ đi. Dường như tất cả đều trong dự đoán của hắn. Quá mức quỷ dị. Tiêu tiên sinh, xin hỏi các vị là bằng hữu bên nào? Tôi là Việt Trung Trì Bân. Chỉ bân chỉ ra thân phận của lão. Lão tuyệt đối không tin đám người tiêu phàm tình cờ gặp dịp, đúng dịp đi ngang qua đây. Nếu một đòn chặn ngang tiến tới đây, vậy làm sao có thể trả cho chỉ bân ta một cái công đạo? Chỉ tiên sinh, tôi đã nghe qua, tuy nhiên hiện tại tôi phải cứu người trước, xin lỗi, không tiếp đãi được rồi. Tiêu phàm hướng chỉ bân gật gật đầu thản nhiên nói. Chỉ bân thoáng bực mình. Đây là cái loại thái độ gì? Nếu như nói Tiêu Phàm chưa nghe qua đại danh của lão ta thì cũng thôi. Một người trộm mộ, không phải ai cũng biết, nói cho cùng, trộm mộ không phải là nghề có thể để lộ ra ngoài ánh sáng, nếu càng có danh tiếng, càng phải hành động khiêm tốn. Mấu chốt lại là Tiêu Phàm rõ ràng nói cho lão ta biết, đã nghe qua, nhưng lại tỏ thái độ không mặn không nhạt, chỉ bân đại trưởng môn lập tức cảm thấy trong lòng không thuận ý. Xem thường chỉ bân ta, có thể vậy thì ngươi cũng phải xuất ra chút bản lãnh khiến ta tâm phục khẩu phục mới được. Bỏ thứ đó xuống. Không đợi chỉ bân mở miệng, à gọi là thất tỷ không nhịn được gào lên, cổ tay vừa lật liền có một thanh dao găm sáng như tuyết bay ra, đoạt bước tiến lên hướng thẳng đến cơ khinh xa. Tâm huyết đổ vào lớn như vậy, lại còn phải mai phục đánh lén, thật vất vả mới thu thập được, yên chi kiếm, tàn nhẫn vô tình, thịt béo tới tay, làm sao có thể để người khác đoạt đi được hơn nữa lại còn mạc danh kỳ hiệu như vậy chứ. Nửa đêm chạy xe tới rồi nghênh ngang ôm huyền Thiên Thiên đi. Lão thất, cẩn thận. Chỉ bân kêu lên. Tiếng xương cốt nổ nhẹ kêu lên liên tiếp, giống như pháo vang trong rừng rậm. Như nước dưới ánh trăng, bàn tay trắng nón của cơ khinh xa bỗng trở nên tươi đẹp ướt át, năm ngón tay càng trở nên thanh tú bén nhọn. Xoẹt, tiếng xé gió mờ mờ ảo ảo, trong nháy mắt, năm ngón tay tươi đẹp của cơ khinh xa bắt lấy mặt trước của thất tỷ cái gì vậy? Thất tỷ chấn động, thét lên trói tai, đoàn đao trong tay sáng như tuyết cắt về phía cổ tay cơ khinh xa. Phản thủ đao. Thất tỷ không hổ là người giỏi kinh nghiệm chiến trận, ứng biến thần tốc, lập tức phản công, đoàn đao trong tay huy vũ, ánh đao như tuyết, ồ ồ ra tiếng. Cơ khinh xa không lùi lại là tiến tới, trong ánh đao chẳng chịt, bỗng nhiên có chảo ảnh máu tươi phun ra không ngừng. Ây 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 ây. Thất tỷ lại hét lên một tiếng, ánh đao đột nhiên ngừng lại, Hai mắt ả à trợn thật lớn, vẻ mặt không thể tin nổi. Năm ngón tay đỏ tươi thon dài của Chu Khinh Sa đã tóm lấy cái cổ trắng nõn của ả, à, hơi dùng sức, thất tỷ liền phải há miệng, ồ ồ thở dốc, khuôn mặt trướng tới đỏ bừng. Thanh đao trong tay ả à sớm đã bay tới nơi nào không hay. Thiên diện quan âm thiên biến thủ. Chỉ bân lập tức hít một ngụm khí lạnh, lớn tiếng kinh hô, hai mắt không nhịn được híp lại. Cô là Ngọc Quan Âm cơ Khinh Sa sao? Chỉ đại trưởng môn, hạnh ngộ. Cơ khinh xa nhẹ nhàng cười, ngón tay thon dài chậm rãi thu về, cũng không tiếp tục bóp cổ thất tỷ. Điều này không phải điều cần thiết. Cơ khinh xa từ trước đến nay khinh thường loại, cưỡng ép con tin, để cò kè công việc. Ngọc Quan Âm vô cùng có thân phận, chương 227, lực cắn nuốt đáy lòng chỉ bân trầm xuống. Chuyện trở nên phiền toái rồi. Lão thật không ngờ cơ khinh xa lại xuất hiện ở nơi này lão ta cũng mơ hồ nghe nói uyển thiên thiên và đại tỷ kinh yến ngọc quan âm qua lại không phải là ít công phu mới thể hiện vừa rồi không thủ nhập bạch sao của cơ khinh xa so với truyền thuyết cao hơn rất nhiều phân quang bắt ảnh một tay thiên biến đúng là dấu hiệu của ngọc quan âm cai khác có thể giả mạo nhưng thứ này không thể bắt trước được võ công thất tỷ không kém cầm lưỡi dao sắc bén trong tay cùng cơ khinh xa tay không mà đánh nhưng lực ngăn cản nửa phần thậm chí cũng không có Tiêu Phàm không nói lời nào, ôm thân hình mềm mại của Uyển Thiên Thiên hướng tới xe lớn. Tiêu Tiên Sinh, chỉ bân gọi một tiếng. Người, có thể mang đi, còn đồ xin hãy để lại cho tôi. Chỉ bân chậm rãi nói, tề mi côn trong tay đặt ngang ngực chuẩn bị cho một trận chiến mới. Đối phương có bốn người, đã xuất thủ qua chỉ có cơ khinh xa, nhưng chỉ bân biết rõ võ công của Tiêu Phàm tuyệt đối không hề kém. Còn hai người kia, Phạm Nhạc và Tân Lâm từ đầu tới cuối không nói câu nào, nhưng có thể cùng cơ khinh xa và tiêu phàm đi tới nơi này hẳn sẽ không phải loại tầm thường. Bốn trọi bốn, chỉ bân quả thật không nắm chắc được. Nhưng nếu cứ để tiêu phàm, ôm, cả người lẫn vật đi thì thật không cam lòng. Chỉ bân vốn không phải thiện nam tín nữ gì. Cơ khinh xa cười, nhẹ giọng nói. Chỉ trưởng môn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như thế nào lại không có chừng mực như vậy? Giọng điệu mềm nhẹ nhưng mang ý khinh thường và châm chọc rất rõ ràng. Cơ tổng, ý cô là gì sắc mặt trì bân trầm xuống thanh âm trở nên cứng ngắc lạnh như băng huyền thiên thiên là bằng hữu của chúng tôi ông làm cô ấy bị thương thành cái dạng này tiêu nhất thiếu không truy cứu đã là rất đại độ rồi ông nhất định buộc chúng tôi ra tay hay sao cơ khinh xa thản nhiên nói kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói trước mắt huyền thiên thiên chỉ có thể coi là bằng hữu của cơ khinh xa không thể xem như là bằng hữu của tiêu phàm được lần này Tiêu Phàm từ thủ đô chạy ngàn dặm tới Tần Quan, có hơn nửa nguyên nhân là do lời nói của Uyển Thiên Thiên mộ của Mạn thiến Thiên Tiên Sinh. Nếu cổ mộ này và Đông Phương Sóc thực sự có liên quan, như vậy vật lấy ra được từ cổ mộ, Tiêu Phàm nhất định phải có được. Chính bởi Uyển Thiên Thiên không được coi là bằng hữu của Tiêu Phàm, nên Tiêu Phàm và Tân Lâm cho tới giờ mới đều không ra tay. Cơ khinh xa thì ngược lại, cố ý kéo dài cân lượng đại danh của Ngọc Quan Âm trên giang hồ, tuy nhiên xem Tiêu Phàm vội vã cứu người, không suy nghĩ phức tạp, nên cơ khinh xa đành phải cưỡng ép, kiềm chế lại. Nếu tiêu phàm và tân lâm không ra tay, hai đầu bốn, cơ khinh xa và phạm nhạc không có thể nắm chắc được toàn bộ phần thắng. Khuôn mặt mập mạp của trì bân trở nên xanh mét. Những lời này của cơ khinh xa rất khó nghe, nhưng kỳ thực lại rất đúng. Nhưng điều khiến chỉ bân mất mặt thật sự đó là tiêu phàm giống như không nghe thấy lời lão, vẫn ôm huyển thiên thiên đi. Lập tức rời đi, hoàn toàn biến chỉ đại trưởng môn lão ta thành không khí. Trong lúc này, tiêu phàm không có tâm tình cùng chỉ bân mà làm trễ nải thời gian. Chỉ trưởng môn, sau này gặp lại. Cơ khinh xa cười nhẹ, phất phất tay về phía chỉ bân. Chỉ bân xanh mặt nhìn bọn họ lên xe, nhìn đuôi xe phun ra một làn khói đen nghênh ngang rời đi, nhưng cuối cùng cũng không dám cản trở. Từ thái độ bên trong của tiêu phàm đối với lão, chỉ bân đã cảm thấy được một nguy cơ nghiêm trọng. Cơ khinh xa nói không sai, tiêu phàm không ra tay đã là rất đại độ. Lão ta không thể buộc tiêu phàm ra tay. Việc này quả thực không dễ chơi. Nhìn chiếc xe rất nhanh biến mất trong bóng đêm, chỉ bân phun ra một ngụm khí, bẩn, sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt trở nên cực kỳ oán hận. Quyền thiên thiên giống như con mèo nhỏ co rúc trong lồng ngực tiêu phàm, vẫn không có nhúc nhích, không có nửa âm tiếng động. Tiêu phàm tay trái ôm thân thể cô, tay phải nắm chặt bàn tay non mềm của cô, lạnh băng băng, một luồng hạo nhiên chính khí chậm rãi từ Việt Lao cung trong lòng bàn tay cô đi vào cơ thể. A! À, cả người Uyển Thiên Thiên bỗng chấn động, cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng rên thống khổ. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cảm thấy hạo nhiên chính khí mới nhập vào cơ thể Uyển Thiên Thiên bị lực nào đó mãnh liệt cắn trả. Loại cắn trả này tương đối kỳ lạ, không phải phản kích bình thường mà chính là cắn nuốt. Đúng vậy, chính là cắn nuốt tiêu phàm cảm giác rất rõ hạo nhiên chính khí mà mình nhập vào trong cơ thể uyển thiên thiên đều bị cắn nuốt hết. Hơn nữa lực cắn nuốt ấy vẫn chưa từ bỏ ý đồ, mà tiếp tục theo kinh mạch hạo nguyên chính khí trong cơ thể uyển thiên thiên hướng đi, dường như muốn chui vào cơ thể tiêu phàm, muốn cắn nuốt hết sạch hạo nguyên chính khí của hắn. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, trên mặt bảo quang lưu chuyển, tay nhẹ nhàng chấn động, lập tức đem ác lực cắn nuốt kia phản kích trở về. Hai hàng lông mày của Uyển Thiên Thiên nhíu lại, lại không phát ra tiếng động nào nữa. Biến hóa rất nhỏ này của tiêu phàm không thể gạt được hai vị mỹ nữ kia, cơ khinh xa ngồi kế bên vị trí tài xế, ngoái đầu lại, gần như cùng lúc với tân lâm đồng thời mở miệng. Tiêu nhất thiếu ôm mỹ nữ trong lòng, hai vị mỹ nữ kia miệng không nói, nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu lo lắng. Tiêu phàm nhíu mi, tình hình có chút dị thường, trong cơ thể cô ấy có một lực cắn nuốt, chân khí của tôi đi vào liền bị cắn nuốt lấy. Lực cắn nuốt sao? Cơ khinh sa giật mình kinh hãi. Ừ, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu. Hai hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần của cơ khinh sa nhíu chặt. Mặc dù tiêu phàm miêu tả sơ lược, nhưng cơ khinh sa biết loại tình hình này của Uyển thiên thiên có nghĩa gì. Cỗ lực cắn nuốt thần bí này tồn tại sẽ làm rắc rối cho việc trị liệu về sao. Thầy thuốc trong lòng có chỗ cố kỵ, cần phải tốn rất nhiều tinh lực để đối phó lực cắn nuốt, hiệu quả trị liệu sẽ giảm bớt đi rất nhiều vậy phải làm sao bây giờ? Cơ khinh xa hỏi. Phạm nhạc đang lái xe, lông mi đang rất nặng bóng khẽ dương lên, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Đi theo cơ khinh xa lâu như vậy, Phạm nhạc rất ít khi nghe được kiểu cách thức vấn đề như này. Cơ khinh xa là người quyết đoán, thời điểm mở miệng đều là ra lệnh. Hiện tại đối mặt với tiêu phàm, cơ khinh xa tự nhiên lại trao quyền quyết định cho hắn, rồi lại còn hỏi làm sao bây giờ nữa rốt cuộc là cơ khinh xa cố ý nói vậy hay tiêu phàm quá mức mạnh mẽ, vô tình ảnh hưởng tới tâm tính của cơ khinh xa. Tiêu phàm nói, về nhà trọ trước rồi tính. Ước chừng nửa giờ sau, xe đã tới trước cửa nhà trọ Dương Tây, đường đi không dễ xe trên đường rất sóc này, nhưng Uyển Thiên Thiên nằm trong ngực tiêu phàm rất vững vàng, không có nửa điểm bị sóc. Tiêu phàm lập tức ôm Uyển Thiên Thiên vào nhà trọ Dương Tây. Đại sảnh nhà trọ tuy mờ mờ, nhưng ánh trăng rất sáng, Khuôn mặt trắng nõn của Uyển Thiên Thiên dưới ánh đèn biến thành màu nâu xanh, huyết quang hiên trên ấn đường, trên trán có một luồng màu đen đậm rối rắm, tử khí lượn lờ. Dù kiến thức Tiêu Phàm rất rộng, nhưng hai hàng lông mày gắt gao cao lại. Tình hình của Uyển Thiên Thiên rất tệ, vượt qua cả tình huống xấu nhất mà hắn dự đoán. Là một thầy thuốc cực ưu tú, Tiêu Phàm có thể nhìn ra được, giờ phút này Uyển Thiên Thiên đã bị trọng thương, sinh tử chỉ còn là một đường mong manh là một thuật sư tinh thông hắn thậm chí còn thấy trên mặt của uyển thiên thiên dấu hiệu câu hồn đoạt mạng cơ khinh sa rút ra một luồng lương khí ngón tay tự nhiên áp vào mạch cổ tay của uyển thiên thiên ngọc quan âm cũng là một lang trung tốt cẩn thận tiêu phàm bỗng nhiên cúi đầu nhắc nhở một tiếng chỉ tiếc lời nhắc nhở này dường như hơi trễ ngay sau đó khuôn mặt xinh đẹp của cơ khinh sa đại biến số gân xanh trên cái cổ trắng nõn bỗng nhiên tăng vọt thân là lang trung Thói quen của Cơ Khinh Sa đã thành tự nhiên, vừa áp vào mạch cổ tay Uyển Thiên Thiên liền lập tức lấy nội lực nhập vào cơ thể Uyển Thiên Thiên, đi kiểm tra thương thế bệnh tình của cô, mà lại quên mất lời nói vừa rồi của Tiêu Phàm, ở trong cơ thể Uyển Thiên Thiên có một lực cắn nuốt kỳ lạ. Cô cắn trả rất hung mãnh, không bắt được liền bị tính kế. Mắt thấy sắc mặt của Cơ Khinh Sa thay đổi, Phạm Nhạc không cần suy nghĩ liền vươn tay tìm hiểu, bắt lấy cổ tay Cơ Khinh Sa. Ngay lúc ấy, một ngón tay thon dài tái nhợt nhắm thẳng vào huyệt cổ tay Phạm Nhạc. Động tác cực nhanh, giống như một tia chớp. Phạm Nhạc kinh hãi, năm ngón tay tụm lại một chỗ, phản thủ lại hướng cổ tay Tiêu Phạm chộp tới. Trong khoảng thời gian ngắn, anh ta không kịp nghĩ tại sao Tiêu Phạm lại ngăn cản, hoàn toàn là bản năng phản kích. Thân là cao thủ võ thuật, loại bản năng này ắt không thể thiếu. Tiêu Phạm tranh đoạt chỉ trong chốc lát. Hổ trào của Phạm Nhạc chưa cả trào thực, ngón tay anh ta đã chạm vào mạch cổ tay cơ khinh xa cơ khinh xa hừ một tiếng cả người lui về sau sắc mặt liên tiếp biến đổi mới nhẹ nhàng thở ra hoa dung thất sắc nói thật lợi hại nhưng không biết nói tới lực cắn nuốt trong người uyển thiên thiên thật lợi hại hay là khen thân thủ tiêu phàm thật lợi hại nữa có lẽ là cả hai đi thân thủ phạm nhạc ra sao cơ khinh xa biết rất rõ tuy nhiên ở giữa chiêu thứ nhất đã bị tiêu phàm lấy một đầu ngón tay bước lui trong khi một tay tiêu phàm còn đang ôm huyền thiên thiên, động tác không tiện. Tất nhiên, trong nháy mắt phạm nhạc đã hiểu được tiêu phàm là muốn tốt cho mình. Lực cắn nuốt trong huyền thiên thiên dường như cực kỳ hung bạo, ngay cả cơ khinh xa không cẩn thận cũng bị cắn nuốt. Phạm nhạc không hiểu rõ, mù quáng ra tay, chỉ sợ chưa cả giúp được cơ khinh xa mà bản thân mình cũng chịu phải thiệt thòi. Thái độ cơ khinh xa trước sau chuyển biến, Phạm Nhạc vẫn luôn chú ý, dù miệng không nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Hiện tại xem ra so với ánh mắt tương nhân của cơ khinh xa, quả thực anh ta không thể so sánh được. Kết, một tiếng, một người đàn ông trung niên lưng còng từ trong nhà trọ đi ra, con mắt không chút tình cảm nhìn thẳng vào mấy người bọn hắn. Đối với tính mạng của Uyển thiên thiên đang nguy ngập ông ta coi như không thấy. Dường như trên thế giới này không có bất cứ sự việc làm có thể khiến ông ta kinh ngạc và kích động. Cơ khinh xa dường như cùng ông ta tương đối quen thuộc, lúc này nói. Lão hậu, lập tức sắp xếp một phòng thích hợp cho tôi. Người đàn ông lưng còng không nói tiếng nào, xoay người chậm rãi đi vào phòng, tiêu phàm ôm huyền thiên thiên nhanh chóng đi theo. chương 228, Trọng Thương. Nhà trọ dương Tây này nhìn từ bên ngoài giống như một bãi đất bỏ đi. So sánh với kiến trúc xung quanh thì cũng không có bất cứ chỗ sắc màu nào đằng trước cao nguyên hoàng thổ trong một trấn nhỏ hoang vu là một tòa nhà bốn lầu phòng nhỏ không thể phổ thông hơn được nữa thế nhưng lão hậu lưng còng này lại sắp xếp cho bọn hắn thượng phòng lại còn là phòng thượng khách nữa không giả dối chút nào bất kể là phòng lớn nhỏ trang trí dụng cụ gia đình phối trí bên trong đều là nhất đẳng so với khách sạn bốn sao mà nói thì không chịu thế hạ phong chút nào cùng mấy thứ không nhất quán lúc tiêu phàm bước tới cửa khiến hắn thoáng sững lại một lát thật sự bên trong bên ngoài khác nhau quá lớn. Cơ khinh xa nhẹ nhàng cười nói. Phòng ở đây của lão hậu đều như thế này, không khác biệt lắm. Trong phạm vi mấy trăm dặm, thì nơi này của ông ấy là nơi tiếp đãi tốt nhất. Tiêu phàm lập tức giật mình. Lão hậu chính là người trung gian cung cấp các loại phương tiện trung chuyển cho trộm mộ. Dưới hoàng thổ của tỉnh Tần Quan này, những thứ khác không nói làm gì, nhưng quý nhân thì chôn vô số. Có một câu vẻ rất thuận miệng thế này, Nam Phương Đích Tài Tử Bắc Phương Đích Tương, Cha Tần Quan Đích Hoàng Thổ, Mai Đích Đô Thị Hoàng Thượng. Tài Tử phía Nam Trôn Phương Bắc, Hoàng Thổ Tần Quan Trôn Hoàng Thượng. Tỉnh Tần Quan từ trước tới giờ là một trong những tỉnh mà trộm mộ yêu thích nhất. Đối với trộm mộ, đất vàng của Tần Quan Trôn vùi toàn vàng nha. Chỗ trộm mộ thường lui tới là một nơi không có chút thu hút nào, trên thực tế nhà trọ này so sánh với khách sạn 4 sao mà không có chút kém cạnh nào cũng không có gì lạ cả bề ngoài lão hậu rất xấu xí cả người có hàn khí u ám kinh người nhưng cũng không phải là một nhân vật tầm thường có thể làm người phục vụ trung chuyển nhiều năm như vậy trong giới trộm mộ mà không có chuyện gì thì đơn giản ở chỗ nào chứ bất kể là bạch đạo hay hắc đạo đều cần phải có chỗ trú chân tiêu phàm khéo léo đặt thân thể nhỏ bé của uyển thiên thiên xuống phủ lên chiếc chăn bông sợi tơ ở trên mặt giường cung đình lớn bộ quần áo bó sát màu dì xét của Uyển Thiên Thiên nháy mắt đã bị chăn tơ lớn bao trùm hơn một nửa. Thấp thoáng dưới chăn bông sợi tơ màu hồng phần, gương mặt nhỏ nhắn tái mét của Uyển Thiên Thiên dường như mới có thêm được chút sức sống. Tiêu Phàm ngồi xuống bên giường, đặt ngón tay dài tái nhợt lên cổ tay gầy yếu của Uyển Thiên Thiên. Yên Chi Hồng nhắm nghiền hai mắt, hơi thở mỏng manh, bộ ngực cao ngất gần như không còn phập phồng. Hạo nhiên chính khí lần nữa được đưa vào cơ thể Uyển Thiên Thiên lực cắn nuốt lại xuất hiện hùng hổ đánh tới hạo nhiên chính khí tiêu phàm sớm đã có sự chuẩn bị lúc lực cắn nuốt mới cắn hạo nhiên chính khí hai cỗ hạo nhiên chính khí khác cũng xuất hiện tạo thành thế gọng kìm mạnh mẽ tấn công vào cỗ lực cắn nuốt kia có vẻ lực cắn nuốt kia không kịp chuẩn bị lập tức bị áp chế đi xuống hạo nhiên chính khí tức thì trong cơ thể uyển thiên thiên chạy tới đại chu thiên ước chừng sau nửa thời gian uống một chén trà tiêu phàm nhẹ nhàng thở vào một cái rồi mở mắt ra. Thế nào rồi? Cơ khinh xa vội vàng hỏi, thuận tay đem hộp đen đặt trên giường. Kỳ thực cái hộp đen mới là điểm trọng điểm chú ý của tiêu phàm. Cái hộp ước chừng dài hơn một thước, chiều rộng 8 tấc, cao 6 tấc, màu đen tuyền, mặt ngoài có chạm trổ hoa văn vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không có quy luật nào. Tuy nhiên tinh lực hiện tại của tiêu phàm đều đặt trên người Uyển thiên thiên, coi thủ phạm, khiến Uyển thiên thiên trọng thương làm như không thấy quá dữ. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu nhíu chặt mày nói. Cơ khinh xa yên lặng nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Cô ấy hiện có hai loại tổn thương. Loại thứ nhất là nội thương rất nặng. Trong nửa ngày lại hứng liên tiếp hai đòn rất nghiêm trọng, gần như nội tạng bị tổn thương, mang mạch cũng gần như bị đứt. a à, lần này, không chỉ có cơ khinh xa chấn động mà ngay cả Tân Lâm và Phạm Nhạc Vốn rất ít nói cũng phải lên tiếng kinh hô. Mang mạch là một trong kỳ kinh bát mạch cơ thể người, có thể ràng buộc kinh mạch, đủ chi tam âm, tam dương cùng hai mạch âm dương đều chịu sự ràng buộc của mang mạch, để tăng thêm liên hệ giữa cách kinh mạch. Cuốn, kỳ kinh bát mạch khảo, đới mạch thiên, nói, mang mạch người, nảy sinh quý hát yêu ta ép túc quyết âm tới trương kỳ môn. Mang mạch nảy sinh am chi chính mạch, xuất phát từ dưới thuyền cốt thô long hướng tới cốc huyệt. Hiện tại, tiêu phàm lại còn nói mang mạch huyền thiên thiên gần như đứt, có thể thấy tổn thương này nghiêm trọng tới mức nào. Nếu chỉ là tổn thương nội tạng, mang mạch trung tuyệt thì còn có biện pháp. Mấu chốt là cô ấy còn bị tổn thương âm sát, đây là vết thương cũ, nhiều năm âm sát khí tích tụ trong cơ thể, kế thừa yên chi kiếm đã lâu, bản thân cô nội lực thâm hậu, bình thường có thể miễn cưỡng áp chế âm sát khí. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm nói xong lắc lắc đầu. Lúc này Huyền Thiên Thiên bị trọng thương, nội lực tiêu hao gần như không còn, tự nhiên không thể tự áp chế âm sát khí. May mắn là trước đó mấy canh giờ cô có dùng tấm chính khí phủ khống chế âm sát khí bằng không không thể duy trì đến hiện tại cơ khinh xa nhìn không rời mắt khỏi tiêu phàm trầm giọng hỏi nhất thiếu còn cứu được không tiêu phàm trầm ngâm chậm rãi nói trước tiên để tôi cứu cô ấy tỉnh lại đã có một số việc nhất định phải hỏi ý kiến của cô ấy lời vừa nói xong hàn quang trong tay lóe ra sáu tiểu đao sáng như lá liễu xuất ra Tiêu Phàm đem 6 miếng tiểu đao lá liễu đâm vào trong cơ thể Uyển Thiên Thiên, động tác rất chậm, một một kim đâm vào đều rất cẩn thận. Đâm 6 châm tốn ước chừng thời gian uống một chén trà, không ngờ nội lực thâm hậu như Tiêu Phàm chán cũng đổ mồ hôi. Cơ Khinh Sa tuy cũng hiểu được y thuật nhưng phương pháp đâm ngân châm lại không tinh thông lắm. Dùng phương pháp châm cứu trị bệnh bình thường thì có thể, nhưng tình hình hiện tại của Uyển Thiên Thiên, Cơ Khinh Sa không dám thử nhìn bộ dạng cố hết sức của tiêu phàm càng chứng tỏ thi triển phương pháp này không hề đơn giản. Nhưng hiệu quả đúng là ứng nghiệm như thần. Châm thứ sáu đâm xuống, người vốn đang nằm yên lặng, bất tỉnh nhân sự, uyển thiên thiên bỗng nhẹ nhàng ho khan ra một tiếng, chậm rãi mở mắt, trên khuôn mặt đen như than chỉ cũng hiện lên hai đóa đỏ ửng. Cho dù chỉ là hai luồng đỏ nhạt, nhưng cũng làm cả con người uyển thiên thiên tỏa ra sức sống tràn trề. Anh đẹp trai, uyển thiên thiên ngày trước đôi mắt đen nhánh nhanh nhẹn giờ phút này có chút tiêu tan vô lực lướt qua mặt tiêu phàm khóe miệng nhếch lên vẫn như trước mang theo ý cười không thể nói ra được là anh cứu em sao ừ tiêu phàm gật gật đầu em tiêu phàm dựng thẳng một ngón tay ngân cô tiếp tục nói chuyện trầm giọng bảo thiên thiên cô nương trước mắt cô đang bị thương rất nặng tình huống không lạc quan chút nào hiện tại cố đừng có nói chuyện tôi đem tình huống hiện tại nói rõ cho cô được anh nói đi em nghe uyển thiên thiên tỏ ra bộ dạng rất biết điều lắng nghe lẳng lặng nghe tiêu phàm nói đơn giản rõ tình huống ô lợi hại vậy mang mạch này của em nếu bị đứt sau này không thể sinh tiểu bảo bảo phải không lời vừa nói ra đám người tiêu phàm lập tức ngơ ngác nhìn nhau rốt cuộc cũng không nghĩ tới uyển thiên thiên sẽ hỏi ra một câu hỏi như vậy sau một hồi cơ khinh xa không kìm nổi thở dài bất đắc dĩ nói. Thiên thiên, đây không phải là vấn đề có sinh được tiểu bảo bảo không? Tổng xung mang mạch đảm nhiệm đốc tam mạch, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề được, lại càng không thể bị đứt. Nếu thực sự bị đứt, cô cũng không có khả năng tỉnh lại như vậy. uyển thiên thiên nhếch miệng cười. Đạo lý này cô đương nhiên hiểu, chỉ có điều không muốn thấy không khí nặng nề này mà thôi. Anh đẹp trai, anh nói thật xem, đức hạnh này của em có thể cứu được không? Nếu cứu được, thì phiền anh cứu em nhé, về sau em sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh. Nếu không được, anh giúp em một việc, giúp em kết thúc một cách vui vẻ, kiếp sau em làm trâu ngựa báo đáp anh. Thiên thiên, cơ khinh xa không kìm nổi quát lên. Giờ phút này, uyển thiên thiên càng thêm thoải mái khôi hài, giọng điệu đầy ý chiêu chọc. Trong lòng cơ khinh xa càng thêm khó chịu, ở thân phận và địa vị này của cơ khinh xa, tìm được bằng hữu tốt thật không dễ dàng gì. Uyển Thiên Thiên bình thường có chút xảo trá, tai quái nhưng vẫn là một người bạn tốt. Đối với mấy lời hai cô này đối đáp nhau, tiêu phàm cô y như không nghe, ngồi một chỗ giống như lão tăng nhập định. Tơ khinh xa và Uyển Thiên Thiên không hẹn mà gặp cùng nhau ngậm miệng lại, không dám quấy dày hắn nữa, Uyển Thiên Thiên thở dốc một hơi thật mạnh. Trên gương mặt, màu đỏ ửng đã mất đi ba phần, màu than chỉ lần nữa bắt đầu lan tràn. Thiên Thiên, nội thương có thể trị, mang mạch tổn thương có thể trị, âm sát chi tổn thương cũng có thể trị. Sau một lát, tiêu phàm nhìn về phía yên chi hồng chậm rãi nói. À, anh kêu thiên thiên sao? Rốt cuộc anh cũng chịu gọi em là thiên thiên rồi hả? Uyển thiên thiên bất ngờ vui sướng kêu to, sau đó lại nặng nề thở dốc hai hơi. Tâm tư tiểu nha đầu này thật khó khăn để cân nhắc, tiêu phàm lo lắng hết lòng vì cô tìm phương pháp trị liệu, cô lại quan tâm cái việc còn con không đáng kể hơn nữa làm người ta phát điên chính là nét mặt của Tân Lâm và cơ khinh xa, tựa hồ hoàn toàn đồng tình đối với nhận thức của Uyển Thiên Thiên. Trong suy nghĩ của hai cô dường như thấy vấn đề này so với việc cứu người còn quan trọng hơn. Tiêu phàm há mồm trợn mắt mất một lúc, đành lắc đầu, không muốn đi đoán tâm tư kỳ lạ của mấy cô gái này nữa. Nhưng trong cơ thể cô có lực cắn nuốt rất kỳ lạ, rất khó đối phó. Tôi mới thử một chút, cỗ lực này may mới nhiễm phải, thời gian còn ngắn, nếu không còn khó đối phó hơn nếu trị liệu từng cái một hoặc là nội thương hoặc là âm sát khí hoặc là áp chế cỗ lực cắn nuốt kia đều không phải là khó khăn lớn mấu chốt là ba thứ này phải đồng thời trị liệu cùng lúc như vậy khó khăn sẽ rất lớn ai ra anh đẹp trai à anh thẳng thắn chút đi gọn gàng dứt khoát nói em biết chị như nào để cho em còn biết phối hợp với anh như thế nào dù sao thì em vẫn trăm phần trăm tin tưởng anh quyền thiên thiên cắt đứt lời nói của tiêu phàm chớp đôi mắt to, vội vàng nói. Tiêu Phạm gật đầu, nhẹ giọng nói với Phạm Nhạc. Phạm tiên sinh, xin anh tránh mặt một chút. Được. Phạm Nhạc cũng không hỏi nguyên do, lập tức xoay người đi ra. Tiêu Phạm đứng dậy, chậm rãi bước trong phòng, hai hàng lông mày nhíu lại, trầm ngâm, dường như có chuyện gì làm hắn quyết không được. Cơ khinh xa, tân lâm, uyển thiên thiên, ba vị mỹ nữ sáu con mắt đồng loạt nhìn lên người hắn. Cơ tổng, Tân Nhi, giúp tôi một việc, cỡ yêu ta quy úp xì ập y áo cô ấy ra. Sau một lúc, tiêu phàm chợt dừng bước, hạ giọng nói, hai mắt cũng không nhìn Uyển Thiên Thiên. chương 229, lấy chân nguyên của tôi để chữa cho cô này, vì sao lại cởi đồ của em? Không đợi cơ khinh xa và tân lâm mở miệng, Uyển Thiên Thiên đã lớn tiếng kêu lên. Đệ nhất ma nữ, không sợ trời không sợ đất rốt cuộc trong giọng nói cũng lộ ra sự kinh hoàng đừng nhìn tính cách huyền thiên thiên nhanh nhẹn bạo dạn nói gì cũng dám nói, nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng dám làm. Hơn nữa chuyện nam nữ cô hoàn toàn là gà mờ nha. Đồ không phải là không thể cởi, nhưng trước tình hình này mà bị cơ khinh xa và tân lâm cởi sạch sẽ trần như nhộng trước mặt tiêu phàm thì mùi vị quả là rất độc đáo. Huyền thiên thiên nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Cứ coi như cô là bà xã hay bạn gái tiêu phàm đi nữa, Muốn vì tiêu phàm mà cỡ yêu ta á sigma viết thường, nới dây lưng thì cũng phải là do mình tự làm. Hiện tại đây coi là cái gì thế này? Điểm then chốt hiện giờ là cô đang nằm trên giường, cử động một chút cũng không thể, người khác phải cỡ yêu ta quy úp ập y áo cho cô, cô thật đúng là một vết bánh xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lột nhẵn bóng. Lấy huyệt thiên chung của tôi đối với huyệt du tâm của cô, dùng chân nguyên của tôi để bảo vệ kỳ kinh bát mạch của cô tiêu phàm đơn giản giải thích một câu không được tân lâm lập tức nói thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc tu vi của anh còn chưa khôi phục hoàn toàn anh không thể làm như vậy tân lâm tiếp tục nói giọng điệu chắc như đinh đóng cột khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống giống như giọt nước đang rơi em cũng không đồng ý quyền thiên thiên nằm đó kêu la hai má đen như than chỉ lại trở nên đỏ rực tựa như vừa mới nhỏ máu rơi xuống mắt to đen lấy hiện lên sự ngượng ngùng cực độ vừa rồi tiêu phàm nói rất rõ ràng, hắn nói hắn sẽ lấy huyệt thiên trung của mình, lấy chân nguyên của mình để bảo vệ kỳ kinh bát mạch của cô. Thông tường mà nói, hai người sẽ phải cởi nhẫn bóng, tiêu phàm sẽ ôm cô vào lòng, lấy huyệt thiên trung ở ngực hắn tới huyệt thiên trung của cô để kết nối chân khí nội lực. Lớn như vậy khỏi nói tới bị một nam nhân TA ớ huyền ITA TA Upsilon OIG ôm vào trong ngực, cho dù cầm tay thôi vẫn còn chưa có. Xấu hổ chết đi được. Cơ khinh xa cũng trầm ngâm tiêu nhất thiếu, lấy chân nguyên của mình ra trị thương, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Phòng có bốn người, không ai là không phải cao thủ võ thuật, nội lực thâm hậu cả. Chính bởi vậy, mọi người đối với việc tiêu phàm đưa ra, phương án trị liệu này mới có cố kỵ. Cho dù toàn bộ đều trôi qua thuận lợi, nguyên khí của tiêu phàm cũng sẽ bị thương tổn nặng nề, một khi trong quá trình trị liệu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vậy thì sẽ rất phiền. Thêm cả phạm nhạc nữa thì trong năm người, nội công tiêu phàm vẫn mạnh nhất nếu hắn xảy ra vấn đề người khác rất khó có thể giúp được tiêu phàm trầm giọng nói nếu chỉ là nội thương thêm tổn thương âm sát thì có thể nghĩ ra phương pháp khác nhưng trong cơ thể cô ấy lại có lực cắn nuốt nhất định phải loại trừ nếu không căn nguyên của cô ấy sẽ rất nhanh bị cắn nuốt sạch sẽ đến lúc ấy chỉ sợ tôi nguyện ý lấy chân nguyên của mình trị liệu cho cô ấy cũng chỉ là vô ích đó đó là loại yêu quái gì vậy quyền thiên thiên hét lên nuốt sạch sẽ căn nguyên của cô sao? Những lời này mới nghe tưởng không có gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì lập tức khiến cả lông tóc dựng đứng. Tiêu phàm thở dài. Cô nói nó là yêu quái, nó đúng là yêu quái đấy, loại lực cắn nuốt này là do trận pháp sinh ra. Một đại sư thuật pháp cực kỳ cao minh đã bố trí phong thủy tuyệt sát trận. chôn dưới đất đã một hai ngàn năm, oán khí sâu nặng vô cùng. Cô cứ u u mê mê đâm vào, có thể không gặp chuyện sao? trong giọng nói của hắn chưa chút oán giận đã sớm cảnh cáo cô có một số cổ mộ không thể đụng vào lại cố tình không nghe hiện tại không phải quá phiền phức rồi sao chị bân so với cô cẩn thận hơn rất nhiều tuyệt không xuống dưới cung bằng lòng ở ngoài đánh lén so với tính mạng thì thanh danh là cái rắm gì chứ uyển thiên thiên mân mê cái miệng nhỏ xinh xắn tựa hồ rất uất ức đối với lời phê bình của tiêu phàm cô gái như thế này bất kể là đệ nhất ma nữ danh chấn thiên hạ hay là cô tiểu nha đầu yếu đuối, người cũng không được phê bình nha. Kể cả cô có phạm sai lầm thật, người phê bình, cô liền ủy khuất cho ngươi xem. Em không phản đối anh cứu cô ấy, nhưng em vẫn kiên quyết không đồng ý để anh mạo hiểm. Tân Lâm lại trầm giọng nói rất rõ ràng. Phản đối tiêu phàm cứu người, lời này Tân Lâm không thể nói ra được, trái với giáo lý môn quy của vô cực môn. Cho dù Tân Lâm có phản đối, tiêu phàm vẫn sẽ rét ai cứu người ở những loại chuyện như này, tiêu phàm có nguyên tắc của riêng mình, cố chấp vô cùng. tiêu phàm lấy chân nguyên trị liệu cho uyển thiên thiên, tân lâm rất không yên lòng. cơ khinh xa nói nhất thiếu, nơi này dù sao cũng không phải địa bàn của chúng ta, chưa quen được với cuộc sống nơi đây. hay anh nghĩ cách đợi thiên thiên ổn một chút, sau đó trở về thủ đô thì tính tiếp được không? tiêu phàm cười cười nói, có ba người làm hộ pháp rồi, nguy hiểm có lớn cũng chẳng sao nếu có thể ổn tôi cũng không nguyện ý mạo hiểm được rồi thời gian cấp bách chúng ta không cần thảo luận thêm nữa lập tức bắt đầu thôi ấy tôi uyển thiên thiên reo lên khuôn mặt xinh đẹp đỏ sẫm lại như máu nói tôi thôi cũng không đến nơi cô thật không thể để tiêu phàm chữa trị không được sao nhưng phương pháp trị liệu này thật có chút uyển đại đương ra ra mặt mỏng có chút không chịu nổi nha cơ khinh xa thở dài chậm rãi tiến lên vươn hai tay tinh xảo ra. Chị, Uyển Thiên Thiên tức giận, cao có khuôn mặt, quần áo kia, hay để tiêu phàm cởi đi. Để mấy mỹ nữ lột sạch, cái chuyện gì thế này? Tơ khinh xa thoáng sửng sốt, cười khổ lắc đầu, thu hai tay lại nói. Nhất thiếu, việc này tôi không thể giúp được, tôi ra làm hộ pháp đây. Nói xong quay đầu đi ra ngoài. Cờ iota ta quy úp xilon ập y áo của Uyển Thiên Thiên, không chỉ Uyển Thiên Thiên không được tự nhiên, mà cơ khinh xa cũng không được tự nhiên như vậy. Mấu chốt là mấy vị mỹ nữ đều cách ứng nhau, rất không tự nhiên. Tân Lâm không nói một lời, theo cơ khinh xa đi ra ngoài. Tân Lâm, cậu ấy là vì cứu người, không có ý gì khác cả. Mắt thấy mặt Tân Lâm trầm như nước, cơ khinh xa thấp giọng nói một câu. Tôi biết, Tân Lâm gật gật đầu, nói, giọng nói đã trở nên rất bình tĩnh. Tính tình của Tân Lâm từ tước tới giờ đều rất lãnh đạm, một khi tiêu phàm đã quyết, cô sẽ yên lặng tuân theo quyết định của hắn. Cơ khinh xa và tân lâm rời khỏi không những không làm bầu không khí dễ chịu hơn mà còn ngược lại càng thêm xấu hổ. Con người đen lấy của Uyển thiên thiên đảo mọi chỗ, không dám đối diện với tiêu phàm. Tiêu phàm nhẹ ho khan một tiếng, nói. Thiên thiên, khuôn mặt tái nhợt phía trên cũng đỏ sẫm lại như máu. Trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc. Em, dù sao em cũng không nhúc nhích được, không biết trôi qua bao lâu, uyển thiên thiên mới hừ hừ nói thanh âm nhỏ như mũi kêu may mắn tiêu phàm nội lực thâm hậu nếu không quả đúng là không nghe rõ dù sao người ta cũng không nhúc nhích được muốn động liền động đi người ta cũng có ngăn được đâu mà tiêu phàm cười khổ một tiếng mặc dù là chị bệnh cứu người bất đắc dĩ nhưng dù sao vẫn phải thẳng thắn hỗ trợ hai người trẻ tuổi như vậy chàng chưa lập gia đình th yêu ta ép chưa gả sau phát sinh tình hình gì quan hệ của hai bên sẽ phát sinh một số biến hóa đặc thù. Vậy đắc tội, tiêu phàm không do dự trần trừ nữa, nói. Uyển thiên thiên lắc mạnh đầu, mắt to đen nhánh lặng yên nhìn hắn, nói. Tiêu phàm, đừng nói nói đắc tội, anh nói đắc tội vậy thì thương thế của em không thể trị, chết thì chết. Ngữ khí kiên định, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Tiêu phàm không khỏi ngẩn ngơ một lúc. Đừng nhìn tiêu chân nhân anh rễ ngút trời, cái thế vô song, nhưng đối mặt với tâm tư mấy cô gái lại không hiểu chút gì rất khó nắm bắt được rồi sau khi bắt đầu tận lực thả lỏng người đừng nghĩ gì cả phóng thích đan điền khí hải của cô ra coi như thân thế này tạm thời không phải của cô nữa để tôi khống chế một lúc hiểu chưa ngàn vạn lần không được chống cự tiêu phàm không có ở đây dây dưa ôm ấp phái nữ này nọ nhanh chóng cắt nhập phương diện kỹ thuật đã biết nhưng tiêu phàm em cũng nói trước cho anh một tiếng em là nội công yên chi môn cùng những nội công môn phái khác kế thừa có chút không giống thời khắc mấu chốt có thể sẽ tự động hộ chủ tiêu phàm giật mình kinh ngạc đây cũng là tình huống ngoài ý muốn may mà uyển thiên thiên nói cho hắn khiến hắn đề phòng bằng không đợi lúc lúc hành công tới đoạn quan trọng nội công yên chi môn tự động hộ chủ bất ngờ mà không đề phòng kịp làm không tốt sẽ xảy ra chuyện rắc rối lớn được tôi biết rồi tiêu phàm khẽ vuốt cằm trên mặt đã hồi phục như lúc đầu, điềm tĩnh tự nhiên Bất kể nói thế nào, chuyện kế tiếp hắn phải làm là cứu mạng Uyển Thiên Thiên Chuyện khác không nên suy nghĩ quá nhiều Uyển Thiên Thiên mặc đồ màu dỉ xét đi đêm Là kiểu dáng đường trang, hai hàng cúc áo cải trước ngực Tiêu phàm vươn tay túm lấy cúc áo thứ nhất Bình thường đàn ông cỡ yêu ta quy úp ập y áo cho phụ nữ Là sẽ cởi từ cúc áo ở trên cùng Tiêu phàm kinh nghiệm không phong phú, phương pháp trái ngược cởi cúc bên dưới trước, cũng may chưa bị huyền đại đương ra chê cười. Nói tới huyền thiên thiên lúc này, tim đập loạn xạ, cũng không niềm tĩnh hơn so với tiêu phàm được bao nhiêu. Tiêu phàm hít một hơi, cưỡng ép chấn tĩnh lại, sách cánh tay áo nâng cao cổ tay, đem từng cúc trên trang phục vải bố đi đêm cởi bỏ, thật không ngờ là hắn không có chạm vào người huyền thiên thiên. Sau một lát, y phục đi đêm cuối cùng cũng cởi xong, lộ ra bộ nội y buộc trắng nõn. Tiêu phàm nhất thời ngẩn to te loại áo ngực buộc thế này, hắn chưa từng tiếp xúc qua. Cùng Tân Lâm sống chung hơn 3 năm, cũng đã thấy qua nội y của Tân Lâm, nhưng hình như không phải là loại này. Chật chật, rốt cuộc là bộ dạng gì, Tiêu chân Nhân cũng không nghĩ ra. Ấn tượng rất mơ hồ. Nhưng xem tình hình từ bộ nội y buộc chặt trên người Uyển Thiên Thiên thế này, nghĩ muốn cởi một cách, mây bay nước chảy, mà không chạm đến thân thể của Uyển Thiên Thiên thì đúng là rất khó thực hiện. Hai gò má tiêu phàm bỗng nhiên ửng hồng, chán túa mồ hôi, hít thở cũng trở nên trầm trọng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của Uyển Thiên Thiên lại quét tới, vừa đúng lúc đụng ánh mắt Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên như phản xạ có điều kiện nhắm chặt mắt vào. Xấu hổ ghê gớm. Rốt cuộc, bàn tay của Tiêu Phàm cũng chậm rãi duỗi tới bộ ngực cao ngất của cô, có lẽ trong lúc vô tình, cách lớp vải chạm vào của cô, một cảm giác tê tê nháy mắt truyền khắp toàn thân, dường như trong tích tắc cả người co rút lại. Một cảm giác kỳ lạ trước nay chưa từng có chương 230, Vù Thánh Phương Nam. Thị trấn Dương Tây nằm ở vùng hẻo lánh, nhưng xung quanh vẫn có một số thôn xóm nhỏ, cũng không phải là nơi mà trong vòng vài trăm mét chỉ có một hòn đảo đơn độc, sáng đèn. Đám người tiêu phàm cứu huyền thiên thiên quay về nhà trọ Dương Tây không lâu, chỉ bân dẫn theo ba tên thuộc hạ, cũng xuất hiện ở một thôn trang nhỏ nào đó cách phía đông thị trấn Dương Tây chừng ba dặm. Nơi thôn trang nhỏ này không lớn, trong bóng đêm thấy không rõ lắm, xem chừng có khoảng hai ba mươi hộ gia đình là một thôn trang biển hình ở vùng đồng bằng Trung Quốc thậm chí còn có thể nhìn thấy kiến trúc của hầm trú ẩn. Chỉ bân đi về phía một hầm trú ẩn có phát ra ánh sáng. Trong sân, một gã mặc áo bảo trắng đứng chắp tay, dựa vào ánh đèn phát ra mờ mờ bên trong hầm, có thể mơ hồ phát hiện gã mặc áo bảo trắng này mũi cao mắt sâu, mặt đầy râu quai nón, màu da ngăm đen, mang theo đặc trưng rất rõ ràng của người hồ ở tây vực bộ dạng khoảng chừng bốn người mấy chưa đến 50 tuổi. Chỉ bân chậm rãi đi qua, côn ba khúc đã được gấp lại, chỉ bân tay không đi qua, trong lòng vẫn là tập trung tư tưởng cảnh giác. Mặc dù chỉ bân cũng là tay giang hồ lão luyện, trải qua không ít chuyện, thế nhưng vị người hồ Tây vực mặc báo bào trắng này luôn làm cho chỉ bân có cảm giác sợ hết hồn hết phía nào đó. Giống như là mãnh thú viễn cổ đến từ thế giới hồng hoang, không để ý sẽ nhầm người mà cắn. Chỉ bân rất tin tưởng vào dự cảm của mình loại giác quan thứ sáu nhạy bén này, từng cứu mạng chỉ bân mấy lần. Lăn lộn trên giang hồ, đầu óc tốt thân thủ tốt chưa phải là điều bảo đảm cơ bản cho việc sống lâu trăm tuổi, muốn ở trên giang hồ sống lâu hơn một chút, vận may tốt, đủ cảnh giác mới là điều quan trọng nhất. Chỉ trưởng môn, hình như không được thuận lợi. Mắt thấy chỉ bân chậm rãi đến gần, người đàn ông mang áo bảo trắng chủ động tiếp đón, mỉm cười mở miệng nói. Người đàn ông này nhìn qua trẻ hơn so với tát bỉ nhĩ một chút, thần thái so với tát bỉ nhĩ thân thiện hơn vài phần, tiếng Trung nói vô cùng tiêu chuẩn, là giọng Bắc Kinh chính gốc, không mang theo nửa điểm giọng lạ đến từ khu vực khác. Abbas tiên sinh, xin lỗi, quả thật thất thủ rồi. Chị Bân ở nơi cách sân 3 mét liền đứng lại, chậm rãi nói, trên mặt lộ ra vẻ hổ thẹn. Về phần trong lòng y có phải hổ thẹn hay không, không cách nào biết được. Đối diện với bốn người tiêu phàm, cờ kinh sa tân lâm, phạm nhạc mạnh mẽ đến bía y thái như vậy, có thể sống để đi đến đây nói chuyện với Abbas, đã xem như vận may của Trì Bân Y không tệ rồi. Thời điểm đối mặt với tiêu phàm, Trì Bân thậm chí còn căng thẳng hơn so với giờ phút này đối diện với Abbas. Đó là giác quan thứ sáu bẩm sinh cảnh cáo cho Y. Vậy thì Trì trưởng môn, giao dịch giữa chúng ta không tính là đã hoàn thành, đúng không? Đúng vậy. Rất tốt. Thế thì, Trì trưởng môn có thể giải thích đơn giản cho ta một chút, nguyên nhân thất thủ hay không? Có thể. Chỉ bân vẫn là rất chấn định, giọng điệu bình tĩnh, miêu tả sơ lược một chút tình hình ban nãy. Abbas nghe cực kỳ nghiêm túc, dường như là hết sức chăm chú, thậm chí còn cắt ngang sự miêu tả của chỉ bân, đặt nhiều câu hỏi, cho thấy gã đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Vị tiên sinh cứu huyền đại đương gia là họ tiêu phải không? Tiêu nhất hành. Phải, hắn tự xưng là tiêu nhất hành. Tiêu tiên sinh có ra tay với chỉ trưởng môn hay không? Không có, khóe miệng của Trì Bân, hơi hơi co rút lại. Abbas đối với biến hóa rất nhỏ trên mặt Trì Bân xem như không nhìn thấy, trầm giọng hỏi. Trì trưởng môn, ta có một điểm không thể hiểu nổi. Dựa vào cách nói này của Trì trưởng môn, tiêu tiên sinh hẳn là bạn bè của Uyển đại đương gia. Trì trưởng môn đã thương bạn của hắn, vì sao tiêu tiên sinh không ra tay trả thù với trì trưởng môn? Trì bân khóe miệng lại nhẹ nhàng co giật một chút, một lát sau mới lên tiếng nói. Abbas tiên sinh, điểm này tôi cũng không có cách nào cho ông một đáp án chính xác, tôi không phải tiêu nhất hành, cũng không phải con run trong bụng hắn, trong lòng hắn nghĩ như thế nào, chỉ có bản thân hắn mới hiểu rõ. Sọng điệu có vài phần lãnh đạm, tựa hồ đối với sự tò mò truy cứu của Abbas không phải rất hài lòng. Cái này đương nhiên, ta là muốn nghe sự phân tích của chỉ trưởng môn đối với chuyện này. Abbas cũng không thèm để ý sự không hài lòng của chỉ bân chút nào, tiếp tục hỏi, chỉ bân mặc dù trong lòng bất mãn, lại cũng không thể phất tay áo bỏ đi, chỉ có thể nhẫn nại nói. Chiếu theo phân tích của tôi, có thể là do Uyển Thiên Thiên bị thương quá nặng. Tiêu Nhất Hành không dám chỉ hoãn, nhất định phải tìm một nơi yên tĩnh chữa thương cho ả. Về cơ bản, sự phân tích này của Chỉ Bân đã tiếp cận với chân tướng sự thật rồi. Tiêu Phàm vừa tiếp được Uyển Thiên Thiên giữa không trung, dựa vào trực giác liền biết nàng bị thương không nhẹ, nhất định phải lập tức trị liệu nửa phần đều không thể trì hoãn dựa vào trình thể thực lực mà nói bốn người bọn họ hiển nhiên mạnh hơn bốn người của trì bân thế nhưng cũng khó có thể đảm bảo trong thời gian ngắn nhất có thể chiến đấu giải quyết hết nhất là âm dương nhãn của trì bân sức chiến đấu không phải nhỏ mặc dù nói huyền thiên thiên bị thương là trên hết thế nhưng yên phi kiếm là loại kiếm ở đẳng cấp nào cứng rắn bị một côn của trì bân đập bay trì bân võ công cao cường không cần nghĩ cũng biết tiêu phàm quả thực không muốn chỉ hoãn thời gian quá nhiều. Hơn nữa, giao tình giữa tiêu phàm và huyền thiên thiên, thật sự còn chưa đến mức độ đó. Cứu mạng cho huyền thiên thiên, không thể không dùng chân nguyên bổn mạng, đó là một việc. Lương y như từ mẫu, tương đồng với giáo lý của vô cực môn. Vị huyền thiên thiên, ra tay giáo huấn chỉ bân, lại là một chuyện khác. Nghiêm chỉnh mà nói, huyền thiên thiên vẫn chưa thể được xem là bạn của tiêu phàm nếu như Tân Lâm bị thương, hiển nhiên không phải bàn. Ồ, chiếu theo ý này của trì trưởng môn, Uyển đại đương ra bị thương rất nặng. Abbas dường như càng lấn tới. Nhiều hứng thú hỏi han, đối với sự thất thủ của trì bân, chưa mở được chiếc hộp đen Abbas vẫn là không quá quan tâm. Trì bân hừ lạnh một tiếng. Abbas tiên sinh, ông đây là không tin tôi sao? Nụ cười nhạt trên mặt Abbas dần dần biến mất không dấu tích, sắc mặt ngăm đen trở nên nghiêm túc, hai chồng mắt hõm sâu chuyên chú nhìn chỉ bân chậm rãi nói chị trưởng môn ông hiểu lầm rồi ta không phải không tin ông mà là ta nhất định phải làm rõ một số tình tiết tựa như ông cảm giác như vậy tiêu nhất hành là đối thủ rất đáng sợ đối với nhất cử nhất động của hắn ta rất muốn tìm hiểu rõ ràng hơn một chút trưởng giáo chân nhân hiện tại của vô cực môn đây là thân phận thật sự của tiêu phàm khi sư huynh tát bỉ nhĩ từ phía diệp cô vũ có được thông tin này Tất cả vô thánh Tây Ly giáo đều sợ ngây người. Thật không thể ngờ tới, vị đích tôn trưởng thâm tàng bất lộ này của lão Tiêu gia, lại có một thân Phật dã man như vậy. Làm đệ tử đích truyền của Dung Thiên Tổ sư, vô thánh phương Nam của Tây Ly, Abbas đương nhiên rất rõ ràng, trưởng giáo chân nhân hiện tại của vô cực môn là ý vị gì. Khó trách sư phụ đích thân xuất thủ, chẳng những không nắm được lão Tiêu gia, ngược lại còn làm cho thân mình trọng thương, cho tới nay còn đang bế quan tĩnh dưỡng. Ai có thể ngờ tới, cháu đích tôn trưởng của lão tiêu gia, cư nhiên lại là trưởng giáo chân nhân của vô cực môn. So sánh với đại sư huynh Tát Bỉ Nhĩ mà nói, Abbas càng thêm trầm ổn, tính cách càng thêm biết mình biết ta. Sự phân công của huynh đệ bọn họ cực kỳ rõ ràng, dung thiên tổ sư sớm đã không đếm xỉa đến việc dạy dỗ các giáo tục, dạy dỗ giáo tục ngày thường đều do đại đệ tử Tát Bỉ Nhĩ chủ trì. Mà Abbas thì phụ trách bộ môn hành động cụ thể, nói cách khác lực lượng vũ trang của Tây Ly giáo là nằm trong tay của Abbas. Abbas nguyên là chấn thủ ở tổng đàn của Tây Ly giáo. Sau khi xác định thân phận của Tiêu Phàm, Tát Bỉ nghĩ lập tức triệu tập gã từ tổng đàn khẩn cấp quay về, chuẩn bị toàn lực ứng đối phó với Tiêu Phàm. Nhìn qua, Tiêu Phàm dường như không có trở ngại gì lớn. Thế nhưng lần đấu pháp hơn nửa năm trước, Tát Bỉ nghĩ là tận mắt nhìn thấy, Dung Thiên Tổ sư bị công kích một phía, còn trọng thương nôn ra máu, lập tức bế quan chữa thương. Tiêu phàm vì lão tiêu ra nghịch thiên cải mệnh, đồng thời còn muốn ngăn cản Dung Thiên tấn công, tuyệt đối không thể không có tổn thương. Chiếu theo lý mà nói, hắn bị thương so với Dung Thiên tổ sư còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trước mắt hẳn là thời điểm suy yếu nhất của tiêu phàm, cũng là thời điểm đối phó tốt nhất. Cơ hội này, nhất định phải nắm chặt. Vốn dĩ nhiệm vụ này để cho Diệp Cô Vũ đi hoàn thành tốt hơn so với việc triệu tập Abbas qua đây, công việc gợi yêu ta ít người, này một thứ gì và Diệp Vương mới là nhân sĩ chuyên nghiệp thật sự. Nhưng Dung Thiên Tổ Sư còn đang bế quan, Tát Bỉ Nhĩ không dám đưa ra quyết định này. Chiếu theo, hiệp nghị, Tây Ly Giáo chỉ có vu vương Dung Thiên mới có thể trực tiếp đề ra mệnh lệnh đối với Diệp Cô Vũ, thậm chí ngay cả Tát Bỉ Nhĩ cũng không rõ ràng, giữa Sư Phụ và Diệp Cô Vũ năm đó rốt cục đã để đạt ra cái thỏa thuận gì. Theo Tát Bỉ Nhĩ, Diệp Cô Vũ là có thể tin tưởng, thế nhưng Giang Đạo Minh thì rất khó nói. Tát bỉ nhĩ không có cách nào phán đoán, người đàn ông trung niên ở căn phòng tổng thống trong khách sạn Trung Thiên, rốt cuộc là Diệp Cô Vũ hay là Giang Đạo Minh. Quyết đoán này, vẫn là giao cho sư phụ đi làm đi. Làm đại đệ tử của Tây Ly Giáo, đứng đầu ngũ đại vô thánh, Tát bỉ nhĩ thực ra không được xem là một nhân vật thống soái anh hùng tài ba. Chính bởi vì như vậy, cho tới bây giờ, Tát bỉ nhĩ chỉ là thay thế sư phụ xử lý một số việc thường ngày trong giáo, Dung Thiên chưa hề chính thức lập tát bỉ nhĩ làm người kế thừa vị trí giáo chủ. Nếu như sư phụ còn đang bế quan, tát bỉ nhĩ liền chiếu theo quy trình trong quy củ làm việc. Đối với cái này, áp bát hiển nhiên không có ý kiến. Tát bỉ nhĩ không tin được Giang Đạo Minh, Abbas càng không thể tin được, thậm chí ngay cả Diệp Cô Vũ đều không tin. Mặc dù sư phụ từng nói, Diệp Cô Vũ là Diệp Cô Vũ, Giang Đạo Minh là Giang Đạo Minh, không thể vơ đũa cả nắm. Thế nhưng trong mắt Abbas, Diệp Cô Vũ chính là Giang Đạo Minh, Giang Đạo Minh chính là Diệp Cô Vũ. Bọn họ vốn dĩ chính là cùng một người. Chuyện lớn như đối phó với trưởng giáo chân nhân hiện tại của vô cực môn, đương nhiên phải do Tây Ly giáo tự mình đi hoàn thành, làm sao có thể mượn tay người ngoài. Hơn nữa thân phận của người ngoài như Diệp Cô Vũ này cũng không tránh khỏi quá nhạy cảm. Chuyện khác có thể mời hắn hỗ trợ, chuyện này tuyệt đối không thể để cho hắn dính vào. Thân là đại thuật sư, đối với những người mà bản thân mình hoàn toàn nhìn không thấu, theo bản năng sẽ đi bài xích mà không phải là tin tưởng. Abbas tiên sinh, tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho ông, nếu như không lập tức tiến hành cấp cứu, dựa vào thương thế của huyền thiên thiên, à không thể duy trì quá ba ngày. Chỉ Bân lạnh lùng nói. Đối với uy phong nhất côn của chính mình, Chỉ Bân vẫn là cực kỳ tự tin. Abbas nhẹ nhàng thở vào một cái, trên khuôn mặt ngăm đen lại hiện ra một nụ cười rất tốt trì trưởng môn trì trưởng môn ông có thể về nghỉ ngơi rồi đương nhiên giao dịch của chúng ta vẫn chưa hoàn thành khi cần ta sẽ có lời mời với trì trưởng môn abbas khẽ cười nói giọng điệu rất mừng rỡ chỉ bân hừ một tiếng chậm rãi lùi về phía sau vẫn trực tiếp đối diện với abbas dường như không muốn đem phía sau lưng của y lộ trước mặt người này khóe miệng abbas cực kỳ nhanh hiện lên một tia châm chọc Audio điện tử võ tấn bền chương 231, Ninja Nhật Bản và thần xạ thủ rác rưởi Chị Bân còn chưa xoay người bước đi, một giọng nói lạnh băng đã vang lên. Chị Bân mãnh liệt dừng bước, trong mắt bắn ra ánh nhìn lạnh lùng. Một bóng đen thình thình xông ra, xuất hiện bên cạnh Abbas Con người của chị Bân bỗng dưng có rút lại một chút. Nói chuyện với Abbas lâu như vậy, y lại không hề phát giác ra trong vườn này còn có người khác thuật ẩn nấp của người này, quả nhiên cao minh. Nhìn kỹ lại, bóng đen này vẫn là mơ mơ hồ hồ, giống như cả người đều giấu trong một đám sương mù, đừng nói nhìn không rõ diện mạo, thậm chí ngay cả nam hay nữ đều không phân biệt được. Đối với chị Bân mà nói, đây là một loại chuyện cực kỳ hiếm thấy. Phải biết trên giang hồ y được xưng là âm dương nhãn. Có thể một cái nhìn liền phân biệt được âm dương, hiện tại lại không nhìn rõ một bóng người gần trong gang tắc. Liễu sinh quân, Thuật ẩn nấp trong khói của ngươi ngày càng cao minh rồi, ngay cả âm dương nhãn của chỉ trưởng môn cũng nhìn không ra. Abbas mỉm cười nói: Ninja Nhật Bản. Chỉ Bân giật mình kinh hãi, thốt ra: Không sai, Vụ ẩn phái Liếu Sinh hùng nhị. Bóng đen giấu ở trong làn sương mù, lạnh lùng nói, giọng điệu vô cùng kiêu căng. Chị Bân lại híp hai mắt lại, không hề lên tiếng. Y Mơ Hồ nghe nói đến, Vụ ẩn phái nghe nói là một bang phái rất nổi danh trong ninja Nhật Bản, cụ thể hơn như thế nào, chỉ bân cũng không hiểu lắm. Trung Quy Y vẫn chưa từng sống ở Nhật Bản, ngày thường cũng chưa từng giao du với ninja Nhật Bản thật sự. Phân tích giọng điệu kiêu căng vô cùng của Liễu Sinh Hùng Nhị này, phỏng trưng phái vụ ẩn ở Nhật Bản hẳn là rất có danh tiếng. Về phần địa vị của bản thân tên Liễu Sinh Hùng Nhị này trong phái vụ ẩn như thế nào, vậy thì không có cách nào để biết rồi. Có lẽ cũng không phải là hạng người vô danh. Trì tiên sinh, danh tiếng của ông rất lớn nha, ngay cả ta ở trong nước cũng nghe nói đến, âm dương nhãn, ha ha, có điều, chăm nghe không bằng một thấy. Danh tiếng lớn như vậy của chỉ tiên sinh, bất quá chỉ như vậy mà thôi. Danh tiếng cũng chỉ là hư truyền. Liễu sinh hùng nhị diễu cợt nói. Tiếng phổ thông của tên tiểu quỷ ninja nói cực kỳ lưu loát tiêu chuẩn. Chỉ bân lãnh đạm nói. Liễu sinh quân có thể đã hiểu nhầm rồi, âm dương nhãn là xem người chết, không phải nhìn người sống. Hừ, rào biệt. Liễu sinh hùng nhị hừ lạnh nói. Abbas tiên sinh, ông mời ta đến không phải là để hợp tác với loại người này chứ. Nếu là bảo ta hợp tác với loại rác rưởi này, thế thì thật xin lỗi, ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Abbas mỉm cười nói. Liễu sinh quân, trì trưởng môn tuyệt đối không phải là rác rưởi. Quốc gia bọn họ có một câu nói cổ, gọi là thuật nghiệp hữu chuyên tinh. Chuyên nghiệp của trì trưởng môn là đào mộ, không phải gờ yêu ta ít người. Đào mộ, y đào mộ cũng để thất thủ như thế. Không biết tại sao, liễu sinh hùng nhị hình như đối với chỉ bân cực kỳ chán ghét, nửa phần mặt mũi cũng không lưu lại cho y. Chỉ bân lạnh lùng nhìn liễu sinh hùng nhị liếc mắt một cái, không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Hừ, một dân tộc không có triển vọng. Nhìn theo bóng lưng của chỉ bân liễu sinh hùng nhị cười lạnh nói. Abbas lắc đầu, không hề phụ hỏa với liễu sinh hùng nhị đại ca, vì sao không giáo huấn tên tiểu quỷ này? Chỉ bân quay lại trước mặt ba tên thuộc hạ, thất tỷ sớm đã tức giận đến choáng váng não, nổi giận đùng đùng hỏi. Ai cũng không ngờ, nơi này của Abbas sẽ xuất hiện một tên ninja Nhật Bản, hơn nữa còn kiêu căng ngạo mạn không chịu nổi. Chỉ bân trên giang hồ là thân phận địa vị như thế nào, rốt cuộc lại bị tên tiểu quỷ này sỉ nhục như thế, chỉ bân nhịn được, các huynh đệ nhịn không được. Chỉ bân thản nhiên nói, một người chết, có cái gì đáng so đo đây? Người chết, đại ca đây là ý gì? Thất tỷ có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Ta biết xem tướng à? Chỉ bân lạnh lùng nói. Ta không biết xem tướng, nhưng ta biết xem âm dương. Tên tiểu quỷ này toàn thân tử khí lượn lờ, nếu như hắn còn có thể sống đến ngày mai nhìn mặt trời, có thể móc đôi mắt này của ta ra rồi. Xem âm dương. Đây là tuyệt kỹ của Chỉ Bân. Abbas lại không có bản lĩnh này, là một trong những đại tế ti của Tây Ly giáo, gã chỉ biết xem tướng. Tuy nhiên Liễu Sinh Hùng nhị cả người ẩn trong lớp sương mù, căn bản nhìn không rõ tướng mạo vốn dĩ của hắn. Liễu Sinh Quân, tình hình bây giờ đã tương đối rõ ràng rồi, Tiêu Phàm đang chữa thương cho Uyển Thiên Thiên, bên cạnh hắn còn có ba người phụ trách bảo vệ cho hắn. Liễu Sinh Hùng nhị nói: "Ta không thể đối phó ba người một lúc. Đừng nhìn tên tiểu quỷ này ở trước mặt chỉ bân khoác lác hò hét." khi cần phải hành sự cũng không dám tùy tiện lên mặt. Vừa rồi chỉ bân nói rõ ràng, ba người đi cùng tiêu phàm đều là cao thủ bậc một. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để liễu sinh quân một lúc đi đối phó ba người họ. Cơ khinh xa và đối tác phạm nhạc của cô ta, sẽ có người lộ diện dụ bọn họ đi khỏi, thế nhưng Tân Lâm chắc chắn sẽ không rời đi. Đây là vệ sĩ tùy thân của tiêu phàm, cần phải làm phiền liễu sinh quân đi đối phó nàng ta rồi. Mặc dù nàng ta là con gái, thế nhưng cũng cần nghiêm túc ứng phó, liễu sinh quân nhất định không thể khinh thường. Abbas thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Abbas tiên sinh, ông là xem thường thuật ám sát của phái vụ ẩn chúng ta sao? Liễu sinh hùng nhị rất không vui hỏi ngược lại. Abbas cười cười, nói. Liễu sinh quân, ta tuyệt đối không có ý này. Phái vụ ẩn là phái nổi danh nhất về thuật ám sát của quý quốc, có thể mời được liễu sinh quân đại giá, là vinh hạnh của chúng tôi, ta tin tưởng cô gái kia, chắc chắn không phải đối thủ của Liễu Sinh Quân. Liễu Sinh Hùng Nhị, hư, một tiếng, nói. Abbas tiên sinh, yên tâm đi, chỉ cần người của ông có thể dụ cơ khinh xa và phạm nhạc rời đi nửa tiếng trở lên, những việc còn lại đều giao cho ta là được, ta đảm bảo sẽ giao cho ông ba cái thủ cấp. Vậy thì thật tốt qua, hết thảy đều nhờ cậy Liễu Sinh Quân rồi. Abbas cung cung kính kính vái Liễu Sinh Quân một cái, trịnh trọng nói. Liễu Sinh Hùng Nhị gật gật đầu, nhiên ngang đi ra cửa. Nhìn theo bóng lưng của Liễu Sinh Hùng Nhị dần dần biến mất ở trong bóng đêm, hai hàng lông mày của áp hơi nhíu lên. Kết, một tiếng, cửa gỗ của hầm bị đẩy ra, một đạo thân ảnh mạnh mẽ chậm rãi bước ra, trong tay mang theo một vali sách tay màu đen, đi đến bên cạnh áp lạnh nhạt nói. Áp tiên sinh, tên giờ hơi này, ngài tìm được ở chỗ nào đến vậy? Nghe thanh âm, rất trẻ, thế nhưng cũng rất lạnh. Abbas liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại. Tên dở hơi, cao tiên sinh, lời nói như vậy không khỏi quá bạc bẽo rồi sao? Liễu sinh hùng nhị là có chút kiêu ngạo, thế nhưng hắn xác thực là ninja trong phái vụ ẩn, hơn nữa thuật ám sát còn rất cao. Gao tiên sinh trẻ tuổi lạnh lùng cười, nói. Abbas tiên sinh, ta không phủ nhận hắn là ninja trong phái vụ ẩn, về phần thuật ám sát của hắn trình độ rất cao, xin thứ cho ta không thể tán đồng. Abbas tiên sinh sẽ không thật sự cho rằng dựa vào hắn liền có thể đối phó nổi Tiêu phàm chứ? Ta đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy, nếu không, ta cũng không sẽ mời Gao tiên sinh đích thân ra mặt. Gao tiên sinh, ta tin tưởng ngài chắc chắn sẽ không làm cho ta thất vọng. Abbas nói xong, ánh mắt đảo qua chiếc vali sách tay trên tay Gao. Là một trong những sát thủ Giotas người đắt giá nhất trong những năm gần đây, tài bắn súng của tên người đức Gao này quả thực đáng giá với giá cả trên trời như thế. Sau khi xác định thân phận của Tiêu Phàm chính là trưởng giáo chân nhân hiện tại của Vô Cực môn, Abbas cho rằng, dùng phương thức giáp lá cà cận chiến truyền thống để đối phó Tiêu Phàm là một cách làm rất ngu xuẩn. Về điểm này, từ trên người mình Abbas liền có thể rút ra kết luận. Làm vô thánh phương nam một trong ngũ đại vô thánh của Tây Ly giáo, huyết thiên đại tế ti, sức chiến đấu giáp lá cà cận chiến của Abbas cực kỳ bí y thái. Abbas mặc dù chưa từng đích thân giao thủ với Tiêu Phàm, thế nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại cho việc Abbas đưa ra phán đoán chính xác. Khi có một phương pháp tốt hơn có thể lựa chọn, Abbas cho rằng không cần thiết nhất định phải lấy sở đoàn của mình địch với sở trường của đối thủ. Dùng súng bắn tỉa ở cự ly xa bắn hạ tiêu phàm, đó là lựa chọn tốt nhất. Gao tiên sinh, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút các bước hành động cụ thể đi. Có thể, hai người quay trở về trong hầm. Dưới ánh đèn sáng rỡ trong hầm, mái tóc màu nâu của Gao hiện ra đặc biệt chói mắt, sát thủ người Đức này có đặc điểm tướng mạo điển hình nhất của người Germanic, đường nét thô cứng, thần thái kiên cường lãnh khốc, dường như không có chuyện gì có thể thay đổi tâm tình của anh ta. Đây là lần đầu tiên Gao đến cao nguyên hoàng thổ của quốc gia phương Đông có lịch sử lâu đời này, lần đầu biết đến loại phòng ốc này của hầm trú ẩn, trước đó, Gao chưa từng nghĩ phòng ốc còn có thể từ trên mặt đất móc ra. Đây là một cái sân của gia đình nông dân bình thường. Abbas ở trên tấm bản bát tiên sơn loang lỗ mở ra một tấm bản đồ giản lược, đưa một ngón tay đầy lông đen, chỉ vào một điểm kiến trúc trên bản đồ, trầm giọng nói. Gao tiên sinh, đây là nhà nghỉ dương Tây, căn cứ theo thông tin mà phía trước truyền về, tiêu phàm đang ở phòng VIP 403 trên lầu 4 của nhà nghỉ này. Ở cự ly 1.500 mét, một phát bắn trúng mục tiêu, có nắm chắc được không? 500 m Hai hàng lông mày nồng đậm của gao nhíu lên, Abbas tiên sinh, vì sao phải cách xa như vậy? Nếu như ở khoảng cách 1.000m thậm chí 800m, khả năng bắn chúng lớn hơn rất nhiều. Đối với yêu cầu này của Abbas, Gao xác thực có chút không hiểu nổi. 1.500m tuy rằng vẫn trong tầm sát thương ở phạm vi đường kính 50 barret của súng bắn tỉa, thế nhưng đây là buổi tối, địa hình cũng không quen thuộc. Một phát súng bắn trúng mục tiêu, độ khó khăn không nhỏ. Gao cho rằng, hoàn toàn có thể cho gần hơn chút nữa, Abbas trầm giọng nói. Abbas tiên sinh 1.500 mét đã là cực hạn rồi, nếu như có thể, tốt nhất là có thể nổ súng cách 2.000 mét. Abbas tiên sinh, thứ cho tôi không thể hiểu được. Hai hàng lông mày của Gao càng nhíu chặt hơn. Gao tiên sinh, ta biết ngài không thể lý giải. Thế nhưng lần này chúng ta phải đối phó là vì tiêu phàm tiên sinh này, quả thực không phải người bình thường. Nói thế này vậy, hắn là loại người thần kỳ nhất của quốc gia phương Đông thần kỳ, có lúc người thường không có cách nào hiểu được sự nhạy cảm của giác quan thứ sáu. Bất kỳ người nào đối với hắn có địch ý, đều không thể tiến đến quá gần, nếu không cũng sẽ bị hắn phát hiện. Nói như vậy, ngài có hiểu không? Giác quan thứ sáu. Đúng, giác quan thứ sáu. Ở phạm vi ngoài 1.500 mét còn cảm giác được nguy hiểm. Ha ha, Abbas tiên sinh, đây chỉ sợ đã không phải là giác quan thứ sáu rồi, đây là vô thuật. Gao nói xong, lắc lắc đầu, khóe miệng hiện ra một ý cười chế giễu. Anh ta biết rằng quốc gia phương Đông lâu đời này có rất nhiều thứ thần bí khó lường, thế nhưng vô thuật không phải là thứ nằm trong phạm trù mà anh ta có thể lý giải. Gao tiên sinh, bất kể là giác quan thứ sáu cũng được, hay là vô thuật cũng được, đây đều là những sự thật khách quan tồn tại. Nếu như ngài không muốn nhiệm vụ thất bại, mong ngài nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta, vị trí ngài bắn tỉa, ít nhất phải cách trên 1.500 mét. Điểm này, không có bất kỳ sự cò kè mặc cả nào. Bằng không, nhiệm vụ bắn tỉa này liền hủy bỏ. Abbas chậm rãi nói, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. chương 232, Chữa Thương. Cơ thể khi khỏa thân của Uyển Thiên Thiên, đẹp đến rung động lòng người. Mặc dù sức khống chế của tiêu chân nhân cao cường, một lần nữa lại cảnh cáo bản thân, đây là đang cứu mạng, là đang xây, bảy tòa bảo tháp, thế nhưng khi chút bỏ tầng lụa mỏng cuối cùng trên cơ thể Uyển Thiên Thiên, tiêu phàm vẫn là có chút đờ đẫn. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn đối mặt với cơ thể hoàn toàn trần trụi của một cô nương trẻ tuổi, hơn nữa đối diện còn là cơ thể của một loại tuyệt đại mỹ nhân như Uyển Thiên Thiên. Trắng. Trong chốc lát, trước mắt Tiêu Phàm chỉ có một màu trắng chói mắt. Hiển nhiên, đây là biểu hiện của gà mờ tiêu chuẩn. Đàn ông có chút kinh nghiệm, trong mắt cũng không thể chỉ còn lại trắng, bọn họ sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ nên nhìn, thậm chí còn bao gồm cả những thứ không nên nhìn, đều sẽ nhìn thấy. Thế nhưng trong phút chốc, chán tiêu phàm liền dịn ra rất nhiều mồ hôi. Giờ này khắc này, uyển đại đương ra danh sưng, đệ nhất ma nữ, trên giang hồ, tình hình một chút cũng không tốt như tiêu chân nhân, hàm răng nghiến lại giống như vỏ sò, cắn chặt đôi môi đã thoáng chuyển sang màu tím đen, hai mắt khép chặt, trên chóp mũi kiên đính, mồ hôi từng giọt thấm ra, đôi mi dài không ngừng rung động. Cho dù ngửa mặt nằm ở nơi đó, cặp núi chưa từng trải qua chuyện đời của uyển thiên thiên vẫn cao ngất, không hề có nửa phần mềm mại nhưng thật sự khiến Uyển Thiên Thiên không dám mở mắt, không phải là cả người trần trụi của bản thân, mà là hai nụ hoa đỏ bừng ở nửa vòng tròn hoàn mỹ, đã nhô đầu ra, kiêu ngạo mà cứng rắn. Cô gái cho dù chưa hề có chút kinh nghiệm nào đi chăng nữa, cũng hiểu được đây là ý gì. Xấu hổ chết rồi. Ở nơi này, bản thân cư nhiên lại có phản ứng. Thực ra, Uyển Đại Đương ra lúc này thực sự, hiểu lầm, bản thân, loại tình huống này quả thật là phản ứng sinh lý tự nhiên, là vì căng thẳng mà không phải vì động tình. Thế nhưng, hiện tại thực tế căn phòng này chỉ có một nam một nữ, trên loại chuyện như thế này, đều vẫn là gà mơ Tiêu phàm bình tĩnh nhìn thân thể thon dài trắng nõn của Uyển Thiên Thiên, ánh mắt không kìm nổi thuận theo đường cong lả lướt rời xuống bên dưới từng chút từng chút một. Vóc dáng của Uyển Thiên Thiên ước chừng khoảng 1m66, dáng người thon thả nhưng không gầy guộc, đường cong vô cùng dịu dàng, chỉ có bộ ngực thoáng hiện ra vẻ dốc đứng dưới ánh đèn mờ dịu trên thân thể mịn màng dường như được bao phủ bởi một vầng sáng nhàn nhạt, nhạt đây chính là đặc trưng thân thể tiêu chuẩn của trinh nữ trên thân thể có một lớp lông mau mỏng đem đến cho người ta một cảm giác cực kỳ mềm nhẹ bụng dưới bằng phẳng lỗ rốn nho nhỏ nằm ở chính giữa làm cho tiêu phàm có chút choáng váng đầu lại xuống chút nữa tiêu phàm đột nhiên cả người giật nảy mình mồ hôi mạnh mẽ toát ra lướt nhanh cái vật có màu đen bóng kia dường như đối với tiêu chân nhân võ nghệ cao cường tạo thành một sức hút mãnh liệt cực kỳ khó ngăn cản đầu thật choáng váng này anh anh còn muốn nhìn bao lâu nữa suốt cục uyển thiên thiên thật sự nhịn không được mở choáng mắt hung dữ nhìn tiêu phàm hung dữ hỏi nghiến răng nghiến lợi trần trụi như vậy nằm trên giường một chút cử động cũng không được tùy ý cho người đàn ông này nhìn qua nhìn lại từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu quả thực là khó chịu khổ sở cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm? Đây chính là là sống một ngày bằng một năm. Cảm giác, một phút đồng hồ ngắn ngủi, giống như đã vượt qua được nghìn năm vạn năm. Tiểu nha đầu quả thật chịu không nổi rồi. Tên đáng ghét này ngày thường giả làm thân sĩ cho lắm vào, giống như nói với mình nhiều thêm vài câu đều ngại ngùng, mặt sẽ đỏ lên. Hiện giờ nhìn thấy mình không mặc quần áo, trong mắt còn không phải mở to đến độ muốn rớt ra ngoài hay sao? lại nói huyền thiên thiên cũng không phải rất phản cảm để tiêu phàm chiêm ngưỡng mấu chốt là phương thức này không đúng bản thân mình như vậy quá bị động rồi nếu thật là đôi bên yêu thương khó kìm nén chìm trong bể tình đó mới làm cho lòng người say hiện tại nhìn thêm một chút đợi chút nữa đỡ mất công xảy ra chuyện câu trả lời của tiêu phàm cũng rất kiên quyết huyền thiên thiên gần như muốn ngất đi cái này gọi là lời gì chẳng lẽ hiện tại nhìn thêm vài cái liền có thể miễn dịch rồi Uyển đại đương ra liền chỉ có chút sức quyến rũ này, lực hấp dẫn đối với đàn ông chỉ có thể kéo dài vài giây đồng hồ sao. Không đợi Uyển thiên thiên nghĩ ra, tiêu phàm đã bắt đầu cỡ yêu ta quy úp ập y áo. Uyển thiên thiên hoảng sợ kêu lên một tiếng lại gắt gao nhắm chặt hai mắt lại. Tiêu phàm nói rồi, chữa thương cho cô cần cực kỳ thành thực đối diện với một mình cô không mặc đồ, là không đủ. Bản thân mình trần trụi bị người ta nhìn, đó là bị ép bất đắc dĩ nhưng mà chính mình mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của người ta không ngơi nghỉ, tính là chuyện như thế nào. Tiểu nha đầu nhắm mắt rất đúng lúc bằng không tiêu chân nhân thực sự không có cách nào ở bên dưới ánh mắt nhìn chăm chú của cô, thản nhiên thoát y. Công việc này, dường như so với luyện, càn khôn đại hoàn đan, còn phí sức lực hơn. Hàng lông nghi dài tinh tế của Uyển thiên thiên không ngừng run rẩy, trái tim thình thịch đập loạn, cả người dịn mồ hôi, Đại đương gia yên chi xã ngày thường cơ trí vô cùng giờ khắc này tai không thông mắt không rõ, thậm chí còn không cảm giác được Tiêu Phàm rốt cuộc đang làm cái gì, cho đến khi, đến khi hai cánh tay thon dài cường tráng chợt ôm lấy cô. Uyển Thiên Thiên cả người căng thẳng, khuôn mặt xinh đẹp vốn dĩ đỏ sẫm như máu trong nháy mắt trở nên tái nhợt, giống như rối gỗ, cử động cũng không dám, chỉ có thể mặc cho Tiêu Phàm định đoạt. Tiểu nha đầu có cảm giác cả người mình bị ôm vào trong một lồng ngực cường tráng phía lưng trơn bóng thơm mát và làn da cũng trơn bóng như vậy của Tiêu Phàm gắt gao dính lại với nhau. Thân hình nhỏ của Uyển Thiên Thiên xinh đẹp kịch liệt phát run. "Đừng căng thẳng, thả lỏng." Tiếng nói êm ái của Tiêu Phàm vang lên bên tai. "Đáng ghét." Uyển Thiên Thiên không kìm nổi nói thầm một câu. "Bảo tôi đừng căng thẳng, xin anh, tiếng nói của bản thân mình đừng có run lên có được không? Anh không nói lời này còn được, càng là run rẩy như vậy" trong lòng tôi có thể yên ổn nổi không? Một câu, đáng ghét, còn nói chưa xong, Uyển Thiên Thiên bỗng nhiên kinh hãi, a à, lên một tiếng, lòng bàn tay của tiêu phàm, cư nhiên đè trên nụ hoa nhỏ đỏ bừng cương cứng của cô. Vị trí của nụ hoa nhỏ trong thuật trung y gọi là nhũ trung huyệt. Thả lòng, đừng ngăn cản. Ngữ khí của tiêu phàm, chợt nghiêm nghị lại. Ô, Uyển Thiên Thiên lập tức ép bản thân mình kiềm chế tâm trạng, không dám nghĩ ngợi linh tinh nữa. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy một hơi thở ấm áp vô cùng, từ huyệt tâm du trên lưng chậm rãi thấm vào, ngay sau đó lan tỏa khắp các mạch, các huyệt trên cơ thể, cả người đều ấm áp, cảm giác cực kỳ thoải mái. Theo cỗ hơi thở này dần dần tăng mạnh, thân hình nhỏ yêu kiều của Uyển Thiên Thiên cũng từ từ mềm nhũn, khắp người đều có chút mệt mỏi muốn ngủ. Ngay vào lúc này, nhũ trung huyệt chợt nóng lên, hai cỗ hơi thở ấm áp như vậy tiến vào cơ thể. Nụ hoa nhỏ vốn dĩ đã sung huyết, ngay lập tức lại trở nên cực kỳ căng cứng. Huyền thiên thiên cúi đầu dê y dị, thân hình nhỏ nhắn trong chốc lát trở nên nóng cháy vô cùng, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, vô số cảnh tượng quyến luyến qua lại như đèn kéo quân, trước mắt cô từng màn từng màn hiện ra, một cổ nhiệt chảy ở vùng đan điền bắt đầu xung đột tứ phía. Dưới tình hình hoàn toàn phó mà không ngăn cản, thân thể trần trụi không mảnh vải che thân bị tiêu phàm cũng trần trụi như vậy gắt gao ôm chặt vào trong lòng, trên nụ hoa nhỏ nhiệt tình như lửa thế nhưng trong nháy mắt lại trở nên ý loạn tình mê tiêu phàm huyền thiên thiên nhẹ giọng kêu lên cánh tay nhỏ nhắn bấu chặt cặp đùi rắn chắc của tiêu phàm năm đầu ngón tay như móc câu móng tay sắc nhọn bấu chặt sâu vào trong lớp thịt có gà mờ hơn nữa tiêu phàm cũng có thể cảm giác được Uyển thiên thiên đã cố gắng hết mức để khống chế ham muốn của bản thân thế nhưng hiển nhiên loại cố gắng này đã sắp đạt đến cực hạn bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ nội công kế thừa của Yên Chi Kiếm tuy mạnh, lại cũng không thể dựa vào danh xưng khống chế sức lực. Ngược lại, loại nội công kế thừa chuyên môn dùng cho nữ này, có thể đem sức hấp dẫn âm nhu của nữ tính tăng lên đến cực hạn. Uyển Thiên Thiên cảm thấy khó chịu, dây vò, tiêu phàm có phải cũng cảm thấy như thế. Tiểu cô nương rõ ràng cảm giác được dưới cặp mông mềm mại của mình, có một con quái thú hung mãnh vô cùng, đang nhanh chóng vùng dậy. Cẩn thận, kế tiếp sẽ có chút đau tiếng của tiêu phàm lại vang lên bên tai uyển thiên thiên cái gì uyển thiên thiên mơ mơ màng màng hỏi han cả người đều buông lỏng dường như đã có chuẩn bị nghênh đón sự xâm lấn nào đó liền vào lúc này ở phía bụng một trận đau nhức không hề báo động trước chuyển đến chẳng khác gì bị dao cắt dù được tiêu phàm nhắc nhở trước cơn đau giống như bị dao cắt này vẫn là làm cho uyển thiên thiên cả người chấn động kịch liệt hàm răng trắng như tuyết mạnh mẽ cắn chặt môi dưới mồ hôi trượt ướt đẫm toàn thân. Đới mạch trọng thương, vốn dĩ hẳn là đau đớn như thế. Chỉ có điều tiêu phàm vẫn luôn dùng phương pháp châm huyệt, ngăn cách loại đau đớn này. Thế nhưng hiện tại phải dùng hạo nhiên chính khí trực tiếp nhằm vào đới mạch và các huyệt để chữa thương, huyệt đạo bị đóng tự nhiên được giải bỏ. Đau quá! Huyền thiên thiên yêu kiều dê y dị, thân mình nhỏ nhắn bắt đầu vặn vẹo. Vốn dĩ huyền đại đương gia là người rất cần thể diện, cho dù có đau ghê gớm đến mức nào cũng tuyệt đối không dê y gì, thế nhưng trong lúc này, cả người trần trụi không mảnh vải che thân của cô đều bị người đàn ông này ôm vào lòng. Trước mặt hắn, cái gì thuộc nữ ngại ngùng tự nhiên đều ném lên tận chín tầng mây, chỉ còn lại bản tính yêu kiều của một cô gái. Nhẫn lại một chút, tiêu phàm thấp giọng nói, đôi tay vẫn luôn dán chặt vào nụ hoa nhỏ trên hai ngọn núi di chuyển xuống dưới, dán trên bụng dưới bằng phẳng tuyệt vời của huyền thiên thiên, trực tiếp kết nối với đan điền khí hải, một cỗ hơi thở nóng rực, mãnh liệt nhằm vào bụng dưới của huyền thiên thiên. a, à, huyền thiên thiên lại yêu kiều dê y dỉ thành tiếng, thân hình xinh đẹp mạnh mẽ dựng thẳng lên, giống như một cây cung. Loại cảm giác này vừa là đau nhức vừa là tê dại, thực tế làm cho người khó lòng mà kiềm chế được, một cỗ lực tràn trề, mãnh liệt từ vùng đan điền của huyền thiên thiên đi ra, hướng về phía bàn tay to lớn đang dính chặt vào vùng bụng dưới tấn công qua đây là bản nguyên chân khí của nội công truyền thừa yên chi kiếm, tự động bảo vệ chủ nhân, không chịu sự khống chế ý thức của huyền thiên thiên. Tiêu phàm quát khẽ một tiếng. Huyền thiên thiên chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể của bản thân bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao vây lại hoàn toàn, phản phất là thứ có hình có chất, công lực trên lòng bàn tay đang dính chặt ở bụng dưới của chính mình chợt gia tăng mãnh liệt. Bản nguyên chân khí tự động bảo vệ chủ nhân và cỗ sức lực khổng lồ này vừa đụng một cái, lập tức liền cứng rắn bị ép xuống, ngay cả nửa phần lực kháng cự đều không có. Mồ hôi lạnh như hạt đậu nành, mãnh liệt từ cơ thể nhỏ nhắn yêu kiều của huyền thiên thiên toát ra. Giờ khắc này, giống như thâm nhập vào trong lò nung, cỗ lực lượng khổng lồ đó đang bao vây lấy cô, đang từ bốn phương tám hướng hướng vào trong cơ thể của cô đẻ ép, tràn trề không có sức chống đỡ. Uyển thiên thiên há to chiếc miệng nhỏ nhắn, không tự chủ được ra sức rằng co. Đây là một loại động tác phản xạ có điều kiện hoàn toàn vô ý thức cái đầu quả dưa của Uyển Thiên Thiên đã sớm hồ đồ rồi, không biết thân mình đang ở đâu. Thả lỏng, đừng căng thẳng. Tiêu phàm dán chặt bên tai cô lại là quát khẽ một tiếng. Một cỗ lực lớn hơn lại mãnh liệt đè ép tiến vào, trong đầu Uyển Thiên Thiên, oanh, một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh. chương 233, Diệp Vương đích thân ra tay. Đưa mắt nhìn theo thân hình cao gầy của gao, mang theo vali màu đen sách tay, dần dần biến mất trong bóng đêm dày đặc, Abbas trầm ngâm một chút, lấy điện thoại cầm tay ra, ấn vào một số điện thoại. Tam sư huynh, điện thoại trong phút chốc liền có người bắt máy, Abbas rất kính cẩn chào hỏi người ở phía đầu dây bên kia. Tứ sư đệ, đầu dây bên kia, truyền đến một giọng nói vô cùng uy nghiêm, thế nhưng đối với Abbas vô cùng khách khí, là một giọng Bắc Kinh vô cùng chuẩn. Tục ngữ nói không sợ xem hàng chỉ sợ so sánh hàng. Người ngoài nghe thấy, giọng Bắc Kinh của Abbas đã rất chuẩn rồi. Thế nhưng so với Tam sư huynh còn kém xa lắm. Tam sư huynh, bọn đệ bên này đã chuẩn bị động thủ rồi, để muốn xác nhận một chút, Văn Thiên và mấy tên đệ tử của ông ta ở Bắc Kinh chưa có hành động chứ? Abbas cực kỳ dứt khoát nói. Gã nhất định phải đảm bảo, tất cả thực lực lần này của Tiêu Phàm đều nằm trong sự hiểu biết của gã, không hề có thực lực ẩn giấu. Đối phó với một đại thuật sư đứng đầu như Tiêu Phàm, bất kỳ một chút sai lầm nào đều có thể là nhát chí mạng nếu bên cạnh tiêu phàm còn có thực lực cất giấu chưa từng bộc lộ ra, thế thì hành động đêm nay có khả năng sẽ thất bại. văn thiên cùng với lục đại kim cương bất kỳ vị nào xuất hiện bây giờ bên cạnh tiêu phàm đều có thể là một biến số cực kỳ lớn. không hề, bọn họ hành động không nổi, người của cục thành phố đang mời bọn họ uống trà đó. ta đảm bảo văn thiên và sáu đại đệ tử của ông ta đều đang lưu lại bắc kinh, không có ai đi tần quan. tam sư huynh đáp không chút do dự vậy thì tốt để yên tâm rồi abbas nhẹ nhàng thở phào một cái mặc dù đại sư huynh thường xuyên nói không cùng dân tộc với ta tâm chắc chắn khác biệt abbas đối với tam sư huynh vẫn là rất tin tưởng cái khác không nói ít nhất giai đoạn hiện nay mọi người đều có cùng chung mục tiêu và cùng chung lợi ích giống như đại sư huynh không hề có lý do gì lại hoài nghi tam sư huynh như thế abbas cảm thấy rất khó thực hiện đại sư huynh có lúc quả thật quá cố chấp rồi thật không hiểu sư phụ vì sao lại nhất định đem giáo vụ cho huynh ta đi xử lý, nếu là ở phương Đông, ở quốc gia thần bí lâu đời này, thế thì những việc đó giao cho Tam Sư Huynh đi xử lý là thích hợp nhất. Dù sao gia tộc của Tam Sư Huynh mới là hào môn ở đẳng cấp bậc một của quốc gia phương Đông lâu đời này, mới có thể điều động lực lượng thế tục lớn đến mức độ không thể tin nổi. Ví như lần này, vì ngăn trở Văn Thiên và sáu đại đệ tử của ông ta, Tam Sư Huynh chỉ cần một cú điện thoại, Người của cục thành phố Bắc Kinh liền lập tức ra trận rồi. Mặc dù sẽ không dùng biện pháp cưỡng chế thật sự nào đối với Văn Thiên, thế nhưng giữ chân bọn họ một ngày rưỡi khẳng định không thành vấn đề. Tứ sư đệ, Tiêu Phàm không dễ đối phó, đệ nhất định phải chú ý cẩn thận, tóm lại an toàn của đệ là cấp bách nhất, nếu chẳng may lần này chưa hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta còn có thể tìm cơ hội sau. Tam sư huynh ở điện thoại bên kia dặn dò một câu. Abbas vội vàng nói, Cảm tạ sư huynh quan tâm, để biết. Ở đất nước này, vẫn là phải tận lực làm tốt quan hệ với tam sư huynh. Cái khác không nói, ít nhất làm tốt quan hệ với tam sư huynh có thể hưởng thụ được đái ngộ nào đó mà giai cấp đặc quyền mới có thể hưởng thụ. Các loại đãi ngộ mà giai cấp đặc quyền có thể hưởng thụ ở quốc gia này là người ngoại quốc nằm mơ cũng không nghĩ đến. Abbas trước khi đến phương Đông cũng hoàn toàn không ngờ, ở quốc gia lâu đời này, cuộc sống của giai cấp đặc quyền lại có thể dễ chịu đến vậy cúp điện thoại abbas đi ra khỏi hầm đến trước cửa của một chiếc hầm khác khom người nói abbas cầu kiến diệp vương đại tế ti khách khí rồi mời vào theo giọng đàn ông hùng hồn kiên nghị này vang lên cửa gỗ lớn của hầm chú ấn két một tiếng mở ra hai nữ tử mặc áo trắng xuất hiện trong tầm mắt của abbas đại tế ti mời vào hai nữ đáy kính nói dùng tiếng ả rập thái độ đối đãi của diệp cô vũ khác xa thái độ đối đãi với tát bỉ nhĩ Abbas hơi cúi người tỏ ý, lúc này mới chậm rãi tiến vào căn hầm bên cạnh. Dưới ánh đèn êm dịu, Diệp cô vũ hai tay chắp sau lưng, dường như đang thưởng thức một bức tranh tết treo trên tường. Abbas vừa vào cửa, Diệp cô vũ liền xoay người lại, mỉm cười nói chào đại tế ti. Ngũ đại vô thánh Tây Ly Giáo, Abbas nằm ở vị trí thứ tư, được xưng là huyết thiên đại tế ti, trừ vu vương dung thiên thì đây là năm người đệ tử bên ngoài hùng mạnh nhất của Tây Ly Giáo, Diệp Cô Vũ đối với Ngũ Đại Vu Thánh rất quen thuộc. Cho tới nay, Diệp Cô Vũ đối với Abbas đều rất khách khí, đứng ở bên ngoài nhìn vào, quan hệ cá nhân của hai người cũng rất tốt. Abbas ở bên trong giáo phụ trách hành động cụ thể, thường xuyên cùng nhau hợp tác với Diệp Cô Vũ của Thiên ưng giáo, quan hệ cá nhân giữa đôi bên tốt đẹp cũng là điều hợp tình hợp lý. Ít nhất theo Diệp Cô Vũ đánh giá, Abbas làm việc so với Tát Bỉ Nghĩ đáng tin cậy hơn nhiều lần này Abbas đích thân ra mặt đối phó với tiêu phàm, mời Diệp Cô Vũ trợ giúp một tay, Diệp Cô Vũ vui vẻ nhận lời. Kính chào Diệp Vương. Diệp Cô Vũ khẽ cười một tiếng, nói. Đại tế thì thật nhàn nhã. Abbas cũng cười rộ lên, nói. Như Diệp Vương đã biết, ta đây là cố gắng chấn định. Tiêu trưởng giáo là cao nhân tuyệt đỉnh, ta quả thật không có nửa phần tính toán được nhất định sẽ thắng. Vẫn cần mời Diệp Vương tương trợ nhiều hơn diệp cô vũ cười ngạo nghễ nói tiêu phàm cố nhiên rất khó đối phó thế nhưng tuyệt đỉnh cao nhân vẫn là chưa đến abbas sắc mặt hơi đổi khom người nói mong diệp vương chỉ giáo trưởng giáo chân nhân hiện tại của vô cực môn vì sao vẫn chưa thể xem là tuyệt đỉnh cao nhân diệp cô vũ cười cười nói tiêu phàm nội công thâm hậu võ thuật cao cường trình độ thuật pháp cũng rất cao thâm vốn dĩ có thể xem là cao thủ tuyệt đỉnh rồi Thế nhưng người này gàn dỡ, tuân thủ nghiêm ngặt giáo lý vô cực môn giúp mọi người làm việc tốt, hành thiện và tích đức, không biết cách khắc phục. Biết rõ ràng kẻ địch mạnh ngụy trang, cũng phải mạo hiểm vì một người đàn bà đào trộm mộ trị bệnh chữa thương. Xem ra ta trước đây đánh giá cao hắn rồi. Người như vậy, cho dù thiên phú có cao hơn nữa, đạo hạnh có sâu tới đâu đi chăng nữa, thiếu đi một phần trí khí của bá vương, cuối cùng cũng khó có thể thu thành chính quả, xưng bá thiên hạ. Nói xong, trên gương mặt kiên nghị lộ ra vẻ cao ngạo. Theo Diệp Cô Vũ, một người đàn bà, cho dù là cô gái xinh đẹp như Uyển Thiên Thiên đi chăng nữa, bất kể như thế nào đều không đáng để bản thân đi mạo hiểm như vậy. Abbas mỉm cười nói, Diệp Vương lấy chính mình làm tham chiếu, yêu cầu này khó tránh khỏi hơi cao một chút. Thời thế hiện nay, có mấy người có thể đánh đồng được với Diệp Vương đây? Người Hồ Tây vực này quả nhiên tinh thông văn hóa người Hán, ngay cả nịnh nọt đều là cao thủ bậc nhất, tầng bốc vào bản chất rất sâu. Diệp cô vũ cười nói. Đại tế đi đây là muốn thổi phồng chết ta sao? Abbas cũng ha ha cười, không khí trong phòng vô cùng hòa hợp. Diệp vương, tiêu trưởng giáo tuy rằng gàn dỡ, thế nhưng mấy vị bên cạnh hắn, quả thực là cao thủ trong các cao thủ. Chỉ có thể mời Diệp vương đích thân ra mặt rồi, bằng không ta vẫn là không nắm chắc. Nụ cười trên mặt Diệp cô vũ dần dần thu lại, liếc mắt nhìn Abbas một cái, nói. Đại tế ti trước tiên nói một chút kế hoạch cụ thể của ông đi. Nói đến nghề Giota ít người này, Abbas dĩ nhiên được xem là một cao thủ, lại như thế nào đánh đồng với chủ nhân của Thiên Ưng, lão nhân trong núi, một Thứ gì. Diệp Cô Vũ hiển nhiên có đầy đủ tư cách từ cao nhìn xuống chỉ điểm cho Abbas. Abbas gật gật đầu, nói: Căn cứ vào tin tức lấy được trước mắt, Tiêu Phàm gồm một nhóm tổng cộng 5 người, Uyển Thiên Thiên trọng thương, Tiêu Phàm đang trị thương cho nàng. Ba vị khác, một vị là cơ khinh sa, một vị khác là người hợp tác với cô ta Phạm Nhạc, còn có một vị là người cộng tác của Tiêu Phạm Tân Lâm. Thực lòng mà nói, người trong tay ta hiện tại hoàn toàn không đủ để đối phó với cơ khinh sa Phạm Nhạc và Tân Lâm ba vị này. Liễu Sinh Hùng nhị có lẽ có thể giữ chân Tân Lâm một thời gian, giao phụ trách bắn tỉa ở cự ly xa. Cơ khinh sa và Phạm Nhạc, ta nhiều nhất chỉ có thể đối phó với một trong hai. Còn lại một vị, chỉ có thể dựa vào Diệp Vương rồi. Diệp cô vũ cười cười, hỏi. Đại tế ti cho rằng, cái tên ninja Nhật Bản của phái vụ ẩn kia có thể giữ chân Tân Lâm trong bao lâu? Abbas ngẫm nghĩ một chút, nói. Liễu sinh hùng nhị tuy rằng tính cách hương ngạnh, thuật ám sát của phái vụ ẩn vẫn là có bí mật độc đáo, muốn thắng lợi có lẽ không dễ dàng, thế nhưng chỉ cần giữ chân Tân Lâm một khoảng thời gian, vẫn là có thể làm được. Chỉ cần 15 phút, ta tin rằng đủ để gao hoàn thành nhiệm vụ bắn tỉa rồi tài bắn súng của gao là rất tốt, thế nhưng, nếu như ở quá gần, tiêu phàm nhất định sẽ phát hiện ra. Chính là như vậy, vì thế nên ta đã bảo gao ở cự ly trên 1.500m tiến hành bắn tỉa, mặc dù cự ly này cũng không bảo đảm, suy xét đến tiêu trưởng giáo đang trị thương cho Uyển thiên thiên, cảm giác của hắn chắc hẳn không thể nhạy bén giống như bình thường. Nếu như càng xa hơn nữa, ta lo rằng gao cũng chưa chắc có thể một phát bắn trúng mục tiêu. Dù sao đây là buổi tối, không phải ban ngày. 1.500 mét đã là cực hạn để ngắm bắn rồi. Nếu lần này không thể thực hiện được, sau này muốn ngắm bắn tiêu phàm nữa, chỉ sợ độ khó khăn càng lớn rồi. Abbas rất thành khẩn nói. Ở trước mặt một người lâu năm trong nghề như Diệp Cô Vũ, bất kỳ một lời nói giả dối nào đều sẽ bị vạch trần, vẫn là ăn ngay nói thật tương đối tốt. em m Diệp Cô Vũ trầm ngâm, tinh quang trong mắt lóe ra, dường như đang đánh giá xem khả năng từ cự ly này một phát bắn trúng mục tiêu của gao là bao nhiêu. Vũ khí làm cho người ta nghe đến đã thất điên bát đảo của thiên ưng là dao găm kịch độc, thế nhưng đây không có nghĩa là sát thủ của thiên ưng không tinh thông ám sát bằng vũ khí nóng. Trên thực tế, thiên ưng có không ít cao thủ tinh thông súng ống. Thời tiết như vậy, tầm nhìn như vậy, 1.500 mét quả thật đã là tầm ngắm bắn cực hạn rồi. Nếu như trước khi tiêu phàm bị thương, cự ly này vẫn là không đảm bảo, thế nhưng hiện tại, kế hoạch hành động này của Đại Tế Ti, cơ bản không có vấn đề. Về phần cơ khinh xa và phạm nhạc, không cần Đại Tế Ti phải phí tâm rồi, ta đi dụ bọn họ rời khỏi. Abbas vội vàng nói, chỉ cần Diệp Vương đối phó một người trong đó là đủ rồi. Diệp cô vũ cười cười, nói, Đại Tế Ti đối với tình hình của cơ khinh xa vẫn là hiểu chưa đủ sâu. Cơ kinh xa và phạm nhạc có thể cho thành một người, dưới tình huống này chỉ cần dụ một người đi người còn lại nhất định sẽ đi cùng phạm nhạc tuyệt đối không để cơ khinh xa đơn độc mạo hiểm giống như chỉ có tiêu phàm ở lại trong căn phòng của nhà nghỉ dương tây tân lâm bất luận như thế nào đều sẽ không rời khỏi nhà nghỉ quá xa hóa ra là như vậy xem ra vẫn là diệp vương lợi hại ta lại không rõ tình hình này abbas trên mặt lộ ra vẻ giật mình luôn miệng nói diệp cô vũ cười nói đại tế ti dù sao nơi này cũng là cố quốc của ta. Đúng vậy, đúng vậy, tất thảy đều nhờ cậy Diệp Vương rồi. chương 234, kẻ địch cực kỳ lớn mạnh. Không khí ở bên ngoài căn phòng VIP ở nhà nghỉ Dương Tây, so với không khí bên trong căn phòng, còn lúng túng hơn nhiều. Trong số ba người, vẫn là có hai người miệng kín như hồ lô. Tân Lâm và Phạm Nhạc đều là dạng người không có chuyện gì tuyệt đối không mở miệng, cơ khinh xa thực ra cũng không có nhiều lời. Ba người như thế này tập trung lại với nhau, sẽ là tình hình như thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Trên hành lang Tân Lâm chậm rãi đi qua đi lại, đối với Tân Lâm mà nói, đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm, trước đây dường như bất kể là khi nào, Tân Lâm vĩnh viễn đều là trầm tĩnh như thế, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ tâm tình bất an nào. Thế nhưng lúc này, Tân Lâm dường như có chút không kiềm chế nổi. Cơ khinh xa hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Tân Lâm lúc này. Mặc dù cô không phải rất hiểu rõ quan hệ giữa Tân Lâm và Tiêu Phàm rốt cuộc là thuộc loại quan hệ gì, nhưng mà cô nam quả nữ ở cùng với nhau lâu như vậy, ngày đêm không rời, chỉ cần dựa vào tưởng tượng cũng có thể đoán được, quan hệ chỉ sợ không đơn giản. Tình hình giữa Tiêu Phàm và Tân Lâm rõ ràng không giống với tình hình giữa cô và Phạm Nhạc. Hiện tại, người đàn ông mà mình yêu lại cùng với một người đàn bà khác trốn ở trong phòng, hơn nữa lại là trần trụi không mảnh vải che thân ôm nhau. Ừ, coi như là chữa bệnh đi. Thế nhưng cũng không được. Không có một người phụ nữ nào có thể dùng lý do này để thuyết phục bản thân. Nhưng mà tình hình hiện tại lại là, Tân Lâm bắt buộc phải thuyết phục chính mình. Tiêu phàm chính là tính cách như thế, người bắt hắn trơ mắt nhìn Uyển thiên thiên, bất trị thân vong, đó là tuyệt đối không thể làm được. Đồng thời tiêu phàm nếu đã đề xuất phương án trị liệu như vậy, vậy chứng minh đây là phương án tốt nhất, tổn hại đối với người trị liệu và người được trị liệu đều là nhỏ nhất. Bằng không, Tân Lâm tin rằng, Tiêu Phàm sẽ không bao giờ đưa ra phương án trị liệu như vậy. Tiêu Phàm không phải người như thế. Nếu không, không đến nỗi hai người bọn họ ngày đêm làm bạn ở cùng nhau hơn ba năm, cho tới nay vẫn là quan hệ bạn bè thuần khiết vô song. Ở xã hội phóng khoáng như hiện nay, Tiêu Phàm và Tân Lâm quả thực là hiếm thấy. Tân cô nương, tiêu đại thiếu gia là người có lòng đại từ bi. Mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp của tân lâm âm trầm, cơ khinh xa liền thấp giọng khuyên nhủ, rất cẩn thận tránh nhắc đến tên của Uyển Thiên Thiên. Xem trừng Tân Lâm không muốn nghe đến nhất bây giờ chính là ba chữ, Uyển Thiên Thiên, này. Nhà đầu chết tiệt kia hiện tại vẫn đang TA hứa huyền ITA Upsilon OIG bị tiêu phạm ôm nữa. Thật su IG sứ IG cho nó. Cơ khinh xa lập tức liền ngây người. Bị ý nghĩ tự nhiên thoát ra của bản thân làm cho ngây ngốc rồi. Hình như bản thân mình rõ ràng đang ghen tị với Uyển Thiên Thiên không cần phủ nhận, cơ khinh xa rất hiểu rõ bản thân khi nãy nghĩ cái gì, quả thực là đang ghen tị. Thậm chí, trong tiềm thức còn đem bản thân, thay vào, tiến hành, đổi vị trí, với Uyển thiên thiên. Bất giác, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cơ khinh xa cũng lặng lẽ hiện lên hai áng mây hồng. Tân lâm liếc cô một cái, nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, lạnh nhạt nói. Cơ tổng, cô tự thuyết phục bản thân mình trước đi. Cơ khinh xa cười khổ, năng lực quan sát của tiểu nha đầu này quả thật không phải nhạy bén bình thường. Thiếu chủ của thất diệu cung, vốn dĩ không phải là nhân vật bình thường. Trong lòng tân lâm càng thêm buồn bực. Một chút không cẩn thận, làm sao ngay cả cơ khinh xa cũng trở thành đối thủ cạnh tranh, rồi. Trước đó tân lâm chưa từng có phiền não trên phương diện này, im lặng sống với tiêu phàm ở chỉ thủy quan. Tân Lâm cũng không tỉ mỉ đi nghĩ sau 7 năm hộ pháp quan hệ giữa nàng và tiêu phàm sẽ thế nào, dường như tất thảy cũng không cần phải nghĩ đến tiêu phàm tự nhiên sẽ sắp xếp tốt đối với điểm này tân lâm kiên định tin tưởng không hề nghi ngờ tiêu phàm không phải loại đàn ông không có trách nhiệm nhất định sẽ có một sắp xếp cho nàng ai biết được tất thảy đột nhiên đều thay đổi hồng trần đại kiếp nạn đây rốt cuộc là hồng trần đại kiếp nạn của tiêu phàm hay là đại kiếp nạn của tân lâm làm sao hiện tại chịu đựng giày vò lại là tân lâm nàng bất luận huyền thiên thiên ở trong phòng, hay là cơ khinh xa trước mắt, đều không phải đèn cạn dầu, bất kể là dùng phương diện nào đến để cân đo, diện mạo, dáng vóc, năng lực hai người phụ nữ này đều là đối thủ cạnh tranh cực kỳ mạnh. Biết rõ lúc này Tân Lâm rất buồn bực, cơ khinh xa cũng không tiếp tục, an ủi, nàng nữa. Do một đối thủ cạnh tranh tiềm lực như bản thân mình mở miệng an ủi, cơ khinh xa cũng biết là không đáng tin tưởng. Hơn nữa tại sao bản thân mình phải đi an ủi Tân Lâm? ai sẽ đến an ủi mình đây? Cần giày vò, mọi người cùng nhau giày vò là được rồi. Ai cũng không thiệt thòi gì. Đụng phải loại chuyện này, Chủ tịch Tập đoàn Cơ thị Danh Trấn Kinh Yến, trưởng giáo đương đại của phái Hà Lạc, suy nghĩ trong lòng so với các cô gái bình thường không hề khác biệt. Nhưng loại giày vò này cũng không kéo dài được bao lâu. Một cỗ sát khí đột nhiên xuất hiện, bất thình lình đem ba người đều chấn trụ. Xoạt một tiếng hàn quang lóe ra trên chuôi nhuyễn kiếm rất nhỏ xuất hiện trên tay của tân lâm hai hàng lông mày thanh tú xinh đẹp của nàng dương mạnh lên khóe mắt không ngừng động cỗ sát khí này thực sự quá mạnh mẽ rồi mạnh mẽ đến độ vượt qua bất kỳ một lần cảm thụ trước giờ của tân lâm bằng trực giác tân lâm liền có thể cảm giác được có một kẻ địch mạnh mẽ đang dùng tốc độ rất nhanh tiếp cận nhà nghỉ dương tây sự hùng mạnh của kẻ địch này gần như khiến tân lâm trong nháy mắt liền nghĩ đến tiêu phàm Tiêu Phàm của thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng sẽ đem đến cho Tân Lâm cảm giác bị áp bách này. Bây giờ, cảm giác người đang tiếp cận này, cư nhiên giống như Tiêu Phàm ở thời kỳ mạnh mẽ kia hùng mạnh tuyệt luân như nhau. Tân Lâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có chút nghi ngờ, hoài nghi cảm giác của mình có phải xảy ra vấn đề hay không. Mạnh mẽ giống thời kỳ toàn thịnh của Tiêu Phàm, đây gần như là không thể nào. Theo như Tân Lâm biết, người mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay hơn nữa đến còn mang theo địch ý và sát khí rõ ràng. Lẽ nào, đối thủ núp trong bóng tối kia, đã bình phục, đang truy sát đến. Mồ hôi lạnh trên lưng lập tức toát ra. Tiêu phàm từng nói, đối thủ kia đã chịu sự phản kích của đại trận vô cực luân hồi, khẳng định thân thể sẽ chịu trọng thương như hắn. Vấn đề nằm ở, nội thương của tiêu phàm hiện tại cơ bản đã hồi phục, hạo nhiên chính khí mặc dù chưa tu luyện trở về cảnh giới cao nhất, cũng đã hồi phục hơn phân nửa công lực. Chiếu theo suy tính này, sự hồi phục thương thế của đối thủ kia cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù chưa hề gặp mặt đối thủ, tiêu phàm suy đoán, tu vi của hai bên là sàn sàn như nhau. Trước mắt tiêu phàm đang toàn lực chữa thương cho Uyển thiên thiên, đã vẫn dụng đến bổn mạng chân nguyên, cũng chính là lúc yếu ớt nhất của tiêu phàm. Lúc này, kẻ địch đánh tới, làm thế nào để ngăn cản đây? Tân lâm mặc dù cũng không tự xem nhẹ bản thân, thế nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, rất khó đối phó với đối thủ hùng mạnh tuyệt luân như vậy cỗ sát khí mãnh liệt này, cơ khinh xa và phạm nhạc cũng đều cảm nhận được. Một trận khớp xương răng rắc kêu lên, bàn tay phải của cơ khinh xa thốt nhiên biến thành năm ngón tay thon dài có màu đỏ tươi. Cổ tay phạm nhạc vừa lật ra, một cây dao găm tỏa ra hàn quang tứ phía xuất hiện trong tay. Thời cơ vẫn là nắm được rất chuẩn đấy, cơ khinh xa cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Trong phòng, uyển thiên thiên cả người mồ hôi đầm đìa đã rơi vào trạng thái mơ hồ bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, trên gương mặt vốn trắng nõn thanh tú hiện lên hai luồng hơi đỏ ửng của bệnh, thần thái có chút kinh nghi bất định. Đừng căng thẳng, thả lòng, không cần nghĩ đến chuyện khác. Bên tai Uyển Thiên Thiên lập tức vang lên giọng nói nhu hòa của Tiêu Phàm, điềm tĩnh như không, không hề có một chút gì hoảng loạn. Hình như có người đến rồi, không có ý tốt. Uyển Thiên Thiên dê y gì nói. Vừa mới tỉnh lại, tiểu nha đầu lập tức cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không đau nhức không phải là loại đau nhức tê liệt bình thường mà là loại đau nhức các cơ do lao lực quá độ, giống như liên tục sốt cao không dứt tạo thành. Cảm giác của Uyển Thiên Thiên là rất chuẩn xác, cô hiện tại quả thật là bị bó trong bản mệnh chân nguyên của Tiêu Phàm từ từ, quay nóng, Tiêu Phàm không chút khách khí đem nội tức chân nguyên của cơ thể cô điều động, hòa làm một thể, đem tất cả các cơ quan nội tạng và hệ thống kỳ kinh bát mạch trong cơ thể đều quay một lần. Nếu không phải người đang đến thân thể mang theo sát khí kinh người, Uyển Thiên Thiên sẽ không tỉnh lại cái này cô không cần phải quan tâm đến, thả lỏng ra là được. Tiêu phàm vẫn là giọng nói mềm nhẹ, giọng điệu lại giống như mệnh lệnh, không được phép nghi ngờ. Ô, quyền thiên thiên gật gật đầu, lại bỗng nhiên bừng tỉnh. Cầm của chính mình, hình như đã đặt trên vai của tiêu phàm, không biết từ lúc nào, bản thân mình từ đối lưng đã trở thành đối diện với tiêu phàm. Cả người dạng chân ngồi trong vòng tay tiêu phàm đều bị hắn gắt gao ôm chặt, cặp ngực cao mất gắt gao đẻ ép trên lồng ngực rắn chắc của tiêu phàm, bàn tay to mà có lực của tiêu phàm trực tiếp nâng bờ mông trơn bóng của chính mình, tránh cho bản thân mình ngồi xuống. loại tư thế này, đây không phải là trong truyền thuyết nói. uyển thiên thiên lập tức xấu hổ đỏ mặt, tập trung vào. tiêu phàm bỗng nhiên rất nghiêm nghị quát một tiếng. uyển thiên thiên là mơ mơ màng màng, ngược lại vẫn là chưa chịu phải khích thích quá lớn. tiêu phàm hắn lại là luôn một mực tỉnh táo, người đàn ông trẻ hai mươi mấy tuổi, huyết khí phương cương trong lòng ôm một cô gái trần trụi không mảnh vải che thân như thế này, còn là một cô nương trẻ tuổi bất luận là vóc dáng hay tướng mạo đều là tuyệt đại giai nhân, cả người mỗi một bộ phận nhạy cảm đều sờ khắp rồi, thế nhưng cái gì cũng không thể làm. Cái này ép đến mức quá đáng. Trực tiếp nội thương đó, tiêu phàm cảm thấy sự chịu đựng của bản thân, sớm đã đạt đến cực hạn. Quyền thiên thiên một mực luôn mơ hồ, tiêu phàm còn có thể dùng hành động đi khống chế xung động nội tâm của bản thân, dùng lý trí đi thuyết phục mình, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Uyển Thiên Thiên vừa mới tỉnh lại, vặn vẹo vài cái, làm thế nào để ngăn cản nổi đây? Chỉ cần hai tay đang nâng vào bờ mông mềm mại của cô thoáng trùn xuống, lập tức sẽ như thế trẻ tre, trực tiếp đến phủ Hoàng Long. Thời điểm gấp gáp, tuyệt đối không thể thất bại trong gan tắc, bằng không đối với cả hai người sẽ đều là thương tổn lớn lao. Bị hắn quát một tiếng lợi hại như vậy, Uyển Thiên Thiên giật nảy mình, hai cánh tay trơn bóng không kìm nổi lại gắt gao ôm chặt lấy cổ tiêu phàm gia tăng lực ma sát không để cho mình trong lúc không cẩn thận liền ngồi xuống tiêu phàm cả người mồ hôi rơi như mưa thân mình không kìm nổi nhẹ nhàng run rẩy không ngừng tân cô nương cô ở lại đây ta đi xem một chút cơ khinh xa dứt khoát nói không khí bên ngoài căn phòng đã căng thẳng đến cực điểm kẻ địch hùng mạnh như thế đã đến bên ngoài nhà nghỉ dương tây con chó giữ nhà vốn dĩ cảnh giác vô cùng kia, một thân dài đều có giúp ở đấy, lạnh run, không có gan phát ra bất kỳ một tiếng động nào dù là một tiếng kêu. Giác quan thứ sáu của động vật, thường nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Các ngươi đi đi, tôi thủ tại chỗ này. Tân Lâm đơn giản đáp. Rất rõ ràng, kẻ địch có sức mạnh đến cực hạn này, một mình cơ khinh xa chỉ sợ đối phó không nổi. Ừm, cơ khinh xa cũng không phản đối, chậm rãi tiến về phía trước. Phạm Nhạc gắt gao đi theo phía sau, vẻ mặt nghiêm nghị, như chuẩn bị đứng trước kẻ địch lớn. chương 235, cùng hợp tác. Diệp Cô Vũ không nhanh không chậm đi về phía nhà trọ Dương Tây. Đi trên con đường của thị trấn cô liêu hoang dã này càng làm bóng dáng Diệp Vương thêm cô độc. Giờ khắc này, mọi âm thanh đều rất yên tĩnh. Tất cả động vật đều bị sát khí bức người của Diệp Vương làm kinh hãi dùng mình, một tiếng cũng không kêu nổi ra khỏi cổ họng. Diệp Cô Vũ chậm rãi đi tới, giữa đất trời, một mảnh sơ sát tiêu điều. Sân Trấn Dương Tây vô cùng dũng mãnh, nguyên nhân bởi xung quanh có rất nhiều cổ mộ. Trấn Dương Tây là con đường của trộm mộ, buôn lậu văn vật, là nơi tụ tập của các chuyên gia trộm mộ. Đạo mộ và buôn lậu cổ vật thì không cần phải nói rồi, không có mấy loại người lương thiện. Bởi vì quốc gia vẫn chưa có quy mô lớn để đào cổ mộ, vậy nên mấy nhà khảo cổ học thường lai vãng ở đây cũng không tránh khỏi mang theo ba phần không đứng đắn cư dân chấn dương tây cũng không tốn hơi đi phân biệt mấy người này, bất kể là trộm mộ, buôn lậu văn vật, hay là các nhà khảo cổ học, trong mắt người dân chấn dương tây đều là những người giao thiệp với người chết, không có gì là người tốt cả. cùng mấy người đó giao thiệp, mềm mỏng một chút là không ổn, nhất định phải cứng rắn mới được. lâu ngày, điều đó đã dưỡng người dân chấn dương tây trở nên cực kỳ dân phong. nhưng giờ phút này, toàn bộ chấn nhỏ đều rất yên tĩnh. diệp vương đến rồi ngay cả lão hậu chủ nhà trọ dương tây cũng cảm thấy hàn khí kinh người diệp cô vũ dừng bước trước cửa nhà trọ dương tây ba bước một thân ảnh duyên dáng từ đại sảnh nhà trọ dương tây đi ra đứng đối diện với diệp cô vũ cứ như vậy thản nhiên đứng ở cửa nhà trọ dương tây cứ như vậy thản nhiên chăm chú nhìn diệp cô vũ vị tiên sinh này xin dừng bước cơ khinh xa nhẹ giọng nói giọng điệu rất nhẹ nhàng không mang theo chút ác khí nào nếu tiếp tục bước tiếp anh liền quấy dày bạn của tôi rồi. Diệp cô Vũ liền cười, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, nói. Rất xin lỗi cơ tổng, không ngờ bạn cô lại yếu ớt như vậy, dễ dàng bị quấy nhiễu ghê. Cơ khinh xa cười châm chọc nói. Xem ra, công phu của mấy người rất được nha, tuy nhiên dựa vào khả năng của các hạ cũng chỉ có thể đảm nhiệm lính hầu mà thôi. Đương nhiên đây là diễn trò, ngoại trừ Diệp Cô Vũ và bản thân cơ khinh xa, không ai biết quan hệ thật sự giữa bọn họ là gì. Nhưng cái này không phải là trở ngại để cơ khinh xa châm biếm Diệp Cô Vũ một phen. Đời này, cơ khinh xa thấy nhiều nhất chính là đàn ông kiêu ngạo. Đàn ông đủ tư cách để giao tiếp với cơ khinh xa, bất kể như thế nào cũng không phải là người bình thường, cũng coi như là đàn ông thành công. Tất cả những đàn ông thành công thì đều vô cùng kiêu ngạo. Mà Tiêu Phàm và Diệp Cô Vũ là người đàn ông kiêu ngạo nhất mà cô từng thấy thậm chí so với rất nhiều quan to trong tay nắm quyền lớn còn kiêu ngạo hơn nhiều đều là loại đầy tự tin tràn từ trong ra ngoài dường như bất kể chuyện gì trong tay bọn họ đều có thể dễ dàng giải quyết không giống với thể chế bên trong quan lớn không ít thì nhiều luôn phải ngó trước ngó sau lo được lo mất nhưng phương thức biểu đạt của hai người đàn ông này tuy đều rất kiêu ngạo nhưng lại có điểm không giống nhau bề ngoài tiêu phạm ôn hòa nho nhã không mang theo chút ác khí và ngông cuồng nào nhưng mỗi câu hắn nói ra đều là những câu quyết định, mặc kệ người có bao nhiêu ý kiến, đến cuối cùng vẫn bị hắn thay đổi mà tuân theo quyết định của hắn. Vương khí rất nghiêm nghị. Trong khi đó khi phách diệp cô vũ lại lộ ra ngoài, cho dù anh ta có tận lực che giấu, thì vẻ sát phạt kia không thể nào áp chế xuống được. Cả đời cơ khinh xa, chưa từng thấy ai có, sát nhiệt, sâu như vậy. Dựa theo tướng nhân thuật phái Hà Lạc, Diệp Cô Vũ là loại người sát thần bá chủ trời sinh. Người như vậy trăm năm mới xuất hiện một lần, nhưng một khi đã xuất hiện, chính là một đại tai họa, chung quy là đã vén lên sát nghiệt vô biên. Trên thực tế, 20 năm Diệp Cô Vũ lãnh đạo, Thiên ưng, đã gợi yêu ta ít không biết bao nhiêu người, không ai có thể biết được số lượng chính xác. Diệp Cô Vũ dù ở thời điểm, địa điểm nào, anh ta cũng không giấu giếm sự mạnh mẽ, cứng rắn của mình. Cho dù năm đó lúc anh ta, giúp đỡ, cơ khinh xa, cũng chưa từng hỏi qua cơ khinh xa có đồng ý nhận sự giúp đỡ của anh ta hay không. Theo suy nghĩ của Diệp Cô Vũ, điều này rất bình thường, mình tôi quyết định còn chưa đủ hả? Thật không khéo, trong xương cốt cơ khinh xa cũng là tính cách như vậy. Chính bởi vậy, cơ khinh xa cũng không chào đón Diệp Cô Vũ, cũng do tâm lý nghịch phản nào đó, cô lại càng thêm chào đón tiêu phàm. Đây cũng là nguyên nhân cô lựa chọn, khuất phục tiêu phàm, hòa giải với tiêu gia dù tính cách của một người phụ nữ có như thế nào, thì sâu trong nội tâm luôn sùng bái người đàn ông có tính cách mạnh mẽ hơn mình. Diệp cô vũ không so đo lời châm chọc của cơ khinh xa, ánh mắt lướt qua tứ phía, hờ hững nói. Theo tôi, gọi người của cô đi cùng nữa thì tôi sẽ không quấy nhiễu bạn cô nữa. Nói xong, Diệp cô vũ xoay người đi ra khỏi trấn. Xem ra Diệp cô vũ căn bản không lo lắng cơ khinh xa sẽ làm trái lệnh của anh ta. Anh ta đã đáp ứng áp bát, phụ trách dẫn cơ khinh xa và phạm nhạc rời đi. Diệp cô vũ không thuận mắt tát bỉ nhĩ, nhưng lại không muốn thất tín với Abbas. Abbas có lẽ không phải là đệ tử dung thiên tổ sư có khả năng nhận thức cao nhất, nhưng cũng là một người có thể nhận định rõ ràng tình hình. Cơ khinh xa không chút do so dự, lập tức đi theo. Một bóng đen từ tầng 3 nhà trọ vụt xuống, chặt chẽ đuổi theo cơ khinh xa, là Phạm Nhạc. Vừa rồi, Phạm Nhạc đứng ở lầu 3 phía trên tường ngoài nhìn xuống giám thị Diệp Cô Vũ, chỉ cần Diệp Cô Vũ có động tác bất lợi về phía cơ khinh xa, Phạm Nhạc sẽ lập tức ra tay. Đi theo cơ khinh xa nhiều năm như vậy, Phạm Nhạc chưa gặp qua kẻ thù nào càng lúc càng nguy hiểm và cường đại như Diệp Cô Vũ. Mặc dù cho tới bây giờ, Diệp Cô Vũ vẫn chưa gây bất lợi gì cho cơ khinh xa, nhưng Phạm Nhạc rất kiên định cho rằng Diệp Cô Vũ chính là kẻ thù của họ. Điểm này không thể nghi ngờ được. Người đôi khi không phải dựa vào lý trí phán đoán, mà phải dựa vào trực giác để phán đoán hơn nữa phạm nhạc rất tin tưởng trực giác của chính mình lần trở lại này diệp cô vũ bỗng nhiên xuất hiện ở trấn dương tây khiến cho đầu óc của phạm nhạc không ổn định lắm đứng ở trên lầu nhà trọ tân lâm lạnh lùng nhìn thấy hết tất cả mồ hôi trong lúc vội ý đã ướt đẫm nội y mềm mại của cô cô tận mắt nhìn thấy diệp cô vũ người này khiến cô có cảm giác bị áp bách rất lớn thời điểm đối diện anh ta tân lâm càng có thêm cảm giác quỷ dị Giống như cô rất quen với khí tức trên người Diệp Cô Vũ. Thật giống như cô quen thuộc khí tức trên người Tiêu Phàm vậy. Tên này cường đại tới mức bí y thái rồi, có lẽ còn giấu giếm gì đó không muốn người khác biết được. Tơ Khinh xa và Phạm Nhạc không chút do dự theo Diệp Cô Vũ rời khỏi nhà trọ, Tân Lâm vẫn không thể lý giải nổi. Hiện tại đang là thời điểm quan trọng để Tiêu Phàm trị thương cho Uyển Thiên Thiên, kẻ địch mạnh như vậy, tốt nhất nên cách Tiêu Phàm càng xa càng tốt. Rất nhanh Tân Lâm không còn cảm thấy khí thức của Diệp Cô Vũ nữa. Thật giống như trong chốc lát Diệp Cô Vũ đã đi rất xa rồi. Nhưng Tân Lâm rất rõ ràng, trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Cô Vũ không có khả năng đi được quá xa, hiển nhiên là đã dùng bí thuật để ẩn đi khí thức của mình. Trên thực tế, Diệp Cô Vũ quả thật chưa từng đi xa, anh ta đi cách đầu Tây Trấn không xa thì dừng bước. Diệp Phương, anh hãy cho tôi một lời giải thích. Cơ khinh xa đứng cách Diệp Cô Vũ năm thước lạnh lùng nói giọng điệu vô cùng không hài lòng. Phạm nhạc đứng cách hai người cơ khinh xa và phạm nhạc không xa lắm, toàn bộ tinh thần đều dồn vào đề phòng, ba người đứng trên đỉnh một tam giác cân. Giải thích gì? Diệp cô vũ liền cười. Khinh xa, tại sao tôi lại phải cho cô một lời giải thích vậy? Hừ, anh không phải giả bộ hồ đồ, anh không nói cho tôi anh theo tung tích của chúng tôi. Tôi hứa với anh, tôi sẽ làm việc cho anh, nhưng anh theo dõi chúng tôi, tôi không thể chấp nhận được cơ khinh xa không chút khách khí nói với địa vị của cô trên thương trường và giang hồ hiện nay đương nhiên không thể chấp nhận chuyện bị người khác theo dõi được chỉ e bất cứ ai cũng sẽ không vui khi bị người ta theo dõi cô lầm rồi tôi không theo dõi cô người tôi theo dõi là tiêu phàm diệp cô vũ cũng không tức giận thuận miệng giải thích một câu cơ khinh xa cũng không có bị lừa dễ dàng như vậy cười lạnh một tiếng nói không theo dõi tôi mà anh có thể theo dõi được tiêu phàm sao? Hai hàng lông mày của Diệp cô vũ hơi nhân lại, nói. Cô không tin tôi sao? Cơ khinh xa lắc đầu nói. Không phải tôi không tin anh, nhưng Diệp Vương, tôi đã sớm nói qua, mặc kệ anh thần thông quảng đại như nào, tiêu phàm vẫn sẽ là đối thủ mạnh nhất của anh. Anh có thể dễ dàng theo sát hành tung của người khác, nhưng trong số đó không bao gồm tiêu phàm. Anh để tôi tiếp cận hắn, đơn giản là để xuyên thấu qua việc theo dõi tôi để theo dõi hành động của hắn thôi diệp cô vũ trầm mặc gió núi gào thét phạm nhạc nhìn không rời mắt khỏi diệp cô vũ sợ người đàn ông này thẹn quá hóa giận ra tay với cơ khinh xa đã qua nhiều năm như vậy phạm nhạc chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm như cục diện ngày hôm nay khinh xa cô lầm rồi sau một lúc diệp cô vũ chậm rãi nói vẫn câu nói như cũ cô lầm rồi dường như suy nghĩ trong lòng Diệp Cô Vũ, hễ nghi ngờ anh ta thì đều là sai lầm vậy. Có lẽ trước kia theo dõi tiêu phàm là việc không hề dễ dàng. Nhưng hiện tại không giống lúc trước, hiện tại, cảnh giới của tiêu phàm đã bị giảm đi, muốn theo dõi hắn không phải là chuyện quá khó khăn. Cơ khinh xa lạnh lùng nói, nếu hiện tại hắn suy yếu như vậy, vì sao không nhân cơ hội mà diệt trừ hắn đi? Diệt trừ, diệp cô vũ không khỏi ngạc nhiên, dường như nghe được cái gì buồn cười lắm ai nói tôi muốn diệt trừ hắn ta hắn không phải kẻ thù của tôi cơ khinh xa căn bản cũng không tin châm chọc cười nói hắn không phải kẻ thù của anh chẳng lẽ là bạn anh à hắn đương nhiên cũng không thể được coi là bạn tôi anh làm tôi hồ đồ mất rồi chẳng lẽ anh trăm phương ngàn kế để tôi tiếp cận tiêu phàm chỉ là vì thấy thú vị thôi sao đương nhiên không phải nhưng tôi muốn cho cô hiểu được quan hệ giữa người và người trên thế giới này, không phải chỉ có hai loại bạn bè và kẻ thù có quan hệ tương phản, trừ mặt đó, những thứ khác có rất nhiều loại quan hệ bất đồng khác nhau. Diệp Cô Vũ vẫn duy trì tính tình hòa nhã. Ví dụ, nói ra xem. Ví dụ như là cùng hợp tác chẳng hạn. Cùng hợp tác á. Lần này, cơ khinh xa thực sự giật mình. Cô không nghĩ Diệp Cô Vũ không ngờ có thể đem anh ta và tiêu phàm vào loại quan hệ đó, xác định để cùng hợp tác. Diệp Cô Vũ hợp tác với Tiêu Phàm là vì cái gì? Hơn nữa, cũng rất rõ ràng rằng dường như Tiêu Phàm cũng không hề biết mình lại có một vị đồng bọn như vậy. Thực không biết trong hồ lô của Diệp Cô Vũ chứa cái gì nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 236, Hắc Lân là mèo cái. Tơ khinh xa và phạm nhạc vừa rời khỏi, lực lượng canh gác nhà trọ Dương Tây liền trở nên vô cùng yếu kém. Tân Lâm lại gặp phải cục diện rất cam gâu, phải một mình cố hết sức bảo hộ hai người tiêu phàm và uyển thiên thiên bình an. Đây không phải là nguyên nhân khiến Tân Lâm lo lắng. Điều Tân Lâm thực sự lo lắng chính là địch trong tối tôi ngoài sáng. Tiêu phàm lấy chính bản mệnh chân nguyên của mình để chữa thương cho uyển thiên thiên, không thể di chuyển. Được, năng lực cơ động, bảo hộ là bằng con số không, không thể nghi ngờ bảo hộ khó có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Thật giống với chơi cờ tướng, xoái, hoặc tướng, không thể di chuyển, thì khả năng tướng bị chết cũng rất cao. Cơ khinh xa, phạm nhạc một đi không trở lại, Tân Lâm không thể không vực lại tinh thần để tiếp tục ứng phó với tất cả những khả năng có thể phát sinh. Sát khí vừa rồi từ bốn phía là của tuyệt đỉnh cao thủ, có thể khẳng định, tuyệt không phải tới để, diễu võ dương oai, anh tôi vừa ra mặt liền giải trừ được hơn nửa, lực lượng canh gác của nhà trọ dương Tây. Kế tiếp, dám chắc sẽ còn xuất hiện thêm mấy tên cao thủ nữa không thể nghi ngờ rằng Diệp Cô Vũ đã tạo cho Tân Lâm một áp lực tâm lý thật lớn. Nếu một cao thủ nữa xuất hiện, Tân Lâm không chắc mình có thể đối phó được hay không. Cũng may Tân Lâm hiểu rõ, tuyệt đỉnh cao thủ như Diệp Cô Vũ không có nhiều. Thật giống như vô cực môn, vài thập niên mới có thể nuôi dưỡng một trưởng giáo chân nhân là tiêu phàm thiên phú kiệt xuất. Bởi vậy, phương thức xuất hiện của Liễu Sinh Hùng Nhị tuy rất huyến khốc, nhưng trong mắt của Tân Lâm thì nó cũng chẳng là gì cả. Liễu sinh hùng nghĩ rất tự đại nhưng cao thủ phái nên su tại đảo quốc luôn ẩn trong xương khói này quả thực cũng có chút năng lực tự đại. Ẩn phái bên trong trường phái nên su ở đảo quốc xương khói này được xếp hạng hàng đầu. Liễu sinh hùng nghị cũng có thể coi là cao thủ bên trong ẩn phái đại tân sinh ninja. Lúc gã xuất hiện ở nhà trọ Dương Tây, con chó giữ nhà luôn cảnh giác hết sức lại không có bất kỳ đề phòng nào. Lúc gã cùng Diệp Cô Vũ xuất hiện, cảnh tượng im hơi lặng tiếng có chỗ bất đồng chú chó canh nhà không phải là bị dọa, mà căn bản nó không nhận ra liễu sinh hùng nhị đang tới gần. Cao thủ ninjatsu chẳng những có thể che giấu tội y mắt của người mà còn có thể tránh được đôi mắt của động vật. Chỗ đầu bậc cầu thang nơi Tân Lâm đứng bỗng dày đặc xương khói cùng với ánh sáng trói mắt. Tân Lâm vẫn lạnh lùng đứng đó, không nhúc nhích, xương khói và ánh sáng biến mất thì hành lang trở nên rỗng tuyết không còn cái gì. Ngay lúc đó, Tân Lâm bỗng nhiên động. Một tiếng quát mềm mại vang lên hàn quang điện thiểm. Nguyễn kiếm cực mỏng và nhỏ hướng về trần nhà hành lang mà tới, nhanh như tia chớp. Vụt, tiếng kim loại chợt vang lên. Cơ bản nhìn qua thì không thấy có bóng người ở trần nhà hành lang, một thân ảnh màu đen chợt bắn đi ra, dừng lại ở cửa thang, mặt bịt kín chỉ hở hai con mắt kinh ngạc nhìn Tân Lâm. Chính thức ra tay thực hiện nhiệm vụ, liễu sinh hùng nhị rất tuân thủ quy củ, nhân dân đảo quốc làm việc rất cẩn thận, nghiêm túc, cùng sự tự cao tự đại của họ đã hình thành hai phương hướng cực đoan của tính cách con người quốc dân. Không thể nào, cô làm sao có thể cảm nhận được tôi chứ? Liễu sinh hùng nhị có chút không dám tin. Tân Lâm cười lạnh một tiếng, nói. Nhẫn thuật ẩn phái của phái nhìn dắt xu quả thực có bí mật đặc sắc. Tuy nhiên bản thân ngươi như vậy còn kém lắm. Cứ như vậy mà lướt nước, trưởng bối của ngươi không ngờ cũng để cho ngươi xuất sư, lại còn yên tâm cho ngươi chạy đến hoa hạ tìm cái chết nữa chứ xem ra ẩn phái bắt đầu xuống dốc rồi. Cầm miệng, liễu sinh hùng nhị lập tức phẫn nộ. Liễu sinh hùng nhị theo chủ nghĩa dân tộc vô cùng cực đoan tự đại và hẹp hòi, kế thừa chủ nghĩa quân phiệt ma quỷ âm hồn, di trí, đối với người nước hoa có sự thù hận thấu xương và không hiểu tại sao lại rất miệt thị. Gã tuyệt đối khó có thể nhận thấy loại ngữ khí khinh thường của Tân Lâm khi nói về gã và ẩn phái Ninjatsu. Đừng tưởng có thể phá giải đạo thứ nhất của phái Ninjatsu thì đã là giỏi đây chẳng qua chỉ là loại thử mà thôi. Tiếp theo đây, tôi sẽ mở rộng tầm mắt cho cô thấy cái gì mới là ẩn phái ninjutsu chân chính. Chỉ bằng ngươi sao? Tân Lâm mỉm cười, lạnh lùng nhìn Liễu Sinh Hùng Nhị, vẻ mặt mang sự châm biếm không nói ra được. Cái gọi là ninjutsu trong mắt người thường thì rất thần kỳ, nói toạc móng heo ra thì nó chính là ảo thuật thủ thuật che mắt và hỗn hợp nhu thể thuật mà thôi. Thất diệu cung thất đại tuyệt kỹ, điều khiển hương và nhu thể là hai đại tuyệt kỹ, Cùng đào quốc Ninjutsu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ lạ. Điều khiển hương, thậm chí còn bao hàm luôn cả mê ảo thuật. Với tư cách thất diệu cung chủ thánh nữ đương thời, cung chủ thừa kế đầu tiên, ngoại trừ phương pháp trường sinh, thất diệu còn lại lục đại tuyệt kỹ, Tân Lâm đều vô cùng tinh thông. Liễu sinh hùng nhị ở trước mặt Tân Thiếu chủ nói cái gì mà, nhìn Ninjutsu, Tân Lâm gần như cười đến mức rụng răng. 3K, tiếng Nhật, ngu ngốc. Liễu sinh hùng nhị giận dữ không thèm đợi gã thi triển tuyệt kỹ gì, hàn quang lóe ra, Tân Lâm đã thẳng tiến gợi yêu ta tới. Thể cục nguy hiểm, Tân Lâm sẽ không cúng cái đảo quốc này lãng phí thời gian quý báu. Giải quyết gã sớm một chút, tiết kiệm chút thể lực để còn đối phó với những địch nhân khác. Tân Lâm tuyệt đối không tin liễu sinh hùng nhị là đòn sát thủ của đối phương. Thực tại, đảo quốc nhị hóa ninja này và Diệp Cô Vũ còn kém nhau quá xa. Hai nhóm nhân thủ cùng một kẻ thù, trên thực tế thực lực không nên kém nhau quá xa như vậy. Liễu sinh hùng nhị như cọng rau thế này, theo Tân Lâm chỉ có một cách giải thích nhị hóa ninja quốc đảo này chính là mồi nhử, dùng để phân tán sự chú ý của cô. Sát chiêu chính thức hẳn được chuẩn bị ở nơi bí mật gần đó. Cùng hàng loại hai lãng phí nhiều thời gian như vậy quả thực không được thỏa đáng. Tiếng, ba ca, cứ lởn vởn bên tai liễu sinh hùng nhị, lúc đầu là phẫn nộ, sau đó lập tức biến thành kinh hoàng, không quá nửa khắc đồng hồ liền biến thành tiếng gào thét tuyệt vọng. Kiếm quang của Tân Lâm soàn soạt, đem Liễu Sinh Hùng Nhị hoàn toàn bao phủ ở dưới khe hở Nguyễn Kiếm. Liễu Sinh Hùng Nhị chưa từng nghĩ, hòa cô nương, e lệ, mềm yếu như này mà lại ra tay tàn nhẫn vô tình như vậy, ngoại trừ dốc toàn lực để ngăn cản ở ngoài, nhưng gã không có rảnh ra nửa điểm để thi triển, nên giắt su chân chính. Thời gian đánh trận này cũng không quá dài. Ước chừng 15 phút sau, một tiếng thét thê lương thảm thiết truyền ra từ phía nhà trọ dương tây lập tức đánh thức cư dân của trấn nhỏ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại bịch một tiếng liễu sinh hùng nhị từ cửa sổ tầng 3 nhà trọ dương tây ngã xuống thật mạnh nện lên mặt đất không nhúc nhích vị cao thủ ẩn phái nhìn dắt xu nãy còn hò hét ngon lành từ lúc gã bước vào nhà trọ tới hiện tại mới có 20 phút nay đã biến thành một khối tử thi rồi chỉ bân nói rất rõ không cần cùng người chết nảy sinh tranh chấp âm dương nhãn biện âm dương, vẫn còn rất chuẩn. Tân Lâm và Liễu Sinh Hùng nhị đánh nhau, không hề kinh động tới Uyển Thiên Thiên. Nằm trong ngực tiêu phàm, Uyển Thiên Thiên Lâm vào trạng thái mơ hồ, cảm giác tiêu phàm vì cô mà, dịch kinh tẩy tủy. Đại trưởng giáo chân nhân vô cực môn chân nguyên bản mạng cường đại, kéo nội tức chân khí của cô, từ tứ chi của cô chạy đến mọi chỗ trên cơ thể Uyển Thiên Thiên, mang theo sự thoải mái không thể nói bằng lời. Thậm chí mấy nơi đau nhức dần dần không còn cảm thấy nữa. Liễu sinh hùng nghị sắp chết rú thảm thiết chợt làm cho Uyển thiên thiên đang mơ màng giật mình tỉnh lại. Sao vậy? Huyền thiên thiên mới mở mắt bỗng nhiên liền hét to. Một đôi mắt to xanh lè cách đó không xa chặt chẽ nhìn thẳng cô. Huyền thiên thiên không phải là người nhát gan, cô là yên chi đại đương gia, danh sương giang hồ là đệ nhất ma nữ. Nhưng trong tình huống này, cô còn đang tê a ớ huyền y tê a o nằm trong lòng tiêu phàm, bỗng nhiên bị một đôi mắt to xanh lè nhìn chằm chằm, chẳng trách làm uyển đại đương ra thất kinh. Giống như cô đang cùng Tiêu Phàm ân ái thì phát hiện có người rình vậy. Nghi, nghi đúng là con mèo hư mà. Nghi xấu lắm, đi ra, đi ra, đi ra ngoài a. À. Ngay sau đó, Uyển Thiên Thiên rốt cuộc phản ứng, Gắt gao nhìn vào thứ đang nhìn cô, đúng là con mèo mập hắc lân Tiêu Phàm nuôi mà. Ngay tức khắc cô liền như bệnh nhân tâm thần kêu to lên. Nếu bị con mèo khác nhìn, Uyển Thiên Thiên sẽ không kích động tới mức ấy nhưng con mèo mập này tuyệt đối là ngoại lệ đây chính là yêu mèo nha uyển thiên thiên đã thấy qua con mèo này là mèo thông thái hình như còn nghe hiểu tiếng người nữ kia trong cảm nhận của uyển thiên thiên cô thấy hắc lân không phải là mèo mà chính là người con mèo mập kia có thể biết cô đang làm gì cái mắt to xanh lè kia rõ ràng mang theo ý chiêu tức dường như nó đang chê cười cô cô nương thiên thiên thật xấu hổ quá đi thiên thiên chớ khẩn trương Hắc lân chỉ là con mèo cái thôi mà. Ma xui quỷ khiến thế nào tiêu phàm bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy. Mèo cái, mèo cái gì có ý gì? Quyền thiên thiên lập tức ngây ngẩn cả người, hỏi ngược tiêu phàm một câu, vẻ mặt tỏ vẻ không hiểu gì cả. Chẳng lẽ tiêu phàm cho rằng con mèo cái kia có thể nhìn thân thể TA ở huyền ITA Upsilon OIG của hai người họ? Mèo được thì không được sao? Tiêu chân nhân khó có được vẻ mặt xấu hổ. Trên thực tế, trong suy nghĩ của hắn, Hắc Lân quả thực không phải sủng vật bình thường mà chính là người bạn tốt chung đụng sớm chiều với hắn. Có thể là nhìn thấy Uyển Thiên Thiên thất kinh, tiêu phàm liền vội giả thích một câu, hy vọng Uyển Thiên Thiên thấy nó cùng giới thì không so đo gì nữa. Tất cả đều là cái cả mà. Vậy không cần so đo á, bị nhìn liền bị nhìn hết rồi. Thật giống như vào nhà tắm công cộng tắm rửa, không phải cả một đống cùng giới nhẫn bóng nhìn nhau sao trên khuôn mặt béo béo tròn tròn của hắc lân hiện lên ý cười hướng uyển thiên thiên kêu meo meo một tiếng chậm rãi đứng dậy sau đó lại liếc mắt nhìn uyển thiên thiên một cái mới thả người nhảy lên cửa sổ bóng trắng chợt lóe thân hình múp mít loáng cái đã không thấy đâu cái này tiêu phàm anh xấu lắm tại sao lại để người khác trong phòng xem xem uyển thiên thiên và tiêu phàm bốn mắt nhìn nhau khuôn mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng đỏ tới tận mang tôi y xấu hổ không thôi nhìn nửa ngày cũng không nói được lời nào bỗng nhiên há miệng hung hăng cắn lên phía trên bờ vai tiêu phàm xzzzzz tiêu phàm hít một ngụm khí lạnh có chút nhe nanh nhếch mép uyển thiên thiên hạ khẩu nặng thật cắn tới mức chảy máu ra rồi vai tiêu phàm hiện ra dấu răng vô cùng đều đặn máu tươi đỏ sẫm chảy qua bộ ngực trơn bóng nhỏ xuống dưới cánh tay ngọc như củ sen của uyển thiên thiên gắt gao ôm lấy cổ tiêu phàm cả người mềm nhũn dựa vào ngực hắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn ghé vào lỗ tôi y tiêu phàm, tinh tế thở gấp. Tiêu phàm, từ nay về sau, em dựa vào anh rồi, anh đừng có nghĩ tới việc vứt bỏ em nha. chương 237, tay súng độc hành bị thương nặng. Cao Tư cũng không biết gì cả, tuy nhiên sau chừng 10 phút đồng hồ, tên ninja mồm to của đảo quốc kia đã chết chỏng queo. Cũng may nhiệm vụ đánh lén của tên đó không thành công, đối với sự sống sót trong chốc lát của Liễu Sinh Hùng Nhị, gã không có bất cứ liên hệ gì. Liễu Sinh Hùng Nhị chưa tới nửa giờ đã bị hộ vệ tiêu phàm đánh chết, càng hiện ra chỗ đáng ngưỡng mộ của tay súng người Đức là gã. Nếu Liễu Sinh Hùng Nhị gờ yêu ta chết được hộ vệ của tiêu phàm có lẽ đã không cần cao tư gã ra tay. Tất nhiên, Abbas vẫn trả thù lao cho tên đó. Mọi thứ đã sớm đàm phán hết rồi. Mặc kệ mục tiêu cuối chết trong tay ai, tất cả những ai tham dự đều có được thù lao như thỏa thuận. Tây Ly giáo rất giàu có, làm tôn giáo khu vực Tây Á, Tây Ly giáo mà không có tiền cũng khó. Abbas càng không phải là tên keo kiệt, gã đã học qua văn học Hán, vô cùng ấn tượng với một câu nói, nếu có trọng thưởng, ắt có dũng phu. Cao Tư vừa rời khỏi hầm trú ẩn của Abbas nhưng cũng không quay lại nhìn về phía tây kia. Phía tây có một toàn núi bao nhỏ, độ cao khoảng 70 mét, với độ cao tương đối như vậy, ở đồi núi hoặc khu vực miền núi thì cũng không có gì đáng kể, Mức chênh lệch tương đối của một bộ phận thôn so với mực nước biển không chỉ có một chút như vậy. Nhưng ở khu cao nguyên lại không giống như thế, ngọn núi nhỏ này có thể nói là điểm cao nhất của trấn Dương Tây. Hơn nữa, điểm quan trọng hơn chính là khoảng cách từ ngọn núi bao nhỏ này tới nhà trọ Dương Tây vừa đúng 1560m, đối diện luôn với cửa sổ phòng khách quý nhà trọ Dương Tây. Hoàn toàn hợp yêu cầu của Abbas. Cao tư đến nơi này đã hơn 2 ngày, trong vòng 2 ngày hắn đã thăm dò rõ ràng địa hình vùng phụ cận. Sườn núi nhỏ này không phải điểm ngắm bắn tốt nhất của Cao Tư. Quá xa, nhất là buổi tối, với khoảng cách 1.560m này rất khó có thể đảm bảo trăm phần trăm bắn trúng mục tiêu. Tất nhiên, trong bản ghi chép, khả năng bắn chung mục tiêu của súng bắn tỉa Barrett là 2.800m. Nhưng theo Cao Tư đó chỉ là trường hợp đặc biệt, không phải là một ví dụ để làm theo. Người Đức vốn nổi danh cẩn thận, nghiêm túc. Đối với yêu cầu bắn tại khoảng cách 1.500m của Abbas, Cao Tư không thể lý giải nổi. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại tới việc thực hiện yêu cầu đánh lén của bạn hàng. Đối với tài bắn của mình, Cao Tư vô cùng tự tin. Việc mình thường xuyên sử dụng súng nhắm Barrett trong cuộc sống, Cao Tư rất có lòng tin. Khẩu Barrett của Cao Tư không phải đặc chế, số lượng súng Barrett cũng không cao, trên phạm vi thế giới thuộc dạng hy hi hữu mỗi khẩu súng nhắm barrett đều là tinh phẩm hiếm có nhưng đạn dược lại đô chính cao tư gia công thiết kế người đức nghiêm túc cẩn thận nên tất nhiên sẽ chiếm ưu thế trong việc gia công máy móc và cao tư cũng là một thợ thủ công cực kỳ xuất sắc sách theo chiếc vali sách tay màu đen cao tư chậm rãi đi lên sườn núi nhỏ phía tây trên sườn núi cây cối thưa thớt thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu quái dị của cú vọ nhưng cao tư không quan tâm sườn bao núi này thưa thớt cây không có khả năng có mãnh thú nhiều nhất thì chỉ có thể là mèo hoang, thỏ hoang hoặc các loại động vật nhỏ sẽ không thể gây cho gã bất cứ uHIOF nào. Tuy nhiên, cao tư vẫn tương đối cẩn thận. thú dữ lớn trên sườn núi không có khả năng uHIOF tính mạng gã, nhưng không có nghĩa là những động vật khác không có khả năng uHIOF an toàn tính mạng của gã. Ví dụ chính là người. Tới tận bây giờ, cao tư vẫn chưa biết tiêu phàm mục tiêu đánh lén của gã là người như thế nào. Nhìn Abbas thận trọng như vậy, hẳn tiêu phàm là nhân vật rất lợi hại. Có vẻ như hắn còn hiểu được phu thuật, Abbas nói đó là sự nhạy bén của giác quan thứ sáu. Nếu đã là nhân vật lợi hại, bài trừ được thủ hạ của hắn thì quả cũng là cao thủ. Cao Tư không tin lời của Abbas rằng tiêu phàm có thể cảm giác sự nguy hiểm ở khoảng cách 1.500 mét. Nhưng chẳng may đây là sự thật, tiêu phàm rất có thể đã phái một thủ hạ mai phục gã, đợi thời cơ phục kích Cao Tư. Hoặc là, không phải tiêu phàm phái người mà là một thế lực khác phái ra Bất kể là ai phái người cũng đều có thể tạo thành sự uy hát yêu ta ép với Cao Tư Bởi vậy Cao Tư đi rất chậm, thỉnh thoảng còn dùng dụng cụ hồng ngoại tuyến và dụng cụ nhiệt thành tượng truy tung nghi khí xem xét khu vực phụ cận Kết quả thăm dò khiến gã yên tâm, không phát hiện động vật lớn nào Đương nhiên cũng không có phát hiện ra người mai phục Đi tới đỉnh sườn, Cao Tư lập tức đi hướng xuống tới một khối đá lồi ra tạo thành một chỗ ẩn nấp, ẩn nấp dưới tảng đá tương đối an toàn. Loại địa hình này là sự lựa chọn đầu tiên của các sát thủ chuyên nghiệp. Nằm sấp ở dưới tảng đá lớn, ít nhất gã không cần phải lo lắng bị tập kích từ trên đỉnh đầu hoặc từ phía sau. Bất cứ ai muốn trèo lên đỉnh tảng đá tập kích Cao Tư, khi hắn bắt đầu công kích ở phía trước, Cao Tư đã sớm nhận ra được. Ngoại trừ trong chiếc vali sách tay kia chứa khẩu súng bắn tỉa Barrett 50, còn giấu hai khẩu súng lục đường kính khác nhau. Ngoài ra, Cao Tư không chỉ là một tay súng, gã còn là một cao thủ quyền thuật, có thể thuần thục sử dụng nhiều loại vũ khí lạnh để đoạt mạng người khác. Người bình thường đừng nói tiếp cận Cao Tư để làm hại gã, cho dù muốn tiếp cận gã trong vòng 10 mét cũng không hề dễ dàng. Dù là vậy, Cao Tư vẫn chưa vội vã sắp xếp trận địa ngắm bắn dưới tảng đá. Gã vẫn muốn xác nhận lần cuối sự an toàn xung quanh gã. Bắn ngoài 1.500 mét, bất kể là với ai đều là một yêu cầu cực cao, nhất định phải tập trung cao độ. Trong quân đội, nếu thực hiện nhiệm vụ bắn tỉa ở cự ly xa, bình thường phải có hai người tạo thành một tiểu tổ ngắm bắn. Một tay bắn tỉa, tên còn lại làm trợ thủ chịu trách nhiệm quan sát, tính toán tốc độ gió và nhân tố thời tiết, có thể kết hợp quỹ đạo đường bắn để tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời, còn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của tay bắn tỉa. Làm sát thủ độc hành, cao tư đương nhiên không có loại đãi ngộ xa hoa này dụng cụ nhiệt thành tượng truy tung ở tảng đá lớn phụ cận tìm được hai động vật nhỏ, nhìn qua hẳn là hai con mèo hoang, dường như đang phát xuân, kêu meo meo một trận. Trừ đó ra không còn bất luận con vật sống nào xung quanh. Mèo hoang phát xuân kêu rất đặc biệt, nhưng Cao Tư không cần biết nhiều như vậy. Đêm hôm khuya khoát gã tới chỗ hoang vu này không phải là tới để hưởng thụ cuộc sống mà là tới để hoàn thành nhiệm vụ đánh lén. Chẳng lẽ còn có thể đem hai con mèo hoang kia gờ yêu ta luôn hay sao? chỉ cần không uy hát yêu ta ép tính mạng của gã, vậy thì không quan hệ, gã không để ý. Cuối cùng Cao Tư bắt đầu ở dưới tảng đá xây dựng trận địa ngắm bắn. Ở vị trí này, đối diện với tầng 4 nhà trọ Dương Tây. Phòng trọ xa hoa của nhà trọ Dương Tây hắt ra ánh đèn, tất nhiên, tấm rèm nhung thiên Nga đã che hết tất cả trong phòng, khoảng cách xa như vậy, cơ bản chỉ có thể cảm nhận được đại khái phương hướng của phòng trọ. Muốn nhìn cẩn thận một chút, chỉ dựa vào mắt nhìn bình thường thì không đủ, phải nhờ tới dụng cụ. Ước chừng 10 phút sau, một trận địa ngắm bắn đơn giản đã hoàn thành. Cao Tư chậm rãi mở chiếc vali đen, thản nhiên bắt đầu lắp ráp súng nhắn Barrett 50 dưới ánh trăng. Cho dù ở trong đêm, Cao Tư cũng có thể lắp ráp xong khẩu súng trong thời gian cực ngắn. Làm một sát thủ bắn tỉa, sự quen thuộc đối với súng ống đã gần như trở thành bản năng. Rất nhanh, khẩu súng Barrett đã lắp ráp xong, Cao Tư nhấc súng bắn tỉa lên, bắt đầu nhìn qua hồng ngoại tuyến xuyên màn đêm quan sát tình huống trong phòng khách quý. Bộ hồng ngoại tuyến nhìn ban đêm này cũng là do cao tư chính mình thiết kế, độ chính xác cực cao. Hửm, tình cảnh bên trong qua hồng ngoại tuyến nhìn ban đêm khiến cao tư thoáng ngẩn ngơ. Trong phòng khách quý, không có phát hiện bất cứ mục tiêu sống nào. Dụng cụ này là do cao tư tự tay thiết kế chế tác, độ chính xác của hồng ngoại nhiệt tuyến nhiệt tượng giống như dụng cụ nhìn ban đêm, có thể bắt được bất cứ sinh vật còn sống trong phòng. Theo tình báo thì Tiêu Phàm đang ở trong phòng chữa thương cho một cô gái. Hiện tại, cái gì Cao Tư cũng tìm không ra. Cao Tư xác định lại tọa độ một lần nữa, xác định không có lầm, hiện tại quan sát lại thì đúng là nhà trọ Dương Tây. Hai ngày cũng đủ để Cao Tư đánh lên mỗi phòng ốc trấn Dương Tây một ký hiệu riêng của chính mình rồi. Cao Tư chậm rãi di động họng súng, từ trong phòng khác, gã có thể dễ dàng nắm bắt được mục tiêu. Tại một phòng ngủ khách của một khách nhân khác, Cao Tư có thể nhìn thấy vô cùng rất rõ ràng. Duy chỉ có phòng của tiêu phàm, không có bất cứ cái gì. Chuyện gì thế này? Cao Tư có chút mụ mị lầm bẩm một mình. Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian gã đi lên sườn núi, tiêu phàm đã rời khỏi phòng rồi sao? Nếu thật là như vậy, quan sát viên Abbas phái tới nhà trọ Dương Tây sẽ báo cáo lại đây, Abbas sẽ thông báo cho gã đầu tiên, hủy bỏ kế hoạch ngắm bắn. Mà hiện tại, Bên tai gã lại vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ thanh âm gì. Nói cách khác, quan sát viên tại nhà trọ Dương Tây vẫn chưa phát hiện ra điều gì dị thường. Phù thuật, trong óc Cao Tư bỗng nhiên hiện lên danh từ này. Chỉ cần là người sống, nhất định sẽ có nhiệt năng phát ra, cũng bị hồng ngoại tuyến thành tượng giống như dụng cụ ban đêm bắt được. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, trừ phi có tác dụng của lực lượng tự nhiên siêu nhiên nào đó. Nhưng Cao Tư đã không còn cơ hội làm rõ vấn đề kia nữa rồi. Ngay lúc ấy, Cao Tư bỗng nhiên cảm thấy một cỗ hơi thở nguy hiểm bay nhanh về phía mình với tốc độ cực nhanh, vượt qua giới hạn của loài người. Cao Tư mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ngay trên bầu trời đêm lấp lánh, có hai ngôi sao xanh biếc thật lớn, ô, không đúng, không phải sao, đó là một đôi mắt. Một đôi mắt xanh biếc, lóng lánh hàn quang ác nghiệt, mang theo hơi thở thần chết nồng đậm. Là mèo ư? Phản ứng của Cao Tư tuyệt đối không chậm, gần như ở trong nháy mắt gã liền đoán được, đây là một con mèo, nhưng sự phán đoán này cũng không khiến lòng Cao Tư buông lỏng, ngược lại còn lông tóc dựng đứng, một cỗ hàn khí xông tới tận xương, trong phút chốc theo đuôi nó bay lên. Đây quả là con mèo muốn lấy mạng người mà. Trực giác của một sát thủ cho gã biết, con mèo này không hề tầm thường. Cao Tư không chút do dự giơ súng lên. Nhất định phải xử con yêu mèo này. Điều đáng tiếc là Cao Tư động tác dù nhanh, nhưng so với Hắc Lân, vẫn là chậm không chỉ một nhịp. Đầu ngón tay gã mới chạm tới chuôi thương, Hắc Lân đã từ trên đỉnh tảng đá nhảy xuống. Móng vuốt sắc bén lóe lên. Cao Tư chỉ thấy cổ trợt lạnh, khí lực đều theo máu tươi rất nhanh phun ra. Sau một lúc, ý thức của tay súng độc hành bắt đầu mơ hồ, chương 238, ngọn nguồn. Ánh nắng mặt trời ấm áp trên cao nguyên hoàng thổ xuyên vào cửa sổ, Uyển Thiên Thiên mở mắt, ưng, lên một tiếng, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, tinh thần không vực dậy nổi. Đối với huyền đại đương gia mà nói, đây là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Lúc huyền thiên thiên lúc nào cũng khỏe như vâm, ngập tràn tinh lực. Chưa được bao lâu thì lại bị mệt mỏi vô lực như thế này. Cảm giác được ra thịt trơn bóng ma sát với chân lụa, huyền thiên thiên theo phản xạ có điều kiện kéo chân cao lên một chút, che đi bộ ngực, sau đó vươn tay vào trong chân sờ soạn một phen. Hoàn hảo, đã mặc nội y, khuôn mặt cô bé lập tức đỏ bừng, không kìm nổi cắn cắn đôi môi xinh đẹp. Tất cả sự việc trong buổi tối hôm qua nháy mắt sông lên đầu. Tất cả cô đều nhớ, chỉ có đoạn trí nhớ cuối cùng có chút mơ hồ. Tuy nhiên Uyển Thiên Thiên cũng có thể đoán ra đó là sự sắp xếp của tiêu phàm. Nghĩ tới cảnh tiêu phàm luống cuống mặc đồ lót cho cô, đem thân hình của cô lật qua lật lại như chiên bánh, trái tim Uyển Thiên Thiên không kìm nổi mà đập thùng thục kinh hoàng không thôi. Uyển Thiên Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có một ngày như vậy giống như những cô gái trẻ tuổi khác, Uyển Thiên Thiên cũng từng ảo tưởng cô cùng, hoàng tử Bạch Mã, và cảnh ngày tân hôn, ảo tưởng tới một ngày được hai cánh tay cường tráng của Bạch Mã hoàng tử mạnh mẽ cỡ yêu ta Quy Upsilon ập up y áo mình. Tuyệt không đoán được đó lại là loại tình hình này, cùng người ta đối nhau thẳng thắn như này. Trước đó, hoàng tử Bạch Mã trong đầu Uyển Thiên Thiên chỉ là hư ảo, nhưng hiện tại, vị Bạch Mã hoàng tử đã trở nên vô cùng rõ ràng. Đó chính là tiêu phàm. Chỉ có thể là Tiêu Phàm, không thể là người khác. Với ý nghĩ như vậy, Uyển Thiên Thiên bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Bạch Mã hoàng tử trong phòng. Rất nhanh sau đó Uyển Thiên Thiên phải thất vọng, trong phòng ngủ rất yên tĩnh, ngoại trừ cô thì không còn ai khác. Uyển Thiên Thiên dùng sức xuống giường, do không tìm được quần áo của mình, cô liền tùy tiện tìm một bộ áo tắm màu trắng mặc lên che thân hình duyên dáng của mình lại. Đây là một căn phòng ngủ. Vừa mới đẩy cửa phòng ngủ, Uyển Thiên Thiên liền thấy Tân Lâm Tân Lâm đang ngủ, thân thể nhỏ bé co rúc trên ghế sofa, trên người đắp một chiếc ga trải dòng, hai hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần hơi cao lại, dường như trong mộng gặp phải chuyện không vui. Xem ra Tân Lâm đã rất mệt mỏi. Uyển Thiên Thiên rất nghiêm túc đánh giá Tân Lâm vài lần, trước kia, mỗi lần cô nhìn thấy Tân Lâm, cô gái này chính là thất diệu cung thiếu chủ luôn lạnh lùng, giống như một vị băng sơn mỹ nhân, hai bên cũng không có nói chuyện với nhau nhiều, thậm chí còn mơ hồ mang vài phần địch ý uyển thiên thiên lý giải đó chính là do tân lâm ghen làm nha hoàn bên người của tiêu phàm đương nhiên hễ có cô gái nào tiếp cận tiêu phàm là tân lâm sẽ rất đề phòng về điểm này uyển thiên thiên cũng hoàn toàn đồng tình nếu đổi lại cô ở vị trí của tân lâm chỉ sợ còn lâu mới có được biểu hiện bình thản như tân lâm ai mà có chủ ý với người yêu của mình uyển đại đương gia cô ắt sẽ cầm con dao trắng đâm đỏ một đao vào cô ta có bạn trai như tiêu phàm tuyệt đối đáng giá để bản thân liều mạng Tân Lâm đã quá hào phóng rồi, thậm chí còn vì họ bảo vệ nữa. Tất nhiên là Tân Lâm bảo vệ tiêu phàm, chứ không phải là bảo vệ huyền thiên thiên. Chuyện phát sinh không thể lường có lẽ là chính là việc Tân Lâm bất chấp tất cả, khiêng tiêu phàm bỏ chạy, về phần huyền đại đương ra thì Tân Thiếu Chủ không có quản nhiều như vậy. Dù là như vậy, huyền thiên thiên vẫn rất biết ơn. Bất kể như thế nào, buổi tối qua vì cứu cô, tiêu phàm, Tân Lâm, cơ khinh xa, phạm nhạc đều đã bỏ ra công sức rất lớn. Là một người mới, là một người thứ ba, tâm tình của Uyển Thiên Thiên tự nhiên cùng tâm tình của Tân Lâm có chút bất đồng. Cảm giác của Uyển Thiên Thiên tối qua chính là đã làm một kẻ trộm, trộm mất bảo vật chân quý nhất của Tân Lâm. Mặc dù tiêu phàm toàn tâm toàn ý vì cô chữa thương thế, nhưng trừ lần đó ra, không phát sinh thêm gì khác. Nhưng Uyển Thiên Thiên rất rõ ràng, từ nay về sau bất kể thái độ của tiêu phàm là gì cũng không thể thay đổi tâm ý của cô, anh có thể không để ý tới em. Nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản em thích anh, bám theo anh. Tân tỷ tỷ, kỳ thực vô cùng xinh đẹp. Trước đó, Uyển Thiên Thiên chưa bao giờ cảm thấy những cô gái khác xinh đẹp cả. Đây là bệnh chung của mấy cô nương mỹ lệ, trong mắt mấy cô, trừ mình ra thì không còn cô gái nào xinh đẹp nữa, tối thiểu cũng không coi người ta là trở ngại. Hiện tại tâm tình của Uyển Thiên Thiên đã thay đổi, nhìn lại Tân Lâm liền cảm thấy, Tân tỷ tỷ thực sự rất đẹp, mặt mày như vẽ. Tuy rằng có chút, lạnh, băng sơn mỹ nhân tự khắc sẽ có cái thú vị của băng sơn mỹ nhân. Uyển Thiên Thiên cũng biết, tuổi thật của mình so với Tân Lâm còn lớn hơn 2 tuổi, có điều tiếng, tỷ tỷ cũng là cô Cam Tâm tình nguyện gọi. Mọi việc đều phải chú ý thứ tự đến trước và sau, không phải sao? Để cô ấy làm, tỷ tỷ là đúng rồi. Tân tỷ tỷ ngủ rất trầm tính, chưa phát hiện Uyển Thiên Thiên đang nhìn trộm. Tuy nhiên Tiêu Phàm cũng tự nhiên cảm giác được, ngẩng đầu lên liếc mắt sang bên phòng ngủ một cái, dịu dàng nói. Tỉnh rồi sao? Gương mặt trắng nõn của Uyển Thiên Thiên lập tức hiện lên hai dạng mây đỏ, mở hai to hai con mắt trắng dã nhìn tiêu phàm. Không phải vì cái khác mà chính là vì ngữ khí của tiêu phàm rất dịu dàng, rất chấn định. Thật giống như tối qua không hề phát sinh chuyện gì, mọi thứ đã như mây khói theo gió bay đi không tồn tại. Người đàn ông này sao lại có thể không tim không phổi đến thế chứ? Người ta cũng là hoàng hoa khuê nữ đấy nhé. Bị ngươi lột sạch TA ớ huyền ITA Upsilon OIG, ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, toàn thân trên dưới cũng nhìn hết rồi. Trời sáng một cái, ngươi mặc xong quần áo là liền quyệt nợ là sao hả? Muốn cứ như vậy đem ta vứt bỏ sao? Không có cửa đâu nhé. Có bản lĩnh thì làm dấu răng kia mất ngay đi. Huyền thiên thiên bỗng nhiên lại rất đắc ý, cảm thấy mình, đặc biệt cơ trí, trong tình huống như vậy còn nhớ phải công khai chủ quyền nữa khiến tên đàn ông thúi kia không còn chỗ nào có thể chối cãi. tiêu phàm cười cười đối với sự khinh bỉ của uyển thiên thiên làm như không thấy nhẹ giọng nói ra trong ba tháng sinh hoạt hàng ngày thì có thể nhưng tuyệt đối không thể động chân khí càng không thể cùng người khác đấu đá nhớ kỹ đấy uyển thiên thiên hừ một tiếng nhắc tới chân khí sao tính cách của cô là vậy người càng cấm cô càng không phục ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Thiên Thiên tái xanh, mồ hôi lạnh rỉ ra cho thấy cô lỗ lớn rồi. Anh làm cái gì với em thế hả? Sau một lúc, đan điền khí hải Uyển Thiên Thiên chạy tán loạn xung quanh, như đao tử kẹp lại chân khí mới miễn cưỡng bình phục lại, Uyển Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi hỏi, âm thanh vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Vừa rồi cô mới vận chân khí, liền thấy nội tức chân nguyên của mình đã bị giam cầm lại, cố gắng nén ép đan điền khí hải lại, cưỡng ép tụ khí lập tức bị kịch liệt cắn trả bụng đau như cắt loại tình hình này từ lúc Huyền Thiên Thiên tu luyện nội công tới nay chưa bao giờ gặp phải phản ứng đầu tiên của Huyền Thiên Thiên chính là có phải mình đã bị phế đi hay không vậy đối với một cao thủ võ thuật mà nói nội lực bị phế là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng nhất là đối với người có tính cách tranh cường háo thắng như Huyền Thiên Thiên phế bỏ nội lực của cô không bằng trực tiếp gởi iota s cô đi cho cô được thoải mái hai hàng lông mày của tiêu phàm nhân lại có chút không hài lòng nói đã bảo đừng có làm loạn rồi trong cơ thể cô âm sát khí và lực cắn nuốt đã hòa làm một thể tạm thời chưa thể thanh trừ được tôi mới tạm thời ngăn cách nó ở bên ngoài đan điền khí hải đem nội lực nén trong đan điền khí hải hai thứ không thể tiếp xúc bằng không chân nguyên bản mạng của cô sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh cô muốn sử dụng nội lực thì trừ khi có thể phá tan cấm chế tôi đặt ra cho cô Uyển Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, mân mê đôi môi đỏ tươi xinh xắn. Cô biết tiêu phàm không lừa cô, vừa rồi vận tới chân khí, tình hình quả đúng như tiêu phàm nói. Để áp chế chân khí ở trong đan điền, đem âm sát khí và lực cắn nuốt ngăn cách ở bên ngoài, tiêu phàm không biết đã chút không biết bao nhiêu bản mạng chân nguyên lên người cô mới làm được thế này. Nhìn sắc mặt của tiêu phàm so với mấy ngày trước càng thêm tái nhợt. Hắn vốn đã là một người bệnh rồi. Hiện tại vì chữa thương cho cô, Bệnh tình của hắn nhất định lại tăng lên rồi. Có điều, Uyển Thiên Thiên cũng không nói gì thêm, nói ngắn gọn lại, cô quyết định phải cùng Tiêu Phàm, về sau tất cả của bản thân đều giao cho hắn, cũng chưa nói tới báo đáp cái gì hay không. Vậy sau này thế nào? Về sau em làm thế nào bây giờ? Có phải bị phế mãi mãi như vậy hay không? Uyển Thiên Thiên bĩu môi một trận rồi hỏi như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc lại trở nên nghiêm túc, nói: phải hóa giải âm sát của cô đã, tuy rằng khá phiền toái nhưng không phải là không có phương pháp. Cô cùng tôi, mỗi ngày cô làm theo tôi lý nhuận kinh mạch toàn mạch, chậm rãi hóa hóa giải nội âm sát khí trong người cô. Thời gian hơi lâu một chút, nhưng mà lại đảm bảo. Đây vốn là hóa giải âm sát khí, trước kia thì tiêu phàm khó nói ra nhưng bây giờ lại tự nhiên nói vậy, dường như ở trong làm hắn đã vượt qua một ngưỡng, cùng huyền thiên 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 ngày trước và huyền thiên thiên bây giờ đã có chút không giống nhau. Mấu chốt chính là lực cắn nuốt, cỗ lực cắn nuốt này vô cùng tàm môn, hình như không có gì là không cắn. Nuốt không được chân khí của cô liền cắn nuốt âm sát khí. Hiện tại đã cùng âm sát khí của cô hòa làm một. Phải hóa giải âm sát khí đã, ắt phải hóa giải cỗ lực cắn nuốt kia. Xem ra, ắt phải đem ngọn nguồn giải trừ đi. Tiêu Phàm nói xong, đem cái hộp đen lên bàn nghiên cứu. Hắn sau đó đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, trong phòng khách đi qua đi lại tâm sự có vẻ rất nặng nề. Ngọn nguồn, anh muốn vào trong mộ đó nữa hả? Ừ. Tiêu Phàm trở về bên chiếc bàn nhỏ, vươn ngón tay gõ lên hộp đen vài cái, thần sắc ngưng trọng. Chiếc hộp này tạm thời không mở được, nhưng tôi có thể cảm thấy lực cắn nuốt giống như vậy, cả hai đều có cùng đồng nguyên. Có vẻ vấn đề này phải tới khu mộ đó một chuyến, không tìm được ngọn nguồn, muốn hóa giải e là rất khó khăn. Chiếc hộp đen này chính là Huyền Thiên Thiên trăm cây nghìn đắng từ cổ mộ trong cung mang ra ngoài. Trong lúc khẩn cấp, Uyển Thiên Thiên chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại theo cách nói của Tiêu Phàm, chiếc hộp đen này còn có huyền cơ gì đó, tạm thời không thể mở ra được. Chương 239, câu đố của cổ nhân. Em phản đối. Không biết tự bao giờ, Tân Lâm đã ngồi thẳng người, thản nhiên nói. Tiêu Phàm ôn hòa nhìn về phía cô. Huyền Thiên Thiên hơi trốn tránh ánh mắt của cô nhưng cũng có chút tò mò không biết Tân Lâm tại sao lại phản đối. Chúng ta nhất định phải về thủ đô ngay lập tức. Tân Lâm không nhìn Uyển Thiên Thiên, nghiêm trang nói, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Tân Lâm nói như vậy, không phải bởi do chuyện Tiêu Phàm dùng bản mạng chân nguyên chữa thương cho Uyển Thiên Thiên, xem tình hình của Tiêu Phàm hiện tại cũng coi là tốt, ít nhất so với dự tính của Tân Lâm đỡ hơn một chút, nguyên khí không bị tổn thương nặng nề. Mấu chốt chính là sự xuất hiện của Diệp Cô Vũ điều này khiến tân lâm vô cùng cảnh giác người này mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn sau khi dẫn cơ khinh sa và phạm nhạc đi không xuất hiện trở lại nhưng sự cường đại của anh ta khiến lòng của tân lâm khá bất an hơn nữa cơ khinh sa và phạm nhạc lại toàn vẹn sạch sẽ trở về nhà trọ dương tây cũng làm cho tân lâm có chút nghi ngờ thật giống như cơ khinh sa phạm nhạc không cùng diệp cô vũ động thủ chẳng lẽ bọn họ chỉ có nói chuyện phiếm thôi sao làm vệ sĩ pháp định của tiêu phàm tân lâm đối với ai muốn tiếp cận tiêu phàm đều có bản năng cảnh giác hơn nữa cơ khinh xa phạm nhạc là cao thủ bậc nhất càng không thể coi thường được cường địch dòm ngó ở bên như vậy tân lâm sẽ không tán thành tiêu phàm tiếp tục đi mạo hiểm vào cổ mộ bất kể thế nào thủ đô mới là căn cứ địa của họ văn nhị thái gia đã ở thủ đô rồi có tình huống gì thì còn có huynh đệ trợ giúp lẫn nhau tiêu phàm biết tân lâm lo lắng cái gì cười cười nói Ca Nhi, không phải thần hồn nát thần tính, mặc kệ tối qua là ai, hắn muốn gây bất lợi cho chúng ta cũng phải suy xét tới hậu quả. Nếu không, hắn sẽ không chỉ đến một chuyến mà rời đi như vậy. Nhất định là trong lòng hắn có điểm cố kỵ. Đàn ông mạnh mẽ, trong xương cốt đều kiêu ngạo như vậy. Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Huyền Thiên Thiên nói: "Em cũng không tán thành anh đi đến cái cổ mộ đó, em giờ đã hiểu tại sao lão quỷ trì bên kia lại trốn bên ngoài đánh lén em." Đánh chết cũng không chịu xuống cung rồi. Lão sợ chính cái lực cắn nuốt kia, lão già này được xưng là âm dương nhãn, quả nhiên không phải khoác lác, có thể nhìn thấu ra trò đấy. Ánh mắt Tân Lâm lãnh đạm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tái nhợt của Uyển Thiên Thiên, thoáng mang thêm vài phần lo lắng. Bất kể là ai, chỉ cần quan tâm thật lòng tới Tiêu Phàm, Tân Lâm liền có cảm giác với người đó tốt hơn vài phần. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói: "Chỉ bân tuy rằng nhân phẩm bất trị, nhưng ở phương diện phong thủy, trình độ quả thật không hề nhỏ. Cặp mắt đó của lão có lẽ thật sự nhìn thấu âm dương. Bên này đang nói chuyện, thì vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Đẩy cửa đi vào là cơ khinh xa, nhưng không chỉ có mình cơ khinh xa, ngoài phạm nhạc, rõ ràng còn có thêm đường huyên và tống hoàn. Hai người đó đầu tóc rối bù, người dính đầy bụi, chật vật không chịu nổi. Nhị tỷ, tam ca. Uyển thiên thiên có chút bất ngờ, vui sướng reo lên. Đường huyên, Tống Hoàn nhìn thấy Uyển Thiên Thiên liền mừng rỡ, bất chấp lễ tiết, mạnh mẽ xông tới đứng trước mặt Uyển Thiên Thiên. Đường huyên rỗi tay nắm chặt tay Uyển Thiên Thiên, không ngừng đánh giá trên dưới, nước mắt lập tức tuôn ra, giống như chân trâu rầm rầm rơi xuống. Thiên Thiên, em, em không sao chứ? Đường huyên nghẹn ngào hỏi. Đường huyên đã thay đổi một bộ quần áo nông ra Tây Bắc bình thường, cần đất có đất, nhìn không ra nửa điểm bộ dạng mỹ nhân thành phần tri thức. Tối hôm qua sau khi Uyển thiên thiên rời khỏi, đường huyên và tống hoàn không dám trực tiếp xông vào trấn dương tây, lo lắng ở đó đã gài sẵn người chờ bọn họ chui đầu vào lưới. Bọn họ đành chạy hướng ngược lại, trốn vào một thôn nhỏ. Sáng sớm hôm nay liền thay đổi trang phục chạy tới Trấn Dương Tây tìm hiểu tin tức. Bọn họ rất lo lắng Uyển Thiên Thiên hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Uyển Thiên Thiên một người ở lại, đánh chặn, trọng thương rất nhiều, một trọi bốn tự nhiên sẽ giữ nhiều lành ít đường huyên và tống hoàn vẫn lo lắng bên chấn dương tây không an toàn cũng không dám cả gan chạy tới tình cảm của ba người rất sâu đậm cùng huynh muội ruột thịt giống nhau không nghĩ tới lại gặp được cơ khinh sa và phạm nhạc ngay tại nhà trọ dương tây đường huyên và tống hoàn vừa mừng vừa sợ nghe cơ khinh sa nói uyển thiên thiên đang ở nhà trọ dương tây thì lại mừng rỡ vô cùng vâng không sao ạ à, chị xem em không phải rất tốt sao có tiêu nhất thiếu tự mình ra tay em sao có thể có việc gì được chứ? Huyền Thiên Thiên cười hì hì, xoay tròn tại chỗ một vòng nói. Thế, chỉ bân đâu? Đường Nguyên vội vàng hỏi. Huyền Thiên Thiên cười nói. Cái này còn phải hỏi sao? Tiêu nhất thiếu ở đây rồi, chỉ bân chạy xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Chị cho là ai cũng có thể oanh tạc trước mặt tiêu nhất thiếu sao? Lúc này, Huyền Thiên Thiên đã hồi phục bộ dáng đệ nhất ma nữ nhanh nhẹn, vui vẻ nhưng quả thực không thể nghi ngờ thái độ của Uyển Thiên Thiên đối với Tiêu Nhất Hiếu so với trước kia thay đổi rất lớn. Tống Hoàn đỏ mắt, ô, một tiếng xoay người lại, hướng tới Tiêu Phạm lớn tiếng nói. Tiêu Nhất Hiếu, trước kia Tống Tam tôi có mắt như mù đắc tội cậu, đó là mắt ta bị mù, Phạm thai mắt thường không nhìn thấy được chân thần. Lúc này cậu lại cứu Thiên Thiên, chẳng khác nào đã cứu Tống Tam ta, cứu mạng huynh đệ phái Chi Yên. Đại ân không thể nào cảm tạ hết được, Tống Tam tôi xin dập đầu trước cậu nói xong cũng không biểu thị gì với tiêu phàm liền quỳ hai gối dập đầu thật mạnh xuống thảm trong phòng khách quý rất dày tống hoàn dập đầu rung lên bang bang có thể thấy anh ta đã dùng toàn lực tiêu phàm không có ngăn cản tuy anh ta dập đầu ba cái tống hoàn thuộc loại đàn ông giang hồ điển hình tính tình ngay thẳng thậm chí là vô cùng táo bạo người như vậy thường tuân thủ nghiêm ngặt một số quy củ cổ xưa ân oán rõ ràng hướng tiêu phàm dập đầu là phương thức biểu đạt sự cảm ơn chân thành nhất của anh ta. Thản nhiên nhận lễ cũng là tiêu phàm tôn trọng Tống Hoàn. Người tôn trọng tuân thủ nghiêm ngặt của anh ta mới đúng là sự tôn trọng chân chính nhất. Thật giống như đi vào khu du lịch dân tộc, người tôn trọng phong tục của người ta mới chính là tôn trọng toàn bộ dân tộc đó. Đợi Tống Hoàn dập đầu xong ba cái, tiêu phàm mới nhẹ nhàng vươn tay, nói. Tống Tam Ca, khách sáo rồi, không dám nhận, Tống Hoàn chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo nhẹ nhàng vào tới, rất nhanh tràn ra xung quanh cơ thể mình, tràn trề không thể chống cự, chỉ có thể theo cỗ lực đạo đó mà đứng lên. Trong lúc nhất thời, mặt Tống Hoàn hoảng sợ biến sắc. Nếu như theo lời vừa rồi, anh ta chỉ cảm kích ân cứu mạng huyền thiên thiên, tâm tình kích động, khó kiềm chế cảm xúc, nhưng giờ khắc này, Tống Hoàn mới chính thức cảm nhận được tiêu phàm mạnh mẽ cỡ nào. Tống Hoàn cũng là cao thủ võ thuật, cần tu nội công, nhưng tu luyện tới cảnh giới của tiêu phàm niệm động lực như vậy đừng nói là nghĩ tới mà quả thực là chưa bao giờ nghe tới ánh mắt nhìn tiêu phàm vừa sợ vừa bội phục xen lẫn sự sùng bái không nói ra được khó trách thiên thiên nói chỉ bân nghe danh trốn xa quả nhiên không phải khoác lác đụng phải nhân vật như vậy dù là ai cũng phải chạy đường huyên xoay người lại đôi mắt phượng như nước duyên dáng nhìn tiêu phàm hạ giọng nói tiêu nhất thiếu lời tam ca nói chính là lời ta muốn nói từ nay về sau phái yên chi chúng tôi nợ cậu một đại ân tình. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần cậu mở miệng, chúng tôi dù phải liều mạng cũng sẽ giúp cậu. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, khoát tay áo nói. Không đến mức phải liều mạng, giúp đỡ lẫn nhau là được rồi. Đường huyên tự nhiên cười nói. Cô chợt phát hiện, vị tiêu nhất thiếu này cho dù tao nhã, phong độ hoạt bát, nói chuyện ngay thẳng, một chính là một, hai chính là hai, rất ít quanh co nhưng lời nói lại sắc bén mây mù dày đặc. Đôi mắt cơ khinh xa nhìn qua chiếc hộp đen đặt trên bàn, khẽ cười một tiếng, nói. Nhất thiếu, cái hộp này vẫn chưa mở ra à? Buổi tối hôm qua, cái hộp đen này là cơ khinh xa đón được giữa không trung. Quyền thiên thiên không quan tâm âm sát cắn trả, ngàn dặm xa xôi chạy tới vùng hoang vu đó, bản thân bị trọng thương chính là bởi chiếc hộp đen được đào ra từ cổ mộ. Sau đó chỉ bân không ngại thân phận, núp ở ngoài cổ mộ đánh lén Huyền thiên thiên, ngàn dặm đuổi gỡ yêu ta cô cũng chỉ vì chiếc hộp đen này. Hai đại thủ lĩnh trộm mộ Nam Bắc đồng thời coi trọng nó, tuyệt đối không phải là đơn giản. Tuy nhiên cơ khinh xa vẫn hiểu quy củ, hộp đen này là uyển thiên thiên liều mạng lấy, cơ khinh xa sẽ không nhân cơ hội mà chiếm nó làm của riêng. Ngọc quan âm kiêu ngạo rất lớn. Tuy nhiên rất hiển nhiên, cơ khinh xa đúng là cực kỳ hứng thú với chiếc hộp đen kia. Không mở được. Tiêu phàm lắc đầu, chậm rãi nói, thần sắc trở nên nghiêm túc. Không mở được, tại sao, chẳng lẽ có huyền cơ gì sao? Cơ khinh xa không lý do hỏi, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi chiếc hộp đen. Nhìn qua thì cái hộp đen kia không biết được chế tạo từ chất liệu gì, bên trên hoa văn lộn xộn. nếu chăm chú nhìn lâu thậm chí sẽ có chút đầu váng mắt hoa. Cơ khinh xa cẩn thận đánh giá chiếc hộp, bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói. Không có lỗ hổng, Chiếc hộp đen này không có lỗ hổng bất kể xem bên kia vẫn là một chỉnh thể như thể một khối vật liệu hoàn chỉnh điêu khắc thành một vật cổ kỳ quái như vậy tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc không phải một chỉnh thể đâu quyền thiên thiên lắc đầu nói hoa văn ngoài hộp này là một mê cung muốn mở hộp phải phá vỡ mê cung này lúc ở trên mặt đất chúng em cũng thử qua rồi những phương pháp khác đều không thể thực hiện được phạm nhạc ngạc nhiên nói dùng máy cắt kim loại thử xem nếu là vật cổ nhân lưu lại lại tinh xảo vậy chắc bên trong không có bom đâu chỉ cần bên trong không có bom như vậy dùng máy cắt kim loại cắt có lẽ sẽ không tổn hại gì tới bên trong hộp tiêu phàm cười lắc đầu nói không phải dùng tới biện pháp này chiếc hộp chính là chân phẩm khó gặp phá hủy sẽ rất đáng tiếc nếu như là câu đố bí mật vậy thì nghĩ biện pháp tìm ra lời giải là được chúng ta không thể để cho lão tổ tông chê cười được phạm nhạc cười ha ha gật gật đầu anh ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra, dùng máy kim loại để cắt đồ cổ, về phần này chẳng phải hơi hỗn láo rồi sao? Trước cất hộp đi, chúng ta chuẩn bị một chút, ăn một ít rồi đi về nhìn kỹ rồi nói sau. Tiêu Phàm lập tức quyết định. Chương 240, phản ứng kỳ lạ của Huyền Giáp Miếu Đông Hoa Đế Quân. Nhìn thấy tấm biển ở giữa căn nhà đổ nát, Tiêu Phàm bỗng sững sờ. Nếu không có tấm biển kia, thì không ai biết, miếu thần với căn nhà đổ nát này là một tấm biển nền đen chữ vàng, nhưng qua thời gian dài, nước sơn vàng kim và đen đều đã bong ra từng mảng, rách nát, điều khắc trên tấm biển này vẫn còn là chữ tiểu triện. Có mấy người nhận ra hoa văn nguyệt ngoạc này, đó là năm chữ, miếu đông hoa đế quân. Về việc đào mộ, tiêu phàm chưa quen lắm, nhưng cũng không xa lạ gì. Nói chưa quen lắm là vì tiêu nhất thiếu chưa bao giờ đào mộ, nói không xa lạ gì là vì có không ít sổ ghi chép về trộm mộ trong, thập di thiên và giật văn thiên của vô cực thuật tàng. Mặc dù trộm mộ là việc không tốt, nhưng lại là công việc từ xưa nay, các triều đại nào cũng có. Trong lịch sử, một số nhân vật nổi tiếng đều trộm mộ. Miếu Đông Hoa đế quân cách Dương Tây chấn khoảng 5 đến 60 dặm. Trong đó, 40 dặm có thể đón xe, 20 dặm còn lại chỉ có thể đi bộ. Thậm chí năm dặm đường núi cuối cùng sớm đã bao phủ bởi các loại bụi cây, không tìm kỹ, sẽ không tìm thấy đường dẫn đi trên con đường núi như thế này cơ khinh xa nhiều lần cau mày lại nói thật thì cơ tổng vẫn chưa từng đi qua con đường như thế này nếu như đây cũng được gọi là đường đám người uyển thiên thiên thông thạo cơ kinh xa chỉ có thể âm thầm lắc đầu thật là không trong nghề không biết tình hình nghề uyển thiên thiên có vẻ e sợ là cô gái thành thị được chiều chuộng điển hình đi trên đường núi như thế này như dẫm trên đất bằng chỉ có điều lúc này uyển thiên thiên không thể dùng nội lực chân khí một hơi đi 20 dặm đường núi, sớm đã thở hổn hển, mệt mỏi không chịu nổi. Đường Huyên và Tống Hoàn mỗi người một bên đỡ cô ta. Trước khi đến Miếu Đông Hoa Đế Quân, Uyển Thiên Thiên không kìm nổi giật mình, biến sắc vô cùng khó coi. Lực ẩn vốn vẫn yên tĩnh trong cơ thể cô ta, lúc tiếp cận Miếu Đông Hoa Đế Quân, lập tức sinh động hẳn lên. Đấu đá lung tung trong cơ thể cô ta, muốn phá bỏ tầng cấm chế kia, vọt vào đan điền của cô ta, thôn tính sạch gọn mạng của Uyển Thiên Thiên. Đường Huyên và Tống Hoàn thật ra không có phản ứng đặc biệt nào. Mấy ngày trước, họ và Uyển Thiên Thiên cùng tiến cung, không bị thương quá nặng. Lực cắn nuốt này dường như chỉ nắm vào một mình Uyển Thiên Thiên. Lực che đẩy thật là mạnh. Cơ khinh xa khẽ thở ra khí lạnh, khuôn mặt xinh đẹp thay đổi, ánh mắt nhìn vào nơi đổ nát này, trở nên vô cùng ngưng trọng. Trên thực tế, lúc cô ta cách ngôi miếu đổ nát này không xa lắm, cũng đã cảm thấy lực che đậy hùng mạnh. Với tư cách là thuật sư, trình độ càng cao thì lực che đậy sẽ càng mạnh. Thiên thiên, mọi người ở đây bao lâu rồi? Cơ khinh xa không kìm nổi hỏi. Hơn nửa tháng rồi, đừng thấy nơi này hoang vắng, ít ai tới, nhưng thật ra sau miếu khá phức tạp, chúng tôi tốn rất nhiều sức mới có thể vào trong được. Thảo nào! Cơ khinh xa gật đầu. Khó trách cả tiêu phàm cũng không đoán ra hành tung của Uyển thiên thiên, hơn nửa tháng nay, cô ta trốn ở đây, bị lực che đậy che chặt chẽ, bảo sao suy đoán không ra, cơ tổng thế nào tiêu phàm quan sát miếu đông hoa đế quân thuận miệng hỏi thật không đơn giản cơ khinh sa lập lức đáp nói thật nhất thiếu nếu không phải là cùng anh đến đây thì tôi cũng không ở đây lâu tôi luôn có một dự cảm không tốt mọi thứ ở đây đối với chúng ta đều có hại càng ở trong này lâu càng nguy hiểm nói xong hai hàng lông mày của cơ khinh sa nhân lại tiêu phàm khẽ mỉm cười cảm giác của cơ khinh sa rất chuẩn phía xa hai dặm tiêu phàm đã cảm thấy lực che đậy, pháp thuật nào đối với chỗ bí mật này đều bị ngăn cản không chút khách khí. Nhưng đi đến ngoài một dặm lực cắn nuốt lao thẳng đến, bao quanh tiêu phàm, muốn dốc toàn lực xâm nhập vào cơ thể hắn, nuốt chân nguyên của hắn. Trước khi đến miếu đông hoa đế quân, tiêu phàm có thể xác định rõ ngọn nguồn của lực cắn nuốt tại miếu này, nhưng rốt cuộc là vật gì quấy phá, tạm thời vẫn chưa biết được. Sáng nay Đường Nguyên và Tống Hoàn xuất hiện ở nhà trọ Dương Tây, tiêu phàm không tiếng động đã kiểm tra tình hình trong cơ thể bọn họ, không cảm giác sự tồn tại của lực cắn nuốt. Mà lúc nãy đến gần miếu đông hoa đế quân, hắn cảm thấy lực cắn nuốt rất mạnh, những người khác, thậm chí bao gồm Uyển thiên thiên, dường như đều khá tốt. Mãi cho tới khi đi đến trước miếu, Uyển thiên thiên mới biến sắc, cơ khinh xa cũng chỉ linh cảm ở đây có nguy hiểm. Xem ra lực cắn nuốt này luôn nhắm vào người mạnh nhất. Trước đây không lâu, đám người Uyển thiên thiên đào mộ, trong yên chỉ xã lấy huyền thiên thiên làm tôn, lực cắn nuốt không chút khách khí chui vào cơ thể cô ta, hiện tại, lại nhắm tấn công vào tiêu phàm. Vào trong xem như thế nào. Huyền thiên thiên nói, đừng nóng vội. Tiêu phàm lập tức ngăn cản cô ta. Nơi này kỳ quái, phải chân áp mới được, tùy tiện đi vào sẽ xảy ra chuyện. Huyền thiên thiên bĩu môi, liếc hắn một cái. Người này luôn kiêu ngạo như vậy, không đơn giản. Tiêu phàm lại không chút tự cho mình là, lão đại, dường như tất cả hành động của mọi người đều phải nghe theo chỉ huy của hắn. Dĩ nhiên như thế. Trong lòng bàn tay phải của tiêu phàm xuất hiện mai rùa trắng như tuyết. Hai tròng mắt đen nhánh của cơ khinh sa liền kinh ngạc nói. Nhất thiếu, cái này, lẽ nào là mai rùa của rùa thần thượng cổ? Mai rùa trắng tuyết này vừa xuất hiện, cơ khinh sa lập tức cảm nhận được linh khí cực kỳ hùng mạnh, bất kỳ mai rùa nào cũng không giống cơ khinh Sa chưa bao giờ thấy qua mai rùa có linh khí cực mạnh như thế này. Chỉ có một đoạn ghi chép ngắn trong lạc thư nói là, huyền vũ, rùa thần thượng cổ hấp thu linh khí trời đất, mai rùa này là khí pháp tốt nhất. Sau khi cơ khinh Sa nhìn thấy đoạn ghi chép này, liền cười trừ. Huyền vũ, rùa thần thượng cổ vốn là quái vật trong truyền thuyết, cho dù thực sự tồn tại, đó cũng là sự việc từ rất lâu rồi, hiện giờ đi đâu mà tìm chứ. Không nghĩ tới tiêu phàm chợt lấy ra một mai rùa trắng thần kỳ, Tiêu phàm cười gật đầu nói, cơ tổng, đúng là có mắt nhìn, đây quả thực là huyền vũ giáp, truyền thừa của sư môn. Cơ khinh sa than nhẹ một tiếng nói, vô cực môn bác đại tinh thâm, đã có từ rất lâu, quả nhiên danh bất hư truyền. Môn hạ đệ tử, mỗi người đều là tướng sĩ xuất chúng, kỳ tài. Hai hàng lông mày của tiêu phàm hơi dương lên, hỏi, cơ tổng gặp qua rất nhiều truyền nhân vô cực sao. Cơ khinh sa dùng mình, ý thức được mình nói quá nhiều mỉm cười nói nhiều thì chưa đến một hai người vẫn là gặp qua rồi văn nhị thái gia uy trấn hoàng hải nổi tiếng thiên hạ hẳn là đồng môn với tiêu nhất thiếu tiêu phàm nói chúng tôi không những là đồng môn mà còn là sư huynh đệ cơ khinh xa khẽ vuốt cằm nói cảm tạ nhất thiếu thẳng thắn đối đãi bí mật như thế này tiêu phàm không giấu cô chút nào ngược lại lại nói sự thật cho cô biết sự việc này bản thân tự đoán được là một chuyện tiêu phàm chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác xem ra tiêu nhất thiếu có thể làm bạn với cơ tổng rồi nhất thiếu chúng tôi trước tiên ra ngoài để cho anh hành pháp nhé cơ khinh sa lập tức nói rồi quay người đi khỏi tiêu phàm nói phải trấn áp cổ quái của này lấy huyền vũ giáp ra để làm pháp thuật sư làm pháp điều cấm kỵ nhất là có người nhìn trộm cơ khinh sa biết quy tắc này tiêu phàm khoát tay áo nói không cần đâu cơ tổng truyền thừa vô cực không có nhỏ mọn như thế đâu. Các thuật sư khác khi hành pháp không muốn người cùng nghề nhìn trộm là vì không đủ tự tin, sợ bị người khác lẻn học nghề. Từ trước giờ người kế thừa của vô cực không sợ điều này. Nếu ai ở bên cạnh nhìn lén, thì truyền thừa vô cực sẽ bị trộm đi, vậy thì thật lợi hai quá. Với thiên phú và nhận thức kiệt xuất của tiêu phàm, là học trò của sư tổ chỉ thủy, 20 năm khổ luyện, sư phụ lúc nào cũng chỉ dạy mới có được thành tựu như ngày hôm nay, làm sao có thể dễ dàng để những người khác có ý định lẻn học nghề được chứ? Cơ khinh xa sắc mặt hơi đổi, khẽ cười rồi nói. Nói như vậy, là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Được, tôi sẽ học hỏi một lần. Cùng là thuật sư lớn, nhưng điệu bộ của tiêu phàm và cô ta lại không giống nhau. Tiêu phàm càng quang minh lỗi lạc, khí chất vương giả tỏa sáng. Tiêu phàm gật gật đầu, hạo nhiên chính khí lưu chuyển, rót vào bên trong huyền vũ giáp. Huyền Vũ Giáp lập tức có phản ứng, khóe mắt Tiêu Phàm hơi giật. Phản ứng của Huyền Vũ Giáp rất kỳ lạ. Trước tiên là vui mừng khôn xiết, lập tức lại biến thành như lâm đại địch, tiếp theo lại biến thành hoang mang. Từ khi sư tổ chỉ thủy chính thức truyền cho hắn phương pháp thôi động Huyền Vũ Giáp, Tiêu Phàm chưa bao giờ cảm thấy được phản ứng kỳ lạ của Huyền Vũ Giáp. Lần trước, ở mộ Tiêu gia, phản ứng của Huyền Vũ Giáp rất mạnh, nhưng tình hình rất đơn thuần, chính là phẫn nộ, muốn quyết chiến với sát khí kia. Mà lúc này, phản ứng của Huyền Vũ Giáp lại cổ quái như thế, giống như là gặp bạn cũ, vui mừng không ngừng. Lập tức chuyển thành cảnh giác và đối địch, dường như đụng phải kẻ thù cực kỳ nguy hiểm, sau đó trở nên mơ hồ, dường như Huyền Vũ Giáp cũng bị, không rõ ràng. Tuy nói Huyền Giáp linh thông, nhưng linh tính chỉ đến được mức độ này, cũng nằm ngoài dự liệu của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tâm thần ngưng tụ, chậm rãi xuyên thấu thần niệm của mình qua Hạo Nhiên chính khí, truyền vào trong Huyền Vũ Giáp đây là hình thức trung cực thôi động huyền vũ giáp do sư tổ chỉ thủy truyền thụ cho hắn thôi thúc tâm thần con người kết nối trực tiếp với huyền giáp trước đó tiêu phàm chỉ là dùng cách này để thăm dò chủ yếu là luyện tập tham gia chiến đấu đây vẫn là lần đầu tiên tất cả những thứ này người ở ngoài nhìn vào sẽ không cảm thấy kỳ lạ chỗ nào mọi người thấy tiêu phàm bỗng dừng bước hai mắt khép hờ giống như lão tăng ngồi thiền dáng vẻ khá thần bí tiêu nhất thiếu thường ngày luôn giả thân giả quỷ, như thế, mọi người không cảm thấy có gì kỳ lạ cả, từng người một bình tĩnh, ai cũng không dám quấy rầy hắn. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 240.